thân thể chấn động mạnh một cái, trong tai mọi người rõ ràng nghe lấy Trác Phàm cái kia dõng dạc hô quát, trong mắt đột nhiên lộ ra một trận không cam lòng cùng phẫn hận. Đúng lúc này, Bạch Cung Phụng đột nhiên đứng ra, hai tay vung lên, quát lớn, mọi người nghe ta nói, Trác quản gia nói có đạo lý, tuy nhiên lần này xem ra tựa như là Trác quản gia đem chúng ta hố, nhưng là ai cũng đừng quên, chúng ta tại tạp dịch phòng lấy chỗ tốt thời điểm, cũng là Trác quản gia công lao, chúng ta cùng Trác quản gia đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu, chạy cũng chạy không thoát. Lần này chúng ta hồi tông, nếu là tông chủ không so đo lời nói, chuyện gì cũng dễ nói, chúng ta cũng không muốn dẫn phát trong tông môn, người của mình đại chiến. Nhưng là tông chủ nếu không phải muốn trừng phạt Trác quản gia lời nói, không thể nói được chúng ta thực sự phản. Mọi người đừng quên, Trác quản gia là chúng ta đầu lĩnh, cây đổ bầy khỉ tan. Nếu là Trác quản gia khẽ đảo, như vậy tông chủ muốn giết chết chúng ta bất kỳ người nào, đều là một bữa ăn sáng, lại không còn cách nào phản kháng, cho nên chúng ta tạp dịch phòng tất cả cung phụng trưởng lão, nhất định phải thể bảo vệ Trác quản gia không việc gì mới có thể. Không tệ, Bạch Cung Phụng nói có lý. Đột nhiên, Thích Cung Phụng cũng bỗng dưng đứng ra, cất cao giọng nói, lần này hồi tông ngàn vạn không thể bên trong tông chủ trì hoãn kế sách, bởi vì chúng ta giờ phút này là có tuyệt đại ưu thế. Lần này Huyền Thiên Tông đại chiến, Lạc gia mọi người thực lực chúng ta rõ như ban ngày, Trác quản gia cái kia tiểu công tử thực lực, chúng ta cũng thấy rất rõ ràng. Có thể nói, giờ này khắc này, chúng ta nắm giữ chiến lực mạnh nhất. Nếu là tông chủ không thể làm tức cho chúng ta cái trả lời chắc chắn, bỏ qua sự kiện này, chúng ta nhất định phải thay đổi triều đại. Do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ chết oan chết uổng, tông chủ tàn nhẫn cùng thủ đoạn, mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày. Trong lòng bất giác run lên, mọi người đều là sắc mặt nghiêm một chút, hơi hơi gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chiếu cái này Thích Cung Phụng nói chuyện, bọn họ thật đúng là phát hiện, nguyên lai bọn họ chiến lực mạnh như vậy, muốn bắt lại chính mình tông môn cũng là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là như qua cái thôn này, Lạc gia trợ lực vừa đi, Tà Vô Nguyệt lại tiêu diệt từng bộ phận lời nói, bọn họ thì thật thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc người chém giết. Cho nên, hiện tại cũng không phải bọn họ do dự thời điểm. Nhìn đến tất cả mọi người biểu lộ, đã biến đến trở nên kiên nghị, Thích Cung Phụng quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, vừa nhìn về phía mọi người, bất giác cười khẽ một tiếng, huống hồ, Trác quản gia lúc trước cùng Huyền Thiên Tông tuyên tông chủ nhất chiến, chắc hẳn các vị cũng thấy rất rõ ràng, vậy thì thật là tương xứng a. Cho nên lão phu cảm thấy, cho dù không có Tà Vô Nguyệt Dâm uy cái này uy hiếp tồn tại, Trác quản gia làm chúng ta Ma Sách Tông tông chủ cũng là lựa chọn tốt a, ha ha ha. Tham kiến Trác tông chủ, Ma Sách Tông mọi người não tử cũng xoay chuyển rất nhanh, biết muốn tạo phản, lập tức sớm cúi chào xuống tới. Thật giống như đế quốc trong chiến loạn, đại tướng tạo phản trước đều sẽ sớm xưng đế một dạng, danh chính ngôn thuận a. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm nhẹ liếc Thích Cung Phụng liếc một chút, hai người cùng nhìn nhau, khẽ gật đầu về sau, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, cũng nghiêm túc, hơi vung tay liền cất cao giọng nói, như vậy tất cả mọi người nghe lệnh, chờ xuất phát, phản công Ma Sách Tông, không được sai sót. Vâng, mọi người cùng nhau liền ôm quyền, trong mắt chiến ý, đúng là so tiến công Huyền Thiên Tông lúc còn càng cường liệt hơn được nhiều. Dù sao, trận chiến này tuy là nội chiến, nhưng bọn hắn tuyệt không thể thua. Dương Sát bọn người gặp này, lại là khẽ vỗ cái trán, bất đắc dĩ thở dài, ai ra, Vô Nguyệt A, đây chính là ngươi bình thường tạo đến nghiệt A. Để ngươi bình thường đối bọn hắn như thế trách móc nặng nề, hiện tại tốt, người ta chỉ chớp mắt chỉ làm phản, người nhà còn ở trong mơ làm lấy Trung Tam Tông tông chủ Xuân Thu Đại Mộng đây. Ai, thật không biết làm như thế nào cứu ngươi mới tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Sát vội vàng đuổi theo chúng người thân ảnh, mi đầu chăm chú nhíu lại, tại suy nghĩ giải quyết con đường. Trác Phàm cùng Tà Vô Nguyệt đều cùng bọn hắn có không tầm thường giao tình, hai người này làm, bọn họ muốn giúp ai đây? Cái này lại chính là Trần Kiều binh biến, hoàng bào gia thân, quân vương vô đạo, thiên hạ cộng trục. Một phương diện khác, Ma Sách Tông kết giới chỗ, nhưng nghe ông một tiếng vang nhỏ, kết giới đại môn bị từ từ mở ra, Tà Vô Nguyệt mặt mũi hớn hở đi tới, thượng còn không biết hắn tông chủ ngai vàng đã lung lay sắp đổ. Tông chủ hồi tông, tông chủ hồi tông. Hai tên đồng tử, vội vã tại trong tông môn một trận chạy, thông báo lấy cái này vui vẻ tin tức. Tà Vô Nguyệt cũng là đắc chí vừa lòng phía trước đi tới, một bộ xuân phong đắc y móng ngựa tật bộ dáng,
hiển nhiên ở bên ngoài chịu không được giảm bớt lễ tiết ngộ, bị đập rất nhiều mông ngựa, chính thoải mái lắm đây. Thế nhưng là không có đi hai bước, hắn lại là mi đầu lắc một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, nhìn hai bên một chút, kỳ quái nói a, hôm nay cái này tông môn làm sao quạnh quẽ như vậy, dường như rất ít người ở chỗ a. Tông chủ, tông chủ. Đúng lúc này, từng tiếng la hét truyền đến, Thạch cung phụng mang theo không đến 100 nội môn trưởng lão cung phụng nhóm, vội vã bay tới, nhìn thấy Tả Vô Nguyệt về sau, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, cung kính nói, tông chủ hồi tông, lão phu mang theo nội môn tất cả trưởng lão cung phụng nghênh đón trễ, tha tội thứ tội, ha ha ha. Nghi đầu lắc một cái, Tả Vô Nguyệt phóng nhãn nhìn mọi người liếc một chút, trong mắt nghi hoặc càng sâu, chuyện gì xảy ra, chỉ có các ngươi mấy người sao? Người khác đâu, trưởng lão, cung phụng, còn có toàn tông đệ tử, đều chạy đến nơi đâu? Ách, tông chủ, không phải ngươi để Trác quản gia dẫn bọn hắn rời đi sao? Bọn họ bây giờ còn chưa hồi tông đâu. Không khỏi sững sờ, Thạch cung phụng giả bộ khó hiểu nói. Trong mắt chừng một cái, Tả Vô Nguyệt một mặt kinh hãi, Trác phàm. Hắn không phải đi à, tại sao lại trở về? Còn có, ta lúc nào để hắn mang theo tông môn trưởng lão cung phụng rời tông? A, à, đây không phải ngài mệnh lệnh sao? Nhưng hắn cầm lấy ngài cho tông chủ lệnh bài a. Làm bộ sững sờ, Thạch cung phụng nhẹ vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng nỉ non nói, cái này sự tình thì đại a, Trác quản gia cầm lấy ngài lệnh bài nói muốn đem toàn tông cao thủ, xuống đến đệ tử, lên tới cung phụng, toàn bộ mang đi. Lão phu cảm thấy kỳ quái, liền mang theo nội môn chư trưởng lão cung phụng chống lại, nhưng ngài cũng biết, tạp dịch phòng đều là người khác lập tức, hắn vừa ra khỏi miệng, lập tức nhanh chóng cùng đi theo. Lần này, không biết chạy đi đâu, ai, sẽ không phải đem bọn hắn đều lừa bán đi. Nói, Thạch cung phụng liếc mắt liếc một cái Tả Vô Nguyệt sắc mặt, lại chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, song quyền hung hăng nắm lại, trong mắt đã là lộ ra tránh thức sát ý, không khỏi sùi cười một tiếng. Nhìn tới, cái này hai cái mãnh hổ, rốt cục đến muốn vạch mặt cấp độ A, ha ha ha. Hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, ma sách tông kết giới bên ngoài, từng mảnh đen nghịt đám người dần dần rơi xuống, định thần nhìn lại chính là Trác phàm mọi người không thể nghi ngờ. Trong lòng đã có mưu phản chi ý, trong mắt mọi người liền lại không có do dự cùng nhát gan, mà chính là trần trụi kiên định cùng sát ý. Xa xa quên liếc một chút cái kia quen thuộc kết giới chỗ, Trác phàm nhếch miệng lên, không khỏi trong lòng cười lạnh. Tả Vô Nguyệt, lão tử cũng không phải ngươi đồ chơi, hội như vậy ngoan ngoãn để ngươi sử dụng hết thì ném đi. Vốn là cái này ma sách tông lão tử không có thèm, bất quá đã muốn vạch mặt, vậy lão tử liền tiên hạ thủ vi cường, cái này tông môn ta cũng thuận tay đón lấy. Dù sao, cái này nhưng là quan hệ đến lão tử cùng Khuynh Thành tánh mạng, tuyệt sẽ không có nửa ngón tay mềm. Ánh mắt không khỏi nhíu lại, Trác phàm quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hải chỗ đó, dặn dò, Vân Hải, ngươi mang người Lạc gia lập tức cùng tiểu tam tử ở chỗ này trông coi, nếu là chiến lên lời nói, sẽ có người mở ra kết giới để cho các ngươi đi vào. Đúng, Trác đại ca, hung hăng liền ôm quyền, Lạc Vân Hải bình tĩnh nói. Tiểu tam tử cũng là khẽ gật đầu, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, vỗ ngực một cái nói, yên tâm đi, lão cha, tiểu tam tử ở đây chờ lệnh, ngươi có bất kỳ cần, tiểu tam tử giúp ngươi dẫm bằng nó. Ách, tiểu công tử. Nơi này không so Huyền Thiên Tông, chúng ta về sau còn muốn ở chỗ này tu luyện sinh hoạt đây, ngài lão thủ hạ lưu tình, có thể không xuất thủ thì tận lực không nên ra tay, ha ha ha. Bất giác chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, Thích cung phụng nhìn về phía tiểu tam tử, bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng. Bọn người người gặp, cũng không thấy cười to liên tục. Tuy nhiên tiểu tam tử cái kia lực lượng cường đại để bọn hắn buồn rầu, nhưng cũng cho bọn hắn vô tận lực lượng. Chỉ cần có cái này tiểu quái vật tại, bọn họ trận chiến này không thắng đều không có thiên lý. Coi như trong tông môn truyền thuyết bên trong cái kia đại cung phụng xuất hiện đều không có cái gì chứng dùng, dù sao mình vị này tiểu ra thế nhưng là liền Chu Thiên Tứ lão đều tùy tiện miểu sát nhân vật A. Dương mắt liếc mọi người liếc một chút, Trác phàm hắng giọng, quát to tốt, chúng ta đi thôi, thiên hạ này cái kia thay đổi, hừ. Nói, Trác phàm đã là dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Sở Khuynh Thành ở bên cạnh hắn, những người còn lại thì là chăm chú đi theo hắn sau lưng. Một nhóm nhân mã, hung thần ác sát hướng tông môn của mình đánh tới. Chính lại chính là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, ông một tiếng vang nhỏ,
tông môn kết giới dễ dàng mở ra, không có nửa điểm chứng dùng, cái này hổ lang chi sư liền trùng trùng điệp điệp hướng bên trong đi vào. Xoạt 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 xoạt. Bỗng nhiên, bốn bóng người chợt lóe lên, mọi người giật mình, cùng nhau nhìn qua, đã thấy chính là ma sách tứ quỷ bóng người xuất hiện. Yên tâm, người của mình, ta để bọn hắn nhìn chằm chằm tông môn động tĩnh. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm làm cho tất cả mọi người yên tâm lại, sau đó nhìn về phía tứ quỷ nói, ta hỏi các ngươi mấy cái tên tiểu quỷ, Tà Vô Nguyệt hắn hồi tông sao? Vội vã gật gật đầu, Hung Sát Quỷ vội vàng liền ôm quyền nói, khởi bẩm Trác quản gia, tông chủ một tháng trước đã hồi tông. Chỉ là nghe nói người đem tông môn 2/3 nhân mã đều mang đi, một trận nổi giận. Gần nhất lại có hơn 10 người đệ tử bị hắn giận chó đánh mèo, mơ hồ bị xử tử. Ha ha ha, quả là thế, xem ra lần này thật muốn ngả bài. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm phất phất tay, tiếp tục đi đến phía trước, vừa đi vừa hỏi, Thạch Cung Phụng bọn họ động tĩnh gì, gần nhất tông môn nhưng là có một ít khả nghi nhân viên hoặc là cao thủ xuất hiện. Khởi bẩm Trác quản gia, Thạch Cung Phụng bọn họ trừ Bàn Lộng thị phi bên ngoài, không có gì hắn động tác. Ma Sách tứ quỷ cũng là vừa đi theo Trác Phàm bên người, một bên dần dần báo cáo. Mọi người gặp này, trong lòng bất giác cùng nhau run lên, âm thầm tán thưởng. Nguyên lai cái này Trác quản gia sớm đã chuẩn bị phản nghịch, lại sớm tại tông môn làm tốt tai mắt, thuận tiện hồi tông hành động. Tại còn chưa tấn công Huyền Thiên Tông trước đó, liền đã làm tốt phản công Ma Sách Tông chuẩn bị, chí lo tư viễn, coi là thật người phi thường cẩn thận a. Ma Sách Tông trong tay hắn, đoán chừng so tại cái kia Tà Vô Nguyệt trong tay còn mạnh hơn nhiều a. Cứ như vậy, chúng ta lần này phản nghịch tuy nhiên không chính cống, nhưng chọn một có năng lực hơn tông chủ ngồi phía trên, cũng coi như xứng đáng Ma Sách Tông liệt tổ liệt tông đi. Liếc nhìn nhau, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng bọn người đều là khẽ gật đầu, trong lòng tìm cho mình lấy yên tâm thoải mái lấy cớ. Rất nhanh, Trác Phàm cả đám chờ đến tông chủ trước đại điện, trùng trùng điệp điệp nhân mã, cái kia cỗ cường hãn uy áp như là mây đen giống như bao phủ trước điện, lại làm cho trong điện Tà Vô Nguyệt cũng không khỏi đến nhướng mày, trong lòng có chút bị đè nén. Sau đó song đồng ngưng tụ, đạp chân xuống, liền xông ra đại điện. Người nào, dám can đảm ở tông chủ đại điện thả ra mãnh liệt như thế khí thế, muốn tạo phản sao? Bá một tiếng, Tà Vô Nguyệt đến cửa đại điện, nhìn đến cái kia trùng trùng điệp điệp một đám người, không khỏi hét to lớn tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía người đứng đầu hàng thủ vị Trác Phàm chỗ đó, nhất thời trong mắt ngưng tụ, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, Trác Phàm, ngươi thế mà còn dám trở về. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười khẽ một tiếng, làm sao không dám. Ta là Ma Sách Tông đệ tử, Ma Sách Tông là nhà ta làm sao không thể trở về đến. Hừ, tốt một cái vô sỉ bội tín chi đồ. Hung hăng khẽ cắn môi, Tà Vô Nguyệt không khỏi mắng to lên tiếng, đầu tiên là lừa gạt bổn tọa rời đi tông môn, kết quả bản tông đi trao đổi các đại đế quốc vào ở sự tình, rời đi không bao lâu, ngươi không ngờ đi mà quay lại, còn giả truyền bản tông ý chỉ, mang đi tất cả tạp dịch phòng cao thủ, đi quá giới hạn quyền hạn, thật lớn mật. Ấn Ma Sách Tông quy, ngươi đã là chết tội không thể tha. Đúng lúc này, không biết là trùng hợp vẫn là có ý, Thạch Cung Phụng vừa vặn mang theo nội môn cái kia 100 cao thủ đuổi tới, lúc này đứng sau lưng Tà Vô Nguyệt, dường như thoáng cái thì thành tông chủ người. Lần này, mọi người thấy đến kỳ quặc, nhưng Trác Phàm lại là nhìn đến trong lòng cười thầm không thôi, đã rõ ràng, nguyên lai cái này Thạch Cung Phụng an tĩnh nhiều ngày như vậy, chờ đến cũng là giờ khắc này a. Bất quá, cái này âm dương đạo chuyển đổi kế sách, người khác có lẽ không hiểu. Nhưng Trác Phàm hắn lại như thế nào có thể không hiểu. Thông qua lợi ích chuyển đổi, minh hữu biến địch nhân biến minh hữu, đây chính là âm dương đạo. Thông qua một cái chi tiết nhỏ biến hóa, liền có thể âm chuyển dương, dương chuyển âm, lợi biến tệ, tệ biến lợi, đây là thượng sách. Lúc trước, Thạch Cung Phụng nắm giữ nội môn lợi ích, cho nên tại Tà Vô Nguyệt xử sự bó tay bó chân, không có cách nào, Tà Vô Nguyệt đem chính mình dẫn vào tông môn, hai người liên thủ. Trên dưới hợp tác, kẻ sướng người họa, đem Thạch Cung Phụng nội môn sinh ý đảo đến không còn sót lại một chút cặn. Lúc này, Thạch Cung Phụng lặng yên lui ra, lại là để hai cái nguyên bản minh hữu ở giữa, phát sinh uy vọng tranh đoạt mâu thuẫn. Có thể nói, Trác Phàm ngay từ đầu uy vọng, là Tà Vô Nguyệt giúp đỡ tranh giành đến, vì cũng là áp chế nội môn. Nhưng bây giờ, nội môn lui ra lợi ích tranh chấp, Tà Vô Nguyệt lại là thình lình phát hiện, Trác Phàm uy vọng đã uy hiếp được hắn.
sau đó hai người liền có lợi ích tranh đoạt, đây là âm dương thế lực chuyển đổi. Chờ hai người hai hổ tranh đấu lúc, Thạch Cung Phụng lại đi ra giúp một đầu, diệt khiến một đầu, có thể nói không cần tốn nhiều sức, làm cho đối phương liên minh sụp đổ, đây là tối cao dương mưu thủ đoạn. Cho dù trong lòng hai người minh bạch, nhưng đối mặt lẫn nhau uy hiếp, vẫn là không nhịn được muốn lẫn nhau tranh đoạt một phen, tránh cũng tránh không, Thạch Cung Phụng thì ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, hưởng mưu lợi bất chính chi tiện. Thế nhưng là Thạch Cung Phụng có một chút kỳ kém một chiêu, chính là Trác Phàm đồng dạng am hiểu lĩnh vực này quyền mưu thủ đoạn. Cho nên thoạt đầu hắn đối Tả Vô Nguyệt tận lực tránh cho mâu thuẫn xung đột, mà lại một bộ gần du áo đi, ẩn sâu công cùng tên ở ẩn thái độ, để hắn buông lỏng cảnh giác, dù sao tiểu tử này sớm muộn sẽ đi, hắn cũng không cần gấp gáp như vậy trừ rơi. Loại tình huống này, một nửa là Trác Phàm thật có ý đó, một nửa lại là bởi vì tự thân thực lực còn chưa đủ, một loại tự vệ thủ đoạn thôi. Nhưng là về sau, biết được Sở Khuynh Thành ra chuyện, Trác Phàm không thể lại yên lặng im ắng. Kết quả là, hắn liền không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đem có thể điều động nhân mã đều điều động. Mà như là đã phạm cấp trên kiêng kỵ, đi quá giới hạn quyền hạn, như vậy hắn liền một phạm đến cùng, chuẩn bị phản nghịch tông môn. Dù sao, dốc hết toàn lực, làm thực lực ngươi đủ mạnh lúc, hết thảy quyền mưu tính kế đều không đáng giá nhắc tới. Mà cái này, cũng là Thạch Cung Phụng sơ hở chỗ. Lúc này Trác Phàm sau lưng 2/3 Ma Sách Tông thế lực nghe hắn điều động, bên ngoài còn có Lạc Gia cùng Tiểu Tam Tử viện hộ, đã là quá mức cường đại. Cho dù Thạch Cung Phụng liên thủ với Tả Vô Nguyệt, cũng lại khó không biết sao hắn nửa phần. Bất quá điểm này, hai người hiện tại có vẻ như còn không có phát giác được. Kết quả là, Tả Vô Nguyệt hất lên ống tay áo, vẫn như cũ một phó tông chủ vinh váo hung hăng bộ dáng, hét lớn lên tiếng, người tới, cho ta đem Trác Phàm cầm xuống. Tính, giống như chết tính. Tả Vô Nguyệt tiếng nói thật lâu truyền vang tại tất cả mọi người trong tai, mọi người lại là dường như không nghe thấy giống như, mắt điếc tai ngơ, không có một cái nào hành động. Có càng là trợn mắt một cái, khinh thường bĩu môi, không chút phật lòng. Khẽ chau mày, Tả Vô Nguyệt thật sâu nhìn lấy những người này, trong lòng lắc một cái, mắng to các ngươi đây là làm cái gì, không nghe thấy bản tông lời nói sao. Ha ha ha, tông chủ bớt giận. Nghĩ đến những thứ này tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng nhóm cùng Trác quản gia thân cận, không tiện động thủ đi, như vậy thì để lão phu dẫn người động thủ, thay tông chủ cống hiến sức lực đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, còn đần độn u mê Thạch cung phụng đến tận đây vẫn không quên hắc tạp dịch phòng mọi người một tay, nói xấu mọi người cùng Trác Phàm thông đồng làm bậy, đã không đáng Tả Vô Nguyệt tín nhiệm. Bất quá, hắn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ tới là, hắn chiêu này hắc, còn thật hắc đúng. Tạp dịch phòng những cao thủ này còn thật mẹ hắn phản, cùng Trác Phàm quan hệ mật thiết. Chỉ là hắn cô dám muốn mà thôi, đám người này thật có dạng này lá gan. Chậm rãi phất phất tay, Thạch Cung Phụng lạnh lùng nói, người tới, vì tông chủ cầm xuống Trác Phàm chuyện này truyền tông chủ mệnh lệnh nghịch tặc. Vâng. Phía sau hắn hai vị lão giả khom người liền ôm quyền, ta cười một tiếng, liền hướng Trác Phàm đi đến, Thạch Cung Phụng cũng là lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, lộ ra tà dị tiếu dung. Cứ như vậy, hắn nhưng là mượn Tà Vô Nguyệt chi thủ, đả kích Trác Phàm cái này cái người phụ tá đắc lực, tiến tới lại đả kích tạp dịch phòng đám này cùng hắn đoạt thịt ăn lão già kia. Thế nhưng là, hai người kia còn không có tới gần Trác Phàm, một cỗ mang theo sát ý mãnh liệt khí thế, lại là đột ngột được từ Trác Phàm thân thể sau phát ra, thẳng tắp ép lên hai người kia hai gò má, làm cho hai người ngăn không được thân thể trì trệ, có chút không thở nổi. Ngay tại vuốt râu, đắc chí vừa lòng Thạch Cung Phụng. Cũng là đột nhiên trong lòng cả kinh, một cọng râu nhịn không được vê xuống tới, bất khả tư nghị nhìn sang, một trái tim đột nhiên đến nhấc đến cổ họng nhi bên trong. Bởi vì hắn thấy là, Trác Phàm sau lưng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực ánh mắt, còn có cái kia ngưng tụ thành một cỗ lực sát khí. Chẳng lẽ, đám người này cùng Trác Phàm cùng một chỗ đều muốn phản? Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Thạch Cung Phụng tựa hồ lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Trên trán bỗng dưng chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Hỏng bét, quá coi thường tiểu tử này. Song đồng nhìn không được hung hăng rung động, Thạch Cung Phụng sắc mặt thật sâu trầm xuống, một trái tim cũng là đang điên cuồng bịch bịch đập mạnh, nhìn lên trước mặt cái này tất cả mọi người băng lãnh ánh mắt, không khỏi nâng lên tay áo, chà chà trên đầu mồ hôi. Vốn là hắn là muốn mượn Tà Vô Nguyệt chi thủ, quang minh chính đại trừ rơi Trác Phàm, tiếp lấy lại đối tạp dịch phòng dần dần đè ép đánh tan.
nhưng vạn vạn không nghĩ đến là, Trác Phàm hành sự lại tàn nhẫn như vậy quả quyết, nói phản thì phản. Mà lại, còn thành công kéo lên nhiều trưởng lão như vậy cung phụng cùng một chỗ tạo phản. Cứ như vậy, Tà Vô Nguyệt người tông chủ này tên thì hoàn toàn thành cái thủng rỗng, không có chút nào trấn nhiếp lực. Hắn hiện tại cùng Tà Vô Nguyệt đứng ở một bên, chẳng những một chút tác dụng không có, ngược lại sẽ đưa thân vào cảnh hiểm nguy, trở thành đối phương thanh trừ mục tiêu. Lại là lúc này cùng hắn vốn có kế hoạch không gặp nhau, được trả bằng mất. Trác Phàm, ra tay thật mẹ hắn nhanh a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thạch Cung Phụng hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng một trận thầm hận, vì sao không có nói sớm động thủ, tại tiểu tử này xuất ra lệnh bài đến cố làm ra vẻ, muốn dẫn đi toàn bộ trưởng lão trước liền đem hắn cầm xuống. Cứ như vậy, mặc dù không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, tại tạp dịch phòng một đám lão gia hỏa nói mát nói mẻ dưới, không chỉ được hắn trọng tội, nhưng tối thiểu sẽ không cho hắn cái này tiên hạ thủ vi cường cơ hội. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tiểu tử này cùng đám này lão bất tử sớm đã thông đồng một hơi, có chuẩn bị mà đến, địch mạnh ta yếu phía dưới, muốn động hắn lại là lại không cái này khả năng. Mà lại, nhóm người mình lại là có vài phút bị tiêu diệt nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Cung Phụng trên đầu chảy mồ hôi lạnh liền càng sâu rất nhiều, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn kế hoạch còn chưa áp dụng, đã chết từ trong trứng nước, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, kết quả là lại vì người khác làm áo cưới. Thực sự không cam tâm a. Thế mà, đúng lúc này, song phương đại chiến dây dẫn nổ hết sức căng thẳng thời khắc, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, chờ một chút. Mọi người khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Dương Sát mập mạp chết bầm này lảo đảo xông ra đám người, bỗng dưng ngăn tại song phương nhân mã trước mặt, một mặt rực rỡ cười nhìn về phía Tả Vô Nguyệt. Dương Sát, ngươi làm gì, liền ngươi cũng muốn chống lại bản tông mệnh lệnh sao? Khẽ chau mày, bởi vì chính mình quyền thế bị đi quá giới hạn, mà bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Tả Vô Nguyệt, một lòng chỉ muốn làm Trác Phàm, hãy còn không thấy rõ trước mắt tình thế, bất giác giận dữ lên tiếng. Trong lòng bất giác thầm than một tiếng, Dương Sát bất đắc dĩ nhìn Tả Vô Nguyệt liếc một chút, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một bộ người vô hại và vật vô hại nụ cười, khuyên giải nói, Vô Nguyệt a, cái này thì ngươi sai rồi. Lần này Trác Phàm mang bọn ta ra ngoài, cũng không có làm gì có nhục tông môn sự tình. Mà chính là truyền ta tông uy, lập xuống đại công a. Người cái này làm tông chủ cần phải khen thưởng mới là, làm sao có thể lại lần nữa phạt đâu. Lập công, lập cái gì công, mi đầu lắc một cái, Tả Vô Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất giác cười hắc hắc, Dương Sát Dương Dương đắc ý nhấc nhấc đầu, cười to lên, lập cái gì công. Ha ha ha, các huynh đệ, cho tông chủ hồi báo một chút chúng ta chiến tích, để lão nhân gia ông ta cũng tốt thật vui vẻ một chút. Không nói gì, tất cả mọi người thật sâu nhìn lấy Dương Sát cái kia một mình cười to bóng người, lại đều là giữ im lặng. Dương Sát lần này ngôn từ, tại chỗ trừ khí đầu chính thịnh Tả Vô Nguyệt bên ngoài, đoán chừng đại đa số người đều đã nghe ra manh mối, rõ ràng cũng là tại hòa giải, tránh cho song phương đại chiến. Mà Dương Sát để mọi người cho tông chủ báo cáo tình hình chiến đấu, cũng là muốn bảo trụ Tả Vô Nguyệt người tông chủ này tên tuổi, người không đoạt vị, ta không làm ngươi. Mọi người tất cả đều vui vẻ tốt bao nhiêu. Bất quá, bọn họ cái này tạo phản phái đã thành lập, há có thể nói mặc kệ thì mặc kệ. Coi như giải tán, cũng phải thủ lĩnh nói mới tính đi. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ lấy hắn chỉ thị. Nhưng nhìn thấy mọi người đối Trác Phàm như vậy thái độ, Tả Vô Nguyệt trong lòng lại sớm đã lên cơn giận dữ, hận không thể đem trước mặt tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Xin nhờ, mà sách tông tông chủ là lão tử, Tả Vô Nguyệt. Các ngươi hướng lão tử báo cáo tình huống, thế mà còn muốn được cái kia Trác Phàm đồng ý, các ngươi đem lão tử đặt ở loại tình trạng nào? Có lẽ thật sự là đáy lòng hỏa khí đem lão tử đều cho cháy hỏng, luôn luôn khôn khéo Tả Vô Nguyệt, giờ này khắc này đúng là ngẩn người ra, lại vẫn nhìn không ra, những trưởng lão cung phụng này trong mắt sớm đã không có vị trí hắn, hắn cũng sớm không phải trong lòng bọn họ người tông chủ kia. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi thứ, đều lấy Trác Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Cung Phụng, người hướng tông chủ hồi báo một chút đi. Trong lòng hơi hơi trầm ngâm một chút, Dương mắt vừa nhìn về phía Dương Sát cái kia khao khát ánh mắt, Trác Phàm cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quyết định cho Tả Vô Nguyệt một cơ hội cuối cùng dừng tay giảng hòa. Dù sao hắn chỉ muốn dẫn Sở Khuynh Thành cao chạy xa bay, cũng không tiếc đến lại kéo một cái tông môn gánh vác,
nếu không phải nguy hiểm cho tánh mạng, hắn cũng không muốn làm ra loại chuyện này, có thể hòa bình giải quyết không còn gì tốt hơn. Mà nghe đến Trác Phàm chỗ nói, Dương Sát không khỏi lúc này mừng rỡ, một mặt cảm kích nhìn Trác Phàm liếc một chút, Bạch Cung Phụng cũng là chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nhưng ngữ khí lại là mang theo lạnh lùng. Đối Tả Vô Nguyệt nói, Trác quản gia lần này mang bọn ta quét ngang Huyền Thiên Tông, chiến quả phong phú, công huân chói lọi, quả thật ta Ma Sách Tông sáng tạo tông mấy ngàn năm bất thế chi công, sau có không người đến không xác định, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cái gì, ngươi lại dám mang theo tông môn cao thủ, đi tự tiện phát động hai tông đại chiến? Bạch Cung Phụng còn chưa nói xong, Tả Vô Nguyệt đã là tròng mắt chừng một cái, tức giận rít gào lên tiếng, ngươi là cái thứ gì? Đại sự như thế cũng dám tự ý tự làm chủ. Người tới, đêm này Trác Phàm nghịch tặc bắt lại cho ta, sinh tử bất luận. Có nào dám không tòng mệnh khiến người cản trở, giết không tha. Nghe được lời này, Dương Sát không khỏi giật mình, vội vàng trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện vài kiện cao giai linh binh linh giáp, vội vàng nói, Vô Nguyệt, người đừng kích động, người nghe ta nói, đây là chúng ta lần này chiến lợi phẩm. Chúng ta thế nhưng là đem Huyền Thiên Tông cả cái tông môn bảo vật đều chuyển quang a, đại thắng lợi a. Lan. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Tả Vô Nguyệt đã là hung hăng vung lên ống tay áo, đem hắn đẩy đến trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, so lúc trước biến đến càng thêm oán độc nhìn về phía Trác Phàm nói, đi qua giới hạn chi tội, đại nghịch bất đạo, hôm nay Trác Phàm chỗ phạm chi tội không thể tha thứ, tất chỗ cực hình, ai cũng không cho phép cầu tình, nếu không hết thảy cùng tội. Tả Vô Nguyệt gào thét, tại tất cả mọi người bên tai tiếng vọng, Dương Sát thật sâu liếc hắn một cái, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, chăm chú cắn chặt hàm răng, cúi thấp đầu. Âm Sát cùng Quỷ Sát nhìn lấy đây hết thảy, cũng là bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thì thào, Tả Vô Nguyệt, ngươi cũng đã biết, Dương Sát làm ra hết thảy không phải vì Trác Phàm cầu tình, mà chính là vì ngươi a. Bây giờ Trác Phàm sau lưng thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, ngươi làm sao lại nhìn không ra đâu. Ai, quả nhiên thấy lợi tối mắt, một có điểm không tệ. Thạch Cung Phụng gặp này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thở dài. Bây giờ Tả Vô Nguyệt đã triệt để bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, mất phán đoán lực, vậy mà nhìn không ra, cái này cái tông môn đã không thuộc về hắn sao. Trước kia hắn có tông chủ tên, có thể tùy ý đùa bỡn trưởng lão Cung Phụng trong lòng bàn tay, thăng bằng thế lực ở giữa quan hệ. Nhưng bây giờ, mọi người trong mắt đã không có hắn. Sẽ không đi từ hắn bài bố. Giờ này khắc này, như còn cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy chòm râu, Thạch Cung Phụng đã nghĩ đến rút lui con đường sau này. Nhàn nhạt liếc cái kia táo bạo Tả Vô Nguyệt liếc một chút, Trác Phàm không còn đi xem hắn, mà chính là nhìn về phía một bên Bạch Cung Phụng, cười nói, Bạch Cung Phụng, ngài là thật không có ý định cùng a, dùng loại lời này đi kích thích hắn. Bẩm báo trước đó. Liền tông chủ kính sưng đều bớt. Ha ha ha, Trác quản gia minh xét, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Loại sự tình này một khi muốn làm, liền muốn làm đến cùng, cũng không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Nếu không ngài cùng Sở cô nương Tiêu Diêu tự tại đi, lưu lại chúng ta đám lão gia này chờ lấy Tả Vô Nguyệt thu được về tính sổ sách, chẳng phải là đem chúng ta đều hố sao. Bất giác khẽ cười một tiếng. Bạch Cung Phụng thật sâu hướng Trác Phàm bái bái nói, chúng ta đều cho rằng Trác quản gia so Tả Vô Nguyệt làm người tông chủ này càng thích hợp, công tại đương đại, lợi tại đời đời, mời Trác quản gia cũng đừng chối từ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, trong mắt đột ngột đến lóe qua một đạo quyết sắc tốt, vậy liền động thủ đi. Người tới, cầm xuống Tả Vô Nguyệt. Vừa dứt lời, Bạch Cung Phụng trong mắt ngột đến lóe qua một đạo vui mừng, tiếp lấy hét lớn lên tiếng. Còn lại trưởng lão Cung Phụng gặp này, cùng nhau thả ra khí thế cường hãn, mục đích mang hung quang, hướng Tả Vô Nguyệt thẳng tắp phóng đi. Không khỏi khẽ giật mình, Tả Vô Nguyệt lại là bỗng dưng ngây người, đây là có chuyện gì, đám gia hỏa này làm sao dám hướng hắn vào tới, muốn tạo phản sao? Giờ này khắc này, hắn tựa hồ mới vừa vặn phát giác, hắn địch nhân không chỉ Trác Phàm một cái, còn có những thứ này sớm đã thay lòng đổi dạ trưởng lão Cung Phụng nhóm. Thạch Cung Phụng. Chúng ta nên làm cái gì? Gặp địch nhân thế hung, một tên nội môn trưởng lão một mặt ngưng trọng nhìn về phía Thạch Cung Phụng, trưng cầu hắn ý kiến. Trong mắt hơi híp, Thạch Cung Phụng quả quyết nói, thị phi chi địa, chạy là thượng sách. Nói, hắn liền nhấc chân muốn rời khỏi,
còn lại nội môn cao tầng cũng không còn đi quản bực này nhàn sự, theo Thạch Cung Phụng cước bộ cũng muốn xa cách nơi này. Chỉ để lại Tà Vô Nguyệt cái này một chỉ huy một mình, quá khí tông chủ, chờ đợi những thứ này sớm đã cùng hắn nội bộ lục đục tạp dịch phòng các cao tầng, đem hắn hung hăng cầm xuống. Dương Sát thì là ngồi liệt trên mặt đất, một trận cười khổ. Vô Nguyệt a, huynh đệ ta vừa mới thế nhưng là một mực cho ngươi sáng tạo cơ hội hòa giải, là chính ngươi quá cố chấp bảo thủ, hiện tại mọi người triệt để vạch mặt, ta cũng không có cách nào cứu ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Ngay tại lúc tất cả mọi người muốn động thủ thời khắc, một đạo thanh sắc ánh sáng mang lại là đột nhiên đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Mọi người bất giác khẽ giật mình, cùng nhau kinh hãi lên tiếng, Khô Vinh lĩnh vực, Khô Vinh ngũ lão. Đồng thời, một đạo già nua hét lớn cũng ở đây có người bên tai vang lên, đều cho lão phu dừng tay. Thân thể bất giác trì trệ, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đạo lưng cóng eo tang thương bóng người, từng bước hướng mọi người đi tới, trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Viên lão, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm trong miệng thì thào lên tiếng. Thạch Cung Phụng thật sâu nhìn lấy hắn, chân mày hơi nhíu lại, nghi nói, hắn là ai? Bình thường chưa thấy qua a. Bẩm Thạch Cung Phụng, là tạp dịch phòng một quản sự, theo Trác Phàm phía sau cái mông kiếm ra điểm danh đầu, suốt ngày cáo mượn oai hổ, không có gì quan trọng. Lúc này, một tên nội môn trưởng lão tiến đến trước mặt hắn, khinh thường nói. Sau đó, cái kia nội môn trưởng lão một cái lắc mình, trong nháy mắt đi vào viên lão trước người, đưa mũi lên trời nói, người cái lão tạp dịch, nội môn sự tình lúc nào từ ngươi để ý tới, còn không mau cút đi. Ha ha ha, nội môn sự tình lão phu là không nghĩ tới hỏi, bất quá cai quản người nghĩ đến bo bo giữ mình, lòng bàn chân bôi dầu. Nói không chừng mấy ngày nữa, còn muốn đánh lấy vì tông chủ báo thù, phục tông tên dẫn ngoại địch nhập tông, hãm tông môn tại chỗ vạn kiếp bất phục. Lão hủ còn muốn ở chỗ này sống lâu mấy năm, thì không thể không quản. Cười lạnh, viên lão khinh miệt lên tiếng. Gương mặt bất giác hơi đỏ lên, người trưởng lão kia gặp viên lão điểm phá bọn họ tâm tư. Không khỏi càng thêm thẹn quá hóa giận, mắng to, đây đều là tông môn cao tầng sự tình, không tới phiên ngươi tên tạp dịch khoa tay múa chân, cút ngay cho ta. Nói, người kia liền nâng lên nhất trưởng, hung hăng hướng viên lão vỗ qua. Một cái bàn tay, thế nhưng là hóa hư cao thủ ba phần công lực, nếu là chịu đến viên lão dạng này đoán cốt cảnh tu giả trên thân, lúc này cũng là hồn phi phách tán hạ tràng. Nếu như hắn, thật chỉ là đoán cốt cảnh lời nói. Hô! Mạnh mẽ cương phong thẳng tắp áp hướng viên lão cái kia tiểu tụy khuôn mặt, liệt gió thổi hắn râu tóc loạn chiến, nghênh phong bay múa. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lùng đối mặt đây hết thảy, trong mắt không vui không buồn, rất là bình tĩnh. Dường như hiện tại hướng hắn xuất trưởng không phải một vị tuyệt cường hóa hư cao thủ, mà chính là một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt giống như. Thạch Cung Phụng ánh mắt hơi khép, yên tĩnh mà nhìn xem chỗ đó, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Theo viên lão đối mặt hóa hư cao thủ thần tình kia tự nhiên bộ dáng, Thạch Cung Phụng đã nhìn ra lão nhân này không đơn giản đến, rất nhiều cao thủ khí độ. Chỉ là hắn rất kỳ quái, trong tông lúc nào cất giấu một nhân vật như vậy. Trác Phàm cũng là nhìn chằm chằm đây hết thảy, lại là sừng sững bất động, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Hắn tâm lý minh bạch, viên lão không phải người bình thường, có lẽ cũng là ma sách tông trấn tông nhân vật. Hiện tại, hắn muốn xử lý ma sách tông tông chủ, phá vỡ nơi này hết thảy, hẳn là phải được viên lão cửa này. Lúc này cùng mở bệnh loét mũi, chính diện tương đối cũng tốt, dù sao sớm muộn muốn một ngày này. Hừ hừ, người cái lão tạp dịch, không có thực lực liền nên giữ bổn phận, khác mẹ hắn xen vào việc của người khác. Cái kia mãnh liệt nhất trưởng đã là đi vào viên lão trước mắt, người trưởng lão kia bất giác mỉa mai cười một tiếng, nói móc nói. Lần trước theo người muốn mấy cái tạp dịch đệ tử luyện công, cùng lão phu một trận ra sức khước từ, còn mẹ hắn chuyển ra tạp dịch phòng cung phụng đoàn tới áp lão phu. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, cũng là cái bảo thối, còn ở trước mặt lão phu chơi lưu manh, bây giờ nhìn có ai tới cứu ngươi, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người trong lòng không sai, nguyên lai vị trưởng lão này cùng viên lão vốn là có qua kết, khó trách đường đường trưởng lão chi tôn. Lúc này chạy tới muốn giết viên lão. Nghĩ đến trước kia trở ngại tạp dịch phòng thanh thế không dám động thủ, hiện tại toàn bộ nội môn cao tầng nhìn tông chủ đổi chỗ, quyết định chạy, lão tiểu tử này mới lúc này xuất thủ, một để lộ trong lòng chi khí.
mà Viên lão bình thường được người tôn trọng, hoàn toàn là bởi vì Trác Phàm quan hệ, còn lại tạp dịch phòng cao tầng căn bản không coi trọng hắn. Nhưng bây giờ liền Trác Phàm cũng không nhìn nặng hắn chết sống, không có xuất thủ, người khác liền càng thêm lười nhác quản. Chính là thấy rõ điểm này, vị trưởng lão kia mới càng thêm phách lối, thế nhưng là... Rear Map hơi hơi run run động một cái, Viên lão từ chối cho ý kiến cười cười, thăm thẳm lên tiếng, tốt một cái giữ bổn phận A, trong tông môn loạn, không nghĩ tiêu trừ song phương mâu thuẫn, lại nghĩ đến chính mình chuồn đi, ngày sau đoạt quyền, đây chính là các ngươi giữ bổn phận phương pháp sao? Ha ha ha, thôi thôi, dạng này trưởng lão, ta Ma Sách Tông có còn không bằng không có tốt. Vừa dứt lời, Viên lão bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lại là trong mắt chợt đến chừng một cái. Đụng, giống như sấm sét nổ vang, khí thôn sơn hà, người trưởng lão kia thậm chí còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền đã là tại một đạo ầm ầm nổ vang phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đã trong mắt không còn, triệt để không có sinh cơ. Bịch, chờ hắn rơi xuống lúc, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí đều không có một cái nào địa phương có một vệt máu. Nói cách khác, hắn thân thể không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, làm cứ như vậy lông tóc không tổn hao gì chết. Mà có thể tạo thành như thế hiện tượng, chỉ có một loại phương pháp. Thần hồn trùng kích, trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Thạch Cung Phụng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Viên lão chỗ nào, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, nơm nớp lo sợ nói, ngươi. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? T. Bọn người người gặp này, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn về phía Viên lão phương hướng khiếp sợ không hiểu. Thần hồn trùng kích, thật là hóa hư cảnh mới có thần thông, lấy thần hồn lực lượng, trong nháy mắt đánh tan đối thủ nguyên thần, để cho địch nhân lúc này chôn vùi. Bất quá, cái này thần thông chỉ có đối hóa dưới hư cảnh tu giả mới có thể làm đến miểu sát. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, mỗi người đều có thần hồn, nhiều lắm là cũng là đụng thành trọng thương, lại là hiếm có thể một chiêu miểu sát sự tình phát sinh. Nhưng là bây giờ, một cái nội môn trưởng lão, hóa hư cao thủ, cứ như vậy tại trước mặt mọi người, bị một người khác lấy thần hồn trùng kích cho xử lý, mà lại người kia còn không có lộ ra thần hồn hình thái tới. Cái kia hai người này thần hồn lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch a? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Viên lão phương hướng đều đã ngây người, không ai từng nghĩ tới, vị này không có danh tiếng gì lão đầu, lại là vị tuyệt thế cao thủ, so với bọn hắn nơi này tất cả mọi người mạnh hơn nhiều. Cho dù là Trác Phàm, cũng không nhìn được mí mắt nhỏ khẽ run run, trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Thích Cung Phụng, chuẩn bị một chút, khiến người ta đem tiểu tam tử bỏ vào đến. Không biết cái này Viên lão xuất hiện hội đứng tại một bên nào, Trác Phàm trong lòng trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định đem tiểu tam tử gọi tới càng thỏa đáng một số. Thích Cung Phụng khẽ gật đầu, cũng là cảm thấy như vậy, liền mật ngữ để mấy cái tên trưởng lão bí mật rời đi, đi mở ra kết giới. Lạch cạch, nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ chậm rãi mà đi, Viên lão khom lấy thân thể, từng bước một hướng mọi người đi đến. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng tất cả đều một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn, không có người còn dám có một tia lòng khinh thị, mà chính là thật sâu ngưng trọng. Sốt cục, Viên lão đi vào hai nhóm nhân mã rằng có trước đó, dừng bước lại. Tà Vô Nguyệt thật sâu nhìn Viên lão liếc một chút về sau, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cung kính khom lưng bái hạ đến, Đại Cung Phụng. Cái gì, hắn cũng là Đại Cung Phụng. Mí mắt nhìn không được hung hăng lắc một cái, Thạch Cung Phụng chúng người thân thể chấn động, tiếp lấy chăm chú chằm chằm Viên lão rất lâu, trong bụng mới âm thầm gật đầu. Khó trách, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong Đại Cung Phụng, mới có một chiêu như vậy kinh thiên thực lực, lão phu sớm nên nghĩ đến mới đúng. Trác Phàm nghe được lời này, mí mắt cũng hơi hơi nhảy nhót, tuy nhiên trong lòng có chút kinh động. Nhưng hắn sớm đã đoán được một chút, còn có thể tiếp nhận. Bọn người người, thì là ngơ ngác nhìn Viên lão cái kia bình thường đến không thể lại bình thường bóng người, đã là hoàn toàn ngốc ở. Ma Sách Tông đệ nhất cao thủ, truyền thuyết bên trong Đại Cung Phụng hình dáng, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, riêng là biết vị này Cung Phụng cũng là cái kia tạp dịch phòng lão tạp dịch Viên lão lúc, rung động trong lòng càng là tột đỉnh. Không tệ, lão phu cũng là Ma Sách Tông Đại Cung Phụng, Viên Hưng Cương. Đem tất cả mọi người kinh dị khuôn mặt thu hết vào mắt, Viên lão hơi hơi túc một chút mặt mũi về sau, hét lớn lên tiếng. Trong lòng bất giác run lên, mọi người do dự một chút, cuối cùng đủ tề bái hạ,
hét to nói, tham kiến đại cung phụng. Không chỉ là nội môn cao tầng, còn có tạp dịch phòng tất cả trưởng lão cung phụng cùng một phiếu đệ tử, cũng tất cả đều thật sâu bái hạ, vui lòng phục tùng. Đại cung phụng là trong lòng bọn họ một cái truyền thuyết, một cái chống đỡ bọn họ tự tôn dựa vào, mà sách tông chính là bởi vì có đại cung phụng trấn tông, mới để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo, lúc này thấy đến chân nhân, không quản bọn họ có phải hay không tạo phản, đều đối vị này thần tượng biểu đạt cao quý nhất kinh ý. Hơi hơi gật gật đầu, viên lão bất giác thở dài ra một hơi, sâu xa nói, tạp dịch phòng người muốn bạo động, nội môn trưởng lão cung phụng nghĩ thoáng chuồn mất, chỉ lưu một cái tông chủ tứ cố vô thân, chờ lấy một hồi bị chém giết. Hừ hừ hừ, chúng ta Ma Sách Tông lúc nào biến đến như vậy náo nhiệt, tứ phân ngũ liệt a. Đại cung phụng, cái này Trác Phàm đi quá giới hạn quyền hạn, cổ động tạp dịch phòng tất cả nhân tạo phản, tâm nhưng là chu, tội không cho tha thứ. Hung hăng liền ôm quyền, Tà Vô Nguyệt lúc này nhất chỉ Trác Phàm chỗ đó, mắng to lên tiếng. Thạch cung phụng gặp đại cung phụng như thế cao thủ xuất hiện, cũng là cảm thấy lại có lật bàn chỗ trống, liền vội gấp chắp tay nói, đại cung phụng minh xét, ta nội môn nhân mã hộ tông chi tâm không thay đổi, hết thảy lấy đại cung phụng như thiên lôi sai đâu đánh đó, mời đại cung phụng hạ lệnh. Cái này nói bóng gió chính là, cái này Trác Phàm không phải muốn tạo phản sao. Đại cung phụng ngài đến chân áp a, mình theo ngươi làm một trận, không sợ làm bất quá bọn hắn. Chờ đem bọn hắn làm chết. Cái này Ma Sách Tông lại là mình thiên hạ, hắc hắc hắc. Sớm đã nhìn ra tâm ý của hắn, viên lão bất giác cười lạnh, sau đó nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Viên lão, người đứng chỗ nào? Thế mà, còn không đợi hắn xuất khẩu, Trác Phàm cũng đã mở miệng trước nói, nếu là ngài muốn hướng lấy Tà Vô Nguyệt đám người này lời nói, vậy chúng ta hôm nay tính toán bạn bè kết thúc nơi này. Bá khí! Lời vừa nói ra, mọi người toàn cũng không khỏi sững sờ. Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng một trận tán thưởng. Không hổ là chúng ta tương lai tông chủ a, đối mặt truyền thuyết bên trong tông môn đệ nhất cao thủ, rõ ràng đều là bá đạo như vậy giọng điệu, thật là kiêu hùng a. Bất quá trong lòng mọi người cũng toàn đều hiểu, Trác Phàm sở dĩ như vậy như bức, nói với đại cung phụng lời nói đều không lưu tình chút nào, hoàn toàn là bởi vì hắn sau lưng còn có một cái như yêu nghiệt nhi tử. Tiểu quỷ kia vừa ra tay, đoán chừng liền đại cung phụng cũng đỡ không nổi. Mọi người đối đại cung phụng tuy nhiên sùng bái, nhưng còn chưa tới mù quáng mà bước, đối thực lực mạnh yếu phán đoán vẫn là rất rõ ràng. Bất quá điểm này, thạch cung phụng bọn họ cũng không rõ ràng, lúc này liền là suy cười một tiếng, châm ngòi ly gián nói, Trác Phàm, người thật lớn mật, người thật cho là người ỷ vào người nhiều, liền có thể cầm xuống ta tông tông chủ vị trí sao? Vậy người đem đại cung phụng mặt mũi để ở nơi đâu? Lão nhân gia ông ta, lại có thể để ngươi như thế làm càn. Im miệng, lão phu sự tình, cũng không tới phiên ngươi làm chủ. Thế mà, hắn vừa dứt lời, viên lão cũng đã nghiêng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng quát, thạch cung phụng, những năm này ngươi tại tông môn cũng sinh không ít chuyện đầu, cái kia tốt thật yên tĩnh một trận. Ách, bất giác trì trệ, thạch cung phụng cái kia hỏa nhiệt tình hoài lúc này bị viên lão dội một chậu nước lạnh, bất giác lập lòe cúi thấp đầu, lùi xuống đi. Nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết lão già kia, hiện tại tạo phản cũng không phải là ta, người đầu mâu lão đối với lão phu làm gì. Không để ý đến trong lòng của hắn phẫn uất, viên lão chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía Trác Phàm, chằm chằm rất lâu, lại là không khỏi cười khẽ một tiếng, Trác quản gia, chúng ta cũng coi như bạn vong niên, bà nội ngươi, ngươi có thể đoạt lại lão bà vẫn là lão phu đề điểm đây. Làm sao, nhanh như vậy thì qua sông đoạn cầu. Muốn theo lão phu đoạn giao. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm không nghĩ tới viên lão thân là đại cung phụng, thế mà vẫn như cũ như phố phường tiểu dân giống như, ngay trước mặt mọi người như thế trêu chọc hắn, không khỏi hai gò má hơi đỏ lên, rất là xấu hổ. Nhưng đáy lòng, lại là phát lên một tia cảm giác ấm áp tới. Chí ít hắn hiện tại tuy nhiên thân là đại cung phụng, nhưng vẫn là năm đó cái kia cùng hắn đàm kinh luận đạo viên lão, không có thay đổi. Tốt. Chúng ta hai cái thật tốt nói chuyện a, trên đời này không có không giải được vấn đề, cũng không có giải quyết không sự tình, không cần đến chuyện gì đều chém chém giết giết, mà sách tông cũng không có đập ngươi nữ nhân, đi theo ta. Không khỏi khẽ cười một tiếng, viên lão cong lưng hướng tông chủ đại điện đi đến, đi chưa được mấy bước, nhưng lại là quay đầu chỉ Sở Khuynh Thành cùng Tà Vô Nguyệt nói, còn có, các ngươi hai cái cũng cùng đi đi. Ba người sự tình, cũng nên ba người đến giải quyết đi. Nói,
Đại cung phụng đã là biến mất tại cái kia tông chủ cửa đại điện bên trong. Hừ, lạnh lùng hừ một cái, Tà Vô Nguyệt hung tợn trừng Trác Phàm liếc một chút, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn sao có thể nghĩ đến, Trác Phàm đến Ma Sách Tông bất quá 5 năm, hắn lại là tại cái này trong tông kinh doanh mấy trăm năm, kết quả là bị tiểu tử này dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhìn nhìn lại tạp dịch phòng tất cả trưởng lão cung phụng nhóm cái kia một lòng muốn đem hắn kéo xuống đài đi ánh mắt, Tà Vô Nguyệt thì tức giận đến toàn thân run rẩy, lại không có cách nào. Hắn hiện tại thế nhưng là một chút nhân thủ đều không có, Thạch cung phụng nhìn hắn thất thế, càng là 10 phần quả quyết muốn vứt bỏ hắn mà đi. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, cũng là đại cung phụng viên lão giúp hắn chỗ dựa. Kết quả là, lại vừa hung ác khoét mọi người liếc một chút về sau, Tà Vô Nguyệt sải bước hướng tông chủ đại điện đi đến, theo cũng tiến vào chỗ đó. Trác quản gia, đại cung phụng chiêu này sẽ không phải là bắt giặc phải bắt vua trước đi. Nếu là ngài có cái gì sai lầm, chúng ta cái này quần long vô thủ, thế nhưng là năm bè bảy mảng a. Thật sâu nhìn cái kia tông môn đại điện liếc một chút, Thích cung phụng vuốt khẽ chòm râu, trong lòng trầm ngâm, mở miệng yếu ớt, nếu không. Chúng ta phái 20 cái cao thủ đi theo ở bên, có tình huống như thế nào phát sinh cũng tốt chiếu ứng. Trác Phàm trầm mặc không nói, ngưng lông mày nhíu chặt, tỉ mỉ suy nghĩ. Thạch cung phụng gặp, lại là suy cười một tiếng, khích tướng nói, Trác Phàm, ngươi liền mưu phản sự tình đều làm, chẳng lẽ còn sợ cùng đại cung phụng đàm phán sao? Như thế gan chuột, sao xứng làm đời sau Ma Sách Tông tông chủ? Ha ha ha, Thạch cung phụng, ngươi không cần dùng lời nói kích ta, đại cung phụng tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Ta mặc dù chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng muốn đi, đoán chừng hắn cũng không cản được ta. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, tiếp lấy một sát khuynh thành tay nói, lần này cần ngươi bồi ta mạo hiểm, không biết ngươi có sợ hay không? Đi gặp bạn cũ mà thôi, có gì nguy hiểm có thể nói. Lông mày nhíu lại, Sở Khuynh Thành cười khẽ một tiếng. Trác Phàm gặp, bất giác cười lớn một tiếng, khen tốt, không hổ là ta nữ nhân, dũng khí hơn người, mày liễu không nhường mày dâu. Vậy chúng ta thì đi chiếu cố cái này đại cung phụng, mặc kệ hắn đứng tại một bên nào, ta đều biết tại ngươi phía trước cản trở. Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua hạnh phúc nụ cười. Đón lấy, hai người liền tay nắm tay, cùng một chỗ hướng cái kia tông chủ đại điện đi đến, không có một tia nhát gan. Trác quản gia, thật không cần tìm cao thủ đi theo sao? Thích cung phụng gặp này, trong lòng vẫn là không ổn. Trác Phàm lại là thờ ơ khoát khoát tay, cười nói thôi, nhìn đại cung phụng vừa mới thực lực, coi như lại tìm mấy cái hóa hư cao thủ đi, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi, không dùng được. Ngược lại lộ ra hẹp hòi, tăng thêm trò cười, có hại hai vợ chồng ta hào khí, ha ha ha. Trác Phàm cười to vang vọng giữa trời, tiếp lấy chậm rãi biến mất tại cái kia tông chủ đại điện, cẩn trọng cánh cửa về sau. Mọi người thật sâu nhìn lấy hai người bóng lưng dần dần biến mất, không khỏi tất cả đều vui lòng phục tùng gật đầu, âm thầm tán thưởng, cái này Trác quản gia cùng Sở cô nương thật sự là trời đất tạo nên một đôi, một dạng anh dũng không sợ. Tuy nói cái này đại cung phụng cùng Trác quản gia quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng ai có thể cam đoan, tại cái này quyết định Ma Sách Tông tương lai đi hướng thời khắc mấu chốt, đại cung phụng sẽ không vì tông môn quy củ, mà đứng tại Tà Vô Nguyệt bên đó đây, dù sao. Nghĩ tới đây, Thích cung phụng cùng Bạch cung phụng liếc nhìn nhau, trên mặt đều là một trận lo lắng, Thạch cung phụng thì là cười lạnh, trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng xẹt qua quỷ dị đường cong. Đụng! Bỗng nhiên! Một tiếng vang thật lớn phát ra, tông chủ cửa đại điện phi ầm vang một tiếng bị giam lại, Trác Phàm, Tà Vô Nguyệt, Sở Khuynh Thành ba người toàn bộ bị giam lại. Mọi người giật mình, vội vàng nói, Trác quản gia. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn âm thanh vang lên, viên lão cái kiệu uy nghiêm tiếng nói đã là bỗng dưng truyền khắp tất cả mọi người bên tai, Khô Vinh Ngũ lão nghe lệnh, nơi này ai dám thừa cơ quấy rối, gây nên tông môn quyết đấu, bất kể là ai, giết không tha. Vâng, hư không bên trong, vang lên một đạo thanh âm già nua, ngay sau đó, cái kia quay chung quanh mọi người thanh sắc quang mang càng thêm lóa mắt. Trong lòng bất giác run lên, mọi người ai thán một tiếng, nhưng cũng không dám lại cử động. Bởi vì bọn hắn biết, tại cái này Khô Vinh Ngũ lão Khô Vinh trong lĩnh vực, chẳng khác nào là người ta thanh đao đặt ở ngươi trên cổ, tùy thời đều có thể đòi mạng ngươi. Thạch cung phụng, Thích cung phụng, Bạch cung phụng, bất kể là ai. Hiện tại chỉ có thể yên ổn chờ lấy kết quả đi ra,
người nào cũng không thể thừa cơ bốc lên thị phi, gây nên tông môn loạn đấu. Liếc nhìn nhau, căm thù song phương đều là trong lòng thầm khen một tiếng. Không hổ là đại cung phụng, thủ đoạn chi sắc bén, không tại Tà Vô Nguyệt, Trác Phàm chờ tông chủ nhân vật phía dưới, chỉ bằng 5 người thì đem bọn hắn cái này mấy trăm cao thủ cho định ngay tại chỗ, để bọn hắn không có cách nào thực hiện trong lòng mình tính toán. Một phương diện khác, Trác Phàm hai người vừa mới tiến tông chủ đại điện, liền nghe một tiếng ầm vang, đằng sau cửa lớn nhất thời đóng lại, bất giác thân thể trì trệ. Nhưng là hai người lại tất cả cũng không có hướng về sau nhìn một chút, mà là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hai người liền nhìn đến một ngôi đại điện trước, bày biện ba thanh ghế dựa, Tà Vô Nguyệt sớm đã ngồi đến bên trong một cái phía trên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Riêng là nhìn đến Trác Phàm đến về sau, trong mắt sát ý càng là trần trụi hiện ra. Mà cung điện kia một bên, lại là một gian đóng chặt cửa phòng, đợi hai người tới chỗ ngồi trước, cùng Tà Vô Nguyệt lạnh như băng liếc nhau, còn chưa ngồi xuống lúc, môn kia phi bên trong lại là đột nhiên truyền đến viên lão cái kia bình tĩnh thanh âm, Trác Phàm, hai người các ngươi trước tiến đến đi. Liếc nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thẳng đi vào môn kia phi trước, mở cửa, đi vào, lại đóng lại, chỉ để lại Tà Vô Nguyệt, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy tức giận ngồi tại nguyên chỗ. Ngón tay hung hăng chụp lấy trên ghế đem tay, vạch ra thật sâu vết cắt. Viên lão, đi vào cái kia gian phòng, Trác Phàm nhìn thấy viên lão sớm đã ngồi tại một cái bổ đoàn phía trên, khoanh chân chờ lấy hai người, mà hắn đối diện cũng để đó hai cái bổ đoàn, không khỏi vội vàng liền ôm quyền, cung kính nói. Khóe miệng Rear mép hơi hơi run run động một cái, viên lão cười nhẹ gật gật đầu, sau đó nhất chỉ cái kia hai cái bổ đoàn nói, hai vị, mời ngồi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cũng không khách khí, lôi kéo Sở Khuynh Thành khoanh chân ngồi lên, sau đó liền thẳng vào chủ đề, viên lão, không biết ngươi mời chúng ta tới này muốn thương nói chuyện gì. Vị cô nương này cũng là ngươi nói hộ kiếp chỗ A, không giới thiệu một chút không? Không có trả lời hắn vấn đề, viên lão chỉ là khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Đuổi vội vàng đứng dậy, yêu kiều cúi đầu, Sở Khuynh Thành cung kính nói, tiểu nữ họ Sở. Tục danh Khuynh Thành, tham kiến đại cung phụng. Ha ha ha, nguyên lai người chính là Sở Khuynh Thành A. Bất giác khẽ cười một tiếng, viên lão trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, thật sâu dò xét Sở Khuynh Thành mấy phần, hài lòng gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm nói, vừa xinh đẹp lại thông minh, quyến rũ mê người. Tiểu tử, nếu là lão phu trẻ lại 500-600 tuổi lời nói, nhất định theo ngươi làm khinh địch. Ách, bất giác trì trệ. Trác Phàm bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, viên lão, bên ngoài bây giờ mấy trăm cao thủ, mấy vạn nhân mã ở nơi đó cứng đờ lấy, ngài có thể hay không đứng đắn một chút. Ha ha ha, ngươi cũng biết bên ngoài chiến sự hết sức căng thẳng, lúc nào cũng hội đồ thán sinh linh a, vậy ngươi còn mang theo một nhóm nhân mã hồi tông tạo phản. Chố mắt nhìn, viên lão không khỏi điều cười ra tiếng. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không có cách, bảo mệnh quan trọng. Người cũng biết Tà Vô Nguyệt tâm nhãn có nhiều tiểu. Không chỉ là hắn, đoán chừng bất luận cái gì một thượng vị giả đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ đi quá giới hạn chi tội. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường. Mặc kệ Ma Sách Tông sẽ trở thành bộ dáng gì, chỉ cần ta cùng Khuynh Thành hai người sống là được. Hừ, làm sai sự tình, không nghĩ bổ cứu, còn muốn sai đến cùng. Bất giác bĩu môi, viên lão không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra ngươi đối Ma Sách Tông là thật không có xem là nhà A, cho dù hủy cũng không quan trọng sao. Phải biết, cái này tông môn nội chiến một khi bạo phát, Ma Sách Tông tổn thất cũng không phải những cái kia thánh linh khoáng có thể bù đắp đến, đó là hủy tông căn cơ sự tình A. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, không quan trọng. Ách, trong lòng hơi chậm lại, viên lão bật cười lắc đầu, sau đó hắn vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng, Khuynh Thành cô nương. Ngươi là chính đạo tông môn, cũng không nguyện nhìn đến sinh linh đổ thán sự tình phát sinh đi. Ngươi cảm thấy nam nhân của ngươi như thế cách làm, có thể hay không? Không quan trọng, chậm rãi lắc đầu, Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, khinh nhu nói, chỉ cần hắn không có việc gì, hắn làm cái gì, ta đều. Thân thể hơi hơi run run, viên lão lại sâu sắc xem Sở Khuynh Thành liếc một chút, bất giác bật cười một tiếng, nhà đầu, người bị tiểu tử này làm hư, nhập ma. Về sau hai người các ngươi phải cẩn thận, mặc kệ chính đạo ma đạo, nhập tình dục thâm uyên, đều là vạn kiếp bất phục. Muốn tránh ra, thế nhưng là khó càng thêm khó a.
không quan trọng, liếc nhìn nhau, Trác Phàm hai người đều là cười khẽ một tiếng, một mặt lạnh nhạt, nhưng là bọn họ tay lại là gấp siết chặt, càng ngày càng gấp. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Viên lão trong mắt chỗ sâu lóe thâm thúy ánh sáng, lại là bất chợt tới đến biến sắc, quát to các ngươi hai cái không quan trọng, nhưng lão phu có cái gọi là. Cái này Ma Sách Tông là lão phu nhà, tựa như ngươi Trác Phàm đối cái kia Lạc gia một dạng, cho nên vô luận như thế nào, lão phu tuyệt không thể nhìn thấy tông môn tương tàn sự tình phát sinh, cho nên. Nói đến đây, Viên lão ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén lên, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng cũng như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Muốn động thủ a, Viên lão. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành trong lòng cùng nhau siết chặt, đã là làm tốt co cẳng thì chuồn mất dự định. Thậm chí, Trác Phàm phải đồng tử bên trong, không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị đã là thời khắc chuẩn bị lên. Trác Phàm, đừng trách lão phu bất cận nhân tình, ngươi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Viên lão trong tay ánh sáng lóe lên, đã là xuất ra một kiện đen nhánh ngọc thạch. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, đạp chân xuống, đã là lôi kéo Sở Khuynh Thành vội vã lui về phía sau mở. Tuy nhiên hắn không biết cái kia ngọc thạch là cái gì, nhưng nghĩ đến là cái gì đáng sợ ma bảo đi. Lấy cái này đại cung phụng thực lực, lại thêm ma bảo, rõ ràng chính là muốn trong nháy mắt đem hắn dây thành cặn bã, không cho hắn có mảy may chạy trốn cơ hội, hắn nếu không trước thời gian hành động, cái kia căn bản là không có cơ hội lại hành động. Cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, Trác Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, lấy hắn cùng lão nhân này giao tình, gia hỏa này cư nhiên như thế tuyệt tình, không chút nào cho hắn mạng sống cơ hội, vừa lên đến thì vận dụng ma bảo. Thế mà, nhìn đến hắn bộ này thất kinh bộ dáng, Viên lão lại là không khỏi ngơ ngác, Trác Phàm, ngươi làm gì? Lão đầu tử, ngươi đang làm gì đó, cầm ma bảo ra ngoài làm gì? Trác Phàm nhất chỉ Viên lão trong tay đồ chơi, như lâm đại địch giống như hét to lớn tiếng. Nhìn trong tay ngọc thạch, Viên lão không khỏi bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc đầu, Trác Phàm, người bình thường không phải cả gan làm loạn à, làm sao tại lúc này nhát gan như vậy? Đây không phải gan vấn đề nhỏ, mà là đối thủ mạnh yếu vấn đề. Người dạng này cao thủ, lại cầm ma bảo đi ra, lão tử không tranh thủ thời gian tránh, còn muốn hay không mệnh? Bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, Viên lão không khỏi bật cười lắc đầu, đem cái kia ngọc thạch giơ lên cao cao, Trác Phàm, ngươi thấy rõ ràng, đây không phải ma bảo, mà chính là lão phu làm Ma Sách Tông đại cung phụng ấn giám. Lão phu hôm nay muốn làm một chuyện, lấy đại cung phụng quyền hạn, phế Tả Vô Nguyệt tông chủ vị trí, lập ngươi vì tông chủ. Cái gì? Không khỏi giật mình, Trác Phàm một mặt bất khả tư nghị nhìn sang, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi vừa mới nói cái gì, muốn phế Tả Vô Nguyệt. Ngươi thế nhưng là Ma Sách Tông đại cung phụng a, trong tông môn loạn thời điểm, chẳng những không giúp tông chủ trấn áp phản loạn, còn cùng theo một lúc đem chính quy tông chủ phế, vậy ngươi đưa tông môn quy củ ở chỗ nào? Ta dựa vào, ngươi thế mà cũng biết tông môn quy củ. Không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Viên lão bất giác nhẹ hừ một tiếng, nhưng là rất nhanh lại cảm thấy không thích hợp, một mặt quái dị nhìn thấy Trác Phàm chỗ đó. Khiêu mi nói, Trác Phàm, đây có phải hay không là có điểm gì là lạ a? Làm sao ngươi cái mưu phản còn mắng chửi lên lão phu không theo tông môn quy củ làm việc, nói lên lão phu đúng không? Cái này tất cả mọi thứ phiền phức, không đều là ngươi gây ra a? Ách, hơi hơi trầm ngâm một trận, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, không sai gật đầu nói, đúng vậy a, vậy thì thế nào, tối thiểu ta lập trường sáng tỏ. Thế nhưng là Viên lão ngài thân là tông môn đại cung phụng. Cái này lập trường liền để ta có chút xem không hiểu, không thể không hoài nghi. Ha ha ha, thì ra là thế. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Viên lão không khỏi bật cười một tiếng, vậy thì tốt, đã ngươi cảm thấy lão phu thân ở đại cung phụng lập trường, tất muốn xuất thủ trấn áp các ngươi, vì sao lễ tạ thần đơn độc cùng lão phu đàm đạo đâu? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ, lão phu bắt giặc phải bắt vua trước? Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm nghiêm sắc mặt. Suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, Viên lão cái này cách làm, ta không phải không nghĩ tới, mà lại thì tổng thể mà nói, chiếm có rất lớn tỷ lệ. Bất quá ta còn thì nguyện ý tin tưởng, lấy hai người chúng ta giao tình, có cách khác lời nói, ngài sẽ không lựa chọn con đường này. Ngươi cảm thấy lão phu còn có cái gì biện pháp, nói nghe một chút. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, Viên lão thản nhiên nói. Hơi hơi suy nghĩ một chút,
Trác Phàm chăm chú để mắt tới viên lão cái kia thâm thúy ánh mắt, thử dò xét nói, tỉ như. Lấy ngài đại cung phụng chi tôn tiêu trừ song phương mâu thuẫn, đem việc này bỏ qua, tất cả đều vui vẻ. Nếu không đem ta cái này kẻ cầm đầu trục xuất tông môn, 100. Hừ, nghĩ hay lắm. Không khỏi lạnh lùng hừ một cái, viên lão hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, mắng to tiểu tử ngươi, quả nhiên không phải vật gì tốt, tất cả cái sọt đều là ngươi đâm, sự tình làm lớn, chính mình phủi mông một cái liền muốn đi, cũng không để ý những cái kia vì ngươi xuất sinh nhập tử trưởng lão cung phụng, ngươi thật là không có coi bọn họ là người trong nhà nhìn a. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm hơi hơi co rụt đầu lại, bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng thầm than, cái này viên lão quả nhiên không phải dễ lừa gạt. Chỉ môn bên ngoài phương hướng, viên lão lạnh lùng lên tiếng, nếu là không có sự kiện lần này, những người này đều sẽ an giữ bổn phận, vì tông môn cúc cung tận tụy. Thế nhưng là ngươi đem bọn hắn lôi kéo theo ngươi cùng một chỗ đánh Huyền Thiên Tông, trên thân đã không sạch sẽ, xem như triệt để theo ngươi cột vào trên một cái thuyền. Sau đó ngươi lại chống động đến bọn hắn không phản thì lý lẽ cứng nhắc đọc, mà tâm đâm sâu vào. Lúc trước bọn họ không có ý nghĩ này cũng coi như, hiện tại bọn hắn có ý nghĩ này, sao có thể dễ dàng như vậy trấn an xuống tới, là song phương dừng tay giảng hòa thì có thể giải quyết đến. Huống chi, còn có một số người, đoán chừng đã làm lấy một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên dự định. Vừa mới dương sát khổ tâm tạo nên một cái hòa giải cơ hội, người cũng nhìn đến bọn họ là phản ứng gì, bọn họ tình nguyện chiến, cũng không muốn cùng, tâm cũng không tiếp tục bình tĩnh. Lúc này, đã không phải là ngươi cùng Tà Vô Nguyệt muốn hòa liền hòa vấn đề, mà chính là đám người kia muốn lấy được mình muốn hết thảy, tông môn càng quyền to hơn lực. Nói cách khác, bọn họ muốn thông qua đẩy ngươi ngồi phía trên, sau đó chính mình lấy công thần chi tôn ngồi phía trên. Điểm này, ngươi chắc là rõ ràng, coi như lão phu ở giữa làm điều giải người, tạm thời đè xuống cái này phong ba. Không nói trước Tà Vô Nguyệt cái kia lòng dạ hẹp hòi có thể hay không lại dung hạ bọn họ. Cho dù là những cái kia tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng nhóm, đoán chừng cũng sẽ không ra mấy ngày, liền lại nháo cứng lên. Đến lúc đó, ngươi ngược lại là cao chạy xa bay tránh thanh tịnh, chỉ để lại cái này ma sách tông một đám cục diện rối rắm, tự giết lẫn nhau. Trác Phàm, đây chính là ngươi dự định đi. Ân. Trong lòng bất giác trì trệ, Trác Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút, lại là không nói gì, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành, nhỏ giọng mật ngữ nói, Khuynh Thành. Lão gia hỏa này cao tuổi rồi, ngược lại là thật một chút không hồ đồ, tinh cực kỳ đâu, xem ra chúng ta muốn bị hắn trói chặt ở chỗ này. Đúng vậy a, mà sách tông đại cung phụng quả nhiên không đơn giản, danh bất hư truyền. Có điều hắn vừa mới sở thuyết cái kia một chuỗi dài dự đoán, thật là ngươi trong lòng nghĩ. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Sở Khuynh Thành lông mày nhíu lại, nhạt cười một tiếng nhìn về phía Trác Phàm, đồng dạng mật ngữ nói. Khẽ vuốt cằm. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, 89/10 a, Tây Châu các tông quan hệ rắc rối khó gỡ, cuồn cuộn sóng ngầm, ta hay là hy vọng mang ngươi đến một cái quá bình địa phương sinh sống. Thực vừa mới dương sát chế tạo cơ hội, ta liền muốn thuận nước đẩy thuyền, vượt qua một kiếp này, toàn thân trở ra. Nhưng không nghĩ tới Bạch Cung Phụng những người này tâm biến lớn, làm thật muốn thay đổi triều đại, làm khai quốc công thần, quả thực là đem Tà Vô Nguyệt hỏa khí cho bốc lên tới. Có thể tưởng tượng. Coi như ta không làm tông chủ, rời đi nơi này. Tà Vô Nguyệt cùng tạp dịch phòng cao tầng cũng đã là thế thành nước lửa, lại khó tương dung, về sau kết cục đoán chừng cùng viên lão phỏng đoán một dạng, cuối cùng diễn biến thành tông môn tai nạn. Vậy chúng ta há không phải là châm lửa liền chạy, lưu song phương nhân mã chém giết, có phải hay không quá không chính cống? Ta quản bọn họ nhiều như vậy, vốn chính là sử dụng bọn họ đi cứu ngươi, hiện tại ngươi đã bị cứu ra. Hắn giết đánh cho máu chảy thành biển cũng không quan hệ, chỉ có người ta cao chạy xa bay là được. Bại hoại, người cũng quá tà ác, dù nói thế nào người ta đều là giúp chúng ta. Không khỏi thật sâu khoét Trác Phàm liếc một chút, Sở Khuynh Thành nhẹ mắng lên tiếng, nhưng khóe miệng lại là tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Viên lão ở một bên nhìn lấy, khóe miệng nhịn không được hung ác run rẩy, bất đắc dĩ thở dài, uy uy uy. Lão phu chính hỏi các ngươi lời nói đây. Khác ở nơi đó xì xào bàn tán, cho lão phu cái mặt mũi có thể hay không? Ách, viên lão, vậy ngươi nhường ta làm tông chủ, tại tông quy không hợp đi. Huống hồ, cũng không phải tất cả mọi người muốn cho ta làm người tông chủ này, đến lúc đó còn không phải một trận sống mái với nhau. Nghe đến viên lão quát nhẹ âm thanh, Trác Phàm thân thể lắc một cái, lại quay người trở lại, ôm ôm quyền nói.
chậm rãi lắc đầu, Viên lão từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, người đây thì sai, người làm tông chủ lời nói, tông môn sẽ không lại chiến. Đầu tiên trong tông một nửa trở lên trưởng lão cung phụng nhóm đều là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi làm tông chủ, bọn họ nhất định vạn phần đồng ý còn thạch cung phụng. Ha ha ha, hắn cũng là cái có chút cứng rắn cỏ đầu tường mà thôi, hoặc là nói, hắn chỉ vì chính mình suy nghĩ. Ngươi cùng Tà Vô Nguyệt ai làm tông chủ, hắn đều sẽ không để ý, càng sẽ không vì Tà Vô Nguyệt cùng tông môn nhiều người như vậy liều mạng. Vừa mới hắn muốn co cẳng chạy đi, thì chứng minh, hắn chỉ muốn thực lực mà thôi. Dạng này người, đặt ở trong tông môn, cân nhắc một chút những cái kia lực đẩy ngươi ngồi phía trên đám công thần quyền thế cũng là lựa chọn tốt. Dù sao cũng là đã từng đấu ngã thiên vũ hoàng đế người, đế vương cân nhắc chi thuật, người hẳn là cũng rất lành nghề đi. Ách, Viên lão, đây không phải có ở đó hay không được vấn đề, mấu chốt là a, ta cùng Khuynh Thành. Trác Phàm còn muốn từ chối, Viên lão lại là quả quyết khoát khoát tay, ngắt lời nói, chính mình đâm rắc rối. Chính mình bổ chơi ngươi đã tan rã Tà Vô Nguyệt nhân tâm, để hắn nội bộ lục đục, lại khó làm tông chủ đại vị. Hiện tại ngươi muốn lại rời đi, mà sách tông cũng là năm bè bảy mảng, lẫn nhau nghi ngờ. Cho nên, ngươi là tuyệt đối không thể đi. Dù sao, Tà Vô Nguyệt hiện tại chỗ lấy đại thế đã mất, cũng là ngươi tạo thành. Về công về tư, ngươi đều phải có trách nhiệm. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Trác Phàm ảm đạm gật gật đầu. Đến mức tông quy a. Ha ha ha, ngươi vừa mới không phải hỏi thăm lão phu lập trường sao? Vậy bây giờ lão phu liền nói cho ngươi, lão phu lập trường, cũng là để ma sách tông hưng thịnh đi xuống, cứng nhắc tông quy căn bản không nói chơi. Chỉ cần là đối tông môn có chỗ tốt, cái gì quy củ đều có thể phế bỏ, liền xem như ma đạo cấm chế nam nữ tư tình quy củ, cũng có thể một phế đến cùng. Rear map hơi hơi run run động một cái, Viên lão thật sâu nhìn về phía Trác Phàm. Ánh mắt lộ ra thâm tình chi sắc, Trác Phàm, ta biết ngươi chưa từng đối cái này cái tông môn để ở trong lòng, bao quát một tay dựng lên tạp dịch phòng cũng giống vậy. Nhưng là vừa mới ta nghe ngươi nói ngươi là ma sách tông đệ tử, tông môn là nhà ngươi thời điểm, biết rõ đó bất quá là ngươi ngồi phía trên một bộ giải thích thôi, trong lòng vẫn là không nhịn được có dòng nước ấm chảy qua. Lão phu thật hy vọng, tương lai ngươi câu nói này có thể là thật. Thân thể không khỏi hung hăng run run. Trác Phàm thật sâu nhìn Viên lão liếc một chút, thăm thẳm lên tiếng, ta từ trước tới giờ sẽ không đem một chỗ làm thành chính mình kết cục, trừ phi chỗ đó có ta quý trọng người. Nhân tính, vốn nên như vậy, bất giác khẽ cười một tiếng, Viên lão đạm mạc gật đầu, tiếp lấy phất phất tay nói, dù sao cái này tông chủ vị trí ngươi là chạy không, các ngươi ra ngoài đi. Gật gật đầu, Trác Phàm lôi kéo Sở Khuynh Thành tay ngọc, muốn Viên lão khẽ khom người, chậm chậm lùi ra ngoài đi. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn đi ra mấy bước, Viên lão thanh âm lại là vang lên lần nữa, chờ một chút. Thế nào, Viên lão? Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm quay đầu nhìn qua. Trong mắt tinh mang chớp động, Viên lão trầm ngâm một chút, trong tay đột nhiên lóe lên, xuất hiện một đạo ngọc giản, sau đó cổ tay rung lên, liền ném về Trác Phàm chỗ đó. Trác Phàm vừa tiếp xúc với, không rõ ràng cho lắm nhìn sang. Khóe miệng xẹt qua một đạo đắng chát nụ cười, Viên lão thở dài nói, đây là lão phu lĩnh hội nhiều năm, sở ngộ ra một đạo tu tâm phát giác, đối ngươi thăm dò đại đạo chắc là có chút trợ giúp. Bản chân quyết, Trác Phàm nguyên thần chìm vào không lâu sau, bất chợt tới đến mở ra hai con ngươi nói. Đạm mạc gật đầu, Viên lão bật cười ra tiếng, đúng vậy a, bản chân quyết. Người tại trong hỗn độn đến, xuất sinh liền mang theo một cái thật chữ, vui cười giận mắng, không che giấu chút nào. Nhưng là theo năm tháng làm hao mòn, người trong lòng cái này nhất chân chữ, cũng càng phát ra hư huyễn. Thế nhưng là người tu hành, mặc kệ ma đạo chính đạo, sau cùng đều là muốn quay về thiên đạo, lại hiện ra cái này nhất chân chữ. Thế nhưng là cái này quay về sau thật, cùng xuất sinh thế gian thì thật, phải chăng chỉ là một cái tuần hoàn, vẫn là một loại khác thăng hoa. Nếu chỉ là một cái tuần hoàn, mọi người vì sao lại phải năm này tháng nọ tu luyện, sau cùng quay trở lại lần nữa bản ngã. Tìm về sơ tâm. Lão phu một mực trăm bề khó lường giải, cho nên ngộ ra quyển này chân quyết đến, mặc dù không tính là gì thượng đẳng công pháp, nhưng lại có thể làm tu giả bình tâm tĩnh khí, khỏi bị tâm ma quấy rầy, cũng coi như một cái khó được chỗ đi. Cái gì, miễn ở tâm ma? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, trong tay bưng lấy mai ngọc giản này, lại là khẽ run lên. Người tu đạo sợ nhất tâm ma quấn thân.
nhẹ thì ngừng bước không tiến, nặng thì rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thế nhưng là pháp quyết này thế mà có thể khiến người ta miễn ở tâm ma vây khốn, thực sự là bảo vật vô giá a. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Viên lão một cái phàm giai tu giả, thế mà có thể có như thế cao ngộ đạo thành tựu. Đại khái đây chính là 360 được, ngành nghề nào cũng có chuyên gia đi. Lão đầu này, tuy nhiên so ra kém thượng cổ thập đế lớn như vậy tu vi, nhưng là chánh thức nhân sinh trí giả. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm nhìn về phía Viên lão ánh mắt, càng thêm nổi lòng tôn kính. Bản chân bản ngã, quay về sơ tâm. Hơi nhếch khóe môi lên lên một cái hiền lành nụ cười, Viên lão chỉ thân thể mình, thản nhiên nói, Trác Phàm, ngươi nhìn lão phu cái này một thân đoán cốt cảnh tu vi, cũng không phải che giấu hoặc là giả heo ăn thịt hổ cố ý trang ra đến, mà là chân chính đoán cốt cảnh tu vi, cũng là tu luyện cái này bản chân quyết thành. Trong mắt nhịn không được hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành liếc nhìn nhau, đều là trong lòng kinh hãi. Cái này Viên lão rõ ràng có thể một chiêu dây giết một cái hóa hư cảnh cao thủ, nhưng là đoán cốt cảnh tu vi, chẳng lẽ cái này bản chân quyết sẽ để cho tu vi lùi lại sao? Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ kinh dị, Viên lão tiếp lấy giải thích nói, bản chân quyết là một loại tu tâm pháp quyết, biểu hiện ra ngoài chính là tu vi lùi lại, hoặc là càng xác thực nói là, trở về nguồn gốc. Tu vi lui, mà thực lực tiến, làm tu vi trở lại xa một chút, như hài đồng đồng dạng hồn nhiên, thực lực cũng đạt đến bình sinh đại thừa, cảnh giới kia lão phu không dám nghĩ, đến mức lại tiếp đến phát sinh sự tình, lão phu càng không dám nghĩ. Là thực lực cùng tu vi hợp nhất, trở lại xa một chút, vẫn là đạt đến mặt khác cảnh giới, lão phu tu vi thấp, lại không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chỉ hy vọng có người có thể đạt đến như thế ý cảnh, giúp lão phu nghiệm chứng đi. Lại là một đạo theo không có người nghiệm chứng qua khoáng thế tuyệt học. Chăm chú nắm lấy khối kia ngọc giản, Trác Phàm trong mắt khẽ run, trong lòng trở nên kích động. Thực lực tiến tới tu vi lui, dạng này tu luyện phương pháp hắn là chưa bao giờ nghĩ tới, thì cùng Viên lão sở thuyết đồng dạng. Tu vi thối lui đến sơ kỳ, thực lực đạt đến đế cảnh, lại sau này sẽ như thế nào? Tu vi lui không thể lui, thực lực tiến không thể tiến, một khi đột phá cấm chế này, về sau lại sẽ xảy ra chuyện gì? Mở ra một đạo hoàn toàn mới tu luyện cửa lớn, vẫn là nhất thời hóa thành cho tàn, quay về hỗn độn. Loại chuyện này, hắn cũng không biết, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn run sợ một hồi, hưng phấn không hiểu. Dạng này khiêu chiến, cho dù thịt nát xương tan, cũng đáng được hắn thử một lần. Trác Phàm, ngươi là chịu tại đạo hạnh phía trên bỏ công sức người, không là hoàn toàn truy cầu thực lực. Cái này bản chân quyết đặt ở trên tay ngươi, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ lão phu tìm tới đáp án. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Viên lão rìa mép hơi vểnh, nhưng trong mắt lại cũng thỉnh thoảng lóe qua một đạo hưu quạch, ai, vốn là lão phu sở ngộ cái này một độc môn pháp quyết vốn định truyền cho ta đồ đệ kia, đáng tiếc hắn đã cách đại đạo càng xa, không phải bản chân quyết nhờ vào người. Không có đối đại đạo lĩnh hội, chỉ có thực lực tiến tới tu vi khó có thể một lần nữa trở về nguồn gốc, lại là rời xa pháp quyết này chân ý, cho hắn cũng là lãng phí. Sư phụ! Thế mà, Viên lão thở dài còn chưa rơi xuống. Một đạo quen thuộc quát nhẹ đã là rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Thân thể nhìn không được chấn động, Viên lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm sớm đã bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng hắn cung cung kính kính dập đầu ba cái, quát to, đa tạ sư phụ truyền nghề tri ân, đồ nhi bình tĩnh không phụ kỳ vọng. Không khỏi sững sờ, Viên lão tựa hồ còn không có kịp phản ứng, Sở Khuynh Thành đã khẽ cười một tiếng nói, Viên lão, ách không, sư phụ. Trác Phàm cái này một đời người từ trước tới giờ không nợ nhân tình, được đến người khác ân tình lớn, tất yếu sẽ trả cho người càng lớn chỗ tốt. Hiện tại hắn bái ngài làm thầy, chỉ có thể nói rõ ngài bộ này công quyết đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn khó có thể báo đáp, trừ sư tôn chi lễ ra, hắn không thể báo đáp. Sư phụ, ngài vừa mới không phải hỏi ta, có hay không coi Ma Sách Tông là nhà mình sao? Như vậy hiện tại ta có thể minh xác bẩm báo sư tôn. Chỉ cần sư tôn tại Ma Sách Tông một ngày, cái này Ma Sách Tông chính là quê hương của ta, thể sống chết không quên. Ngẩng đầu lên, Trác Phàm trên trán đã là xuất hiện một mảnh dấu đỏ, nhưng trong mắt nhưng như cũ kiên định nói. Hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Viên lão thật sâu nhìn lấy Trác Phàm ngây người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lại sớm đã tràn ngập nổi sương mù khí, kích động gật đầu nói tốt, rất tốt, đem pháp quyết này truyền cho ngươi, cũng coi là truyền cho ta đồ đệ. Lão phu không có gì tiếc nuối.
Trác Phàm, ngươi là người có đạo, vô luận ngộ tính tư chất đều so vi sư cao hơn nhiều, tương lai ngươi ổn thỏa có thể đem bộ này pháp quyết tìm tòi nghiên cứu đến càng sâu, vi sư chờ lấy ngày đó đến. Sư phụ quá khen. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm gật đầu cười nói, chỉ là sư phụ tặng đệ tử lớn như thế lễ, đệ tử không biết nên dùng gì lễ quả đáp lễ, thật là khiến người xấu hổ nha. Ha ha ha, quả nhiên bị vợ ngươi nói chuẩn, ngươi người này thật đúng là không nợ người bất kỳ vật gì. Bất giác cười lớn một tiếng, viên lão vuốt râu nói, bất quá lúc này lễ, ngươi trước kia đã cho vi sư, cái kia thập phẩm thông thiên đan không phải liền là a? Chỉ là thập phẩm đan, há có thể cùng sư phụ như thế công quyết so sánh. Đã đầy đủ, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Ngươi biết rõ công pháp này giá trị, có người lại xua đuổi như quét rác. Ngươi có thể coi trọng như thế này công, vi sư đã rất vui mừng. Không khỏi khẽ cười một tiếng, viên lão một mặt lạnh nhạt phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, ở bên ngoài chờ lấy. Lần nữa khom người cúi đầu, Trác Phàm kính trọng xem viên lão liếc một chút về sau, lôi kéo Sở Khuynh Thành rời đi nơi này. Nhìn lấy hai người bóng lưng đẩy cửa ra phi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, viên trong đôi mắt già nua một mực là vui vẻ nụ cười, một chút nước mắt nhẹ nhàng tỏa sáng. Hắn y bát, rốt cục có người kế thừa. Kẹt kẹt. Trên đại điện, cánh cửa mở ra, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành đi tới. Một mực chờ ở bên ngoài Tà Vô Nguyệt nhìn thấy, bất giác lập tức quay đầu hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tựa hồ tại nghĩ đến, hai người này sao có thể yên ổn rời đi chỗ đó, đại cung phụng không có thừa cơ đem bọn hắn xử lý sao? Vô Nguyệt, người tiến đến. Đúng lúc này, viên lão thanh âm vang lên lần nữa, Tà Vô Nguyệt đứng dậy, theo hai người trước người gặp thoáng qua, chừng chằm chằm bọn họ liếc một chút về sau, giận hừ một tiếng, liền đi vào. Đồng dạng yên ổn ngồi ở kia cái bồ đoàn phía trên, viên lão vung tay lên, chỉ phía trước một cái bồ đoàn, thản nhiên nói, ngồi đi. Đại cung phụng, vì sao không thừa cơ xử lý hai người bọn họ? Chỉ cần Trác Phàm vừa chết, bên ngoài quần long vô thủ, lại thêm nội môn nhân mã, muốn chân áp bọn họ dễ như trở bàn tay. Hung hăng khẽ cắn môi, Tà Vô Nguyệt hai mắt đỏ bừng, giọng căm hận nói, đám này lão bất tử, cũng dám theo Trác Phàm gã sai vặt này cùng một chỗ phản bản tông, thật sự là không muốn sống. Lạnh lùng nhìn lấy cái kia tràn đầy phẫn nộ khuôn mặt, viên lão mí mắt khẽ run, thật sâu hít một hơi về sau, lại thật dài phun ra, trầm ngâm thật lâu, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, Vô Nguyệt. Cái gì, đại cung phụng, ngài kính xin phân phó, chúng ta làm thế nào? Thoái vị đi, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, viên lão thăm thẳm lên tiếng, Tà Vô Nguyệt nghe đến, lại là thân thể chấn động mạnh một cái, bất khả tư nghị nói, ngài. Ngài nói cái gì? Ta nói là, người cái này tông chủ chi vị, người lui đi. Dựa vào cái gì? Thế mà, nghe được lời này, Tà Vô Nguyệt một tiếng quát lớn, bỗng nhiên đứng lên, một mặt không cam lòng nhìn lấy hắn, bản tông chính là đường đường chính chính ma sách tông tông chủ, vì tông môn lao tâm lao lực mấy trăm năm. Riêng là lần này, tại bản tông chăm chú sách lược dưới, ma sách tông lập tức liền muốn lên đến trung tam tông chi vị, đạt đến mấy ngàn năm nay không người có thể đụng cấp độ. Dựa vào cái gì lúc này để bản tông thoái vị, làm trái tông quy, mưu phản trước đây thế nhưng là cái kia Trác Phàm cùng một đám lão gia hỏa a. Liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, viên lão lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Giết! Không chút do dự, Tà Vô Nguyệt hét lớn lên tiếng, đám này lão bất tử, muốn lật đổ lão tử, không cửa, hừ. Vậy ngươi nghĩ đến làm như vậy hậu quả? Sợ cái gì, dù sao có 10.000 thánh linh khoáng. Không ra trăm năm, muốn bồi dưỡng được dài bao nhiêu lão cung phụng đều có. Trong mắt nhất định, Tà Vô Nguyệt điên cuồng giống như tà dị cười một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, viên lão thở dài một tiếng, Vô Nguyệt, người biết làm như thế, sẽ để cho chúng ta ma sách tông tổn thất bao lớn sao? Trưởng lão cung phụng là có thể lại bồi dưỡng, nhưng là mấy ngàn năm tông môn truyền thừa lại như vậy đoạn. Từng đời này trưởng lão cung phụng, đều là từ nhiều đời tông môn sư phụ, tay đem tay bồi dưỡng lên, đối tông môn nhiệt tình không người có thể so. Đây là dùng bao nhiêu thánh linh khoáng, đại lượng bồi dưỡng được trưởng lão cung phụng không thể so. Truyền thừa vừa đứt, tông môn căn cơ lung lay sắp đổ a. Đại cung phụng, ngài cái này lo ngại, chỉ cần có tông quy như sắt thép, không sợ bọn họ không nghe, hắc hắc hắc. Ha ha, Vô Nguyệt,
người vẫn là như vậy à? Nhìn lấy Tả Vô Nguyệt bộ này điên cuồng mặt mũi, Viên lão bất giác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thất lạc nói, người biết Trác Phàm lần này vì sao có thể cổ động nhiều người như vậy phản ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi ngày bình thường làm việc, quá không nể tình, vô pháp vô thiên, cố chấp bảo thủ, âm hiểm ngoan độc. Mọi người đáy lòng sợ ngươi, ngươi cho rằng đó là quyền thế, nhưng là xoay người một cái kia liền trở thành muốn cái mạng nhỏ ngươi đổ đao. Trác Phàm tại đánh Huyền Thiên Tông trước, chỗ lấy dám xác định những người này về sau, cho dù biết hắn giả truyền thánh chỉ, cũng sẽ không cầm hắn, mà chính là cùng hắn cùng một chỗ phản ngươi, cũng là bởi vì ngươi tại bọn họ đáy lòng lưu lại hoảng sợ. Loại này hoảng sợ, sau cùng thì lại biến thành phẫn hận, trở thành phản ngươi dòng nước lũ. Dù sao trở về cũng là chết, phản cũng là chết, vì sao không liều một phen, trước đòi mạng ngươi đâu. Trác Phàm biết rõ điểm này, cho nên hắn giả truyền ngươi ý chỉ đánh Huyền Thiên Tông không có sợ hãi, chỉ cần hắn đem tất cả mọi người cùng một chỗ cột lên là được. Hung hăng nắm chặt quyền đầu, Tả Vô Nguyệt không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Trác Phàm, vậy mà như thế trăm phương ngàn kế tính kế ta. Lúc trước ta thì không nên để ngươi yên ổn rời đi. Vô Nguyệt, ngươi đã nhân tâm rời bỏ, đại thế đã mất, quên đi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Viên lão sâu xa nói, nếu là sớm biết hôm nay, ngươi thực nên thật tốt nhìn xem Trác Phàm bình thường ngự hạ chi đạo. Ngươi chắc là rõ ràng, hắn đối tông môn không có cảm tình, càng sẽ không đối trong tông bất luận kẻ nào để bụng, nhưng là hắn cũng là để tất cả theo hắn người tin phục hắn. Lão Phu lại cảm thấy, hắn so ngươi càng thích hợp tông chủ vị trí. Mí mắt hơi hơi run run, Tả Vô Nguyệt sớm đã tức điên, đúng là một câu đều nghe không vào, chỉ là không ngừng cắn răng chửi bới nói, đáng chết, lão tử thật mẹ hắn là dẫn sói vào nhà, để cái này nha nạy ra lão tử chân tường. Vô Nguyệt hét lớn một tiếng, Viên lão một lần cuối cùng hung hăng chằm chằm hắn liếc một chút về sau, cuối cùng thở dài, cắn răng nói, vị trí này, ngươi lui cũng phải lui, không lui cũng phải lui. Nếu là ngươi không muốn tự chủ truyền vị lời nói, vậy liền đừng trách lão phu vô tình, vận dụng đại cung phụng quyền lực, phế ngươi, khi đó mọi người trên mặt rất khó coi. Thân thể nhìn không được chấn động, Tả Vô Nguyệt bất khả tư nghị nhìn về phía Viên lão đạo, trong mắt một mảnh giật mình lo lắng, không. Không thể nào, đại cung phụng, ngươi vì tiểu tử kia, muốn phế ta. Không nói gì, Viên lão nhẹ nhàng nhắm lại mắt, phảng phất tại chịu đựng trong mắt nước mắt, tiếp lấy hai mắt vừa mở, đã quyết định, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài, Tả tông chủ, ngươi đi theo ta, trước mặt tất cả mọi người, lão phu muốn tuyên bố việc này, lắng lại mọi người. Chờ một chút, ngươi không thể làm như thế, ta thế nhưng là ngài một tay ủng hộ lên tới tông chủ vị trí. Đó là trước kia, Viên lão cước bộ không ngừng. Cái này Trác Phàm trái ngược, người cái này đại cung phụng thì tuyên bố phế ta cái này tông chủ vị trí, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi khiếp đảm, sợ cái kia Trác Phàm. Ngài cái này ma sách tông truyền thuyết, tông môn đệ nhất cao thủ mặt mũi còn đặt ở nơi nào? Không quan trọng, chỉ cần đối tông môn hữu ích, lão phu mặt mũi này mặt tính là gì? Viên lão sắc mặt lạnh lùng, dưới thân một mực không ngừng hướng về phía trước. Mí mắt nhìn không được run lấy, Tả Vô Nguyệt một mực chăm chú nhìn cái kia nhanh muốn đi ra cửa phòng thân ảnh già nua, cuối cùng hung hăng khẽ cắn môi, giống to lên tiếng, sư phụ. Kít! Thân thể trì trệ, Viên lão dưới chân cuối cùng dừng lại, hai con người bất đắc dĩ lại đóng lại tới. Vô Nguyệt! Thật sâu hít một hơi, Viên lão trầm ngâm thật lâu, vừa rồi thở dài nói, từ khi ngươi nắm giữ vị trí tông chủ về sau, cái này âm thanh sư phụ, lão phu đã rất lâu chưa từng nghe đến a. Mí mắt hơi hơi run run, Tả Vô Nguyệt trong mắt tản ra tinh quang, đạm mạc gật đầu, đúng vậy a, bởi vì sư phụ nói qua, nhất tông chi chủ chính là toàn tông đứng đầu, lúc có chấp trưởng thiên hạ bất thế bá khí, người nào cũng không thể áp đảo tông chủ phía trên. Sư phụ cái này một tên húy, chỉ tồn tại ở tâm, không hiện tại miệng. Sau này ma sách tông chỉ có tông chủ Tả Vô Nguyệt cùng đại cung phụng Viên Hưng Cương, lẫn nhau phụ tá, chỉ thế thôi, không có sư đồ phân tình, cũng tuyệt không giảng sư đồ phân tình. Ngươi còn nhớ rõ vi sư năm đó dạy bảo, vậy ngươi liền hẳn phải biết, lão phu tại đại thế trước đó, sẽ không pha tạp bất cứ tia cảm tình nào ở bên trong. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Viên lão lần nữa nhích người, chậm rãi hướng về phía trước, thăm thẳm lên tiếng, hôm nay ngươi thoái vị, tại tông môn rơi cái nhàn tản cung phụng chức, Trác Phàm xem ở lão phu trên mặt, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vừa vặn lão phu lúc trước đề cập với ngươi, lão phu có một bản chân quyết,
coi là thật có thể cho ngươi tranh thủ thời gian lĩnh hội một phen. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm, ngươi lệ khí ngày càng hưng thịnh, lần này thoái vị ngộ đạo, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Tà Vô Nguyệt không khỏi song quyền chăm chú nắm lại đến, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ, ngài thật tuyệt tình như thế, thà giúp ngoại nhân bức ta thoái vị, cũng không giúp ta bảo trụ tông chủ danh vị. Không phải lão phu không giúp, mà chính là thiên ý như thế, lão phu cũng giúp không? Hừ, cái gì thiên ý? Thế mà, viên lão lời còn chưa dứt, Tà Vô Nguyệt đã là vẫy vẫy tay áo hét lớn, ngài cũng là cảm thấy Trác Phàm ấn tiểu tử đến đám kia lão gia hỏa ủng hộ, không muốn có hại tông môn thực lực, mới một mực nhượng bộ. Thế nhưng là ngài có nghĩ tới hay không, vô quy củ bất thành phương viên. Nếu là Ma Sách tông tông chủ có thể như thế xoán vị đoạt quyền, còn muốn tông quy làm gì, về sau tông môn như thế nào chữa trị, chẳng phải toàn lộn xộn. Chậm chậm quay đầu lại, thật sâu nhìn Tà Vô Nguyệt cái kia điên cuồng sắc mặt liếc một chút, viên lão lại là khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Vô Nguyệt, người quả nhiên cái kia thoái vị. Từ xưa đến dân tâm người được thiên hạ, mặc kệ cái này dân tâm là lừa gạt cũng tốt, trộm cũng được, đầu tiên ngươi phải hiểu được nhân tâm. Ngươi biết cái này mấy trăm năm qua, lão phu vì sao ưa thích lưu tại cái kia tạp dịch phòng sao? Không chỉ là chỗ đó thanh tịnh, cũng chính là bởi vì chỗ đó thân thiết nhất người nguồn gốc, nhân tâm chỗ sâu. Ngươi tại thượng vị thời gian quá dài, đã mê mang, là nên lui ra thật tốt tìm hiểu một chút đại đạo chân đế. Hừ, tìm hiểu một chút, đại đạo là cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Cái thế giới này chung quy là thực lực phi tôn, trong lòng đại đạo đối thực lực có cái gì trợ giúp, cái dám dùng không có. Hận hận dậm chân một cái, Tà Vô Nguyệt hung tợn nhìn về phía viên lão, mắng to lên tiếng, đại cung phụng, ngươi cùng đám kia thối tạp dịch ngốc quá lâu, đã nhu nhược, không còn là trước kia cái kia bằng sức một mình chống lên cả cái tông môn Ma Sách tông đệ nhất nhân. Chỉ là một cái Trác Phàm, mang theo một đám ô hợp chi chúng tạo phản, liền đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Còn khuyên ta thoái vị, theo ngươi cùng một chỗ lĩnh hội ngươi kia cái gì quái dị bản chân quyết. Hừ, sư phụ, nói thật, ngươi cái kia tự sáng tạo pháp quyết ta nhất định không cảm thấy hứng thú. Trừ giả heo ăn thịt hổ bên ngoài, có tác dụng gì? Ta chính là Ma Sách tông tông chủ, chính là muốn đem chính mình thực lực bày ra cho tất cả mọi người, để bọn hắn kính phục, ta cũng không muốn hướng ngươi một dạng, qua như vậy điệu thấp. Tà Vô Nguyệt giống to. Chấn động đến viên lão màng nhĩ đều đang không ngừng rung động, thậm chí hơi có chút đau đớn. Tiêu tụy tóc trắng, theo Tà Vô Nguyệt không ngừng phun ra nộ khí, tại nghênh phong bay múa. Nhưng là viên lão lại không có một chút phản ứng, chỉ là thật sâu mà nhìn mình cái này phụ trợ nhiều năm đệ tử, trong mắt tràn đầy vẻ mất mát, lẩm bẩm nói cái kia bản chân quyết, quả thật không nên truyền cho ngươi a. Không biết đồ quý bên trong bảo bối, xua đuổi như giác kịch. May mắn, còn có Trác Phàm. Còn có Trác Phàm. Chậm rãi xoay người, viên lão hơi hơi nhắm lại mắt con ngươi, chốc lát, lại là chợt lần nữa mở ra, lại không còn có bất luận cái gì thương cảm cùng mê võng, mà chính là tràn ngập sắc bén cùng nghiêm túc, uy nghiêm không ai bì nổi, lạnh lùng nói, đi ra tới đi, thoái vị giải thích ta đã giúp ngươi nghĩ tốt. Nói, viên lão đã là lần nữa sải bước đi ra ngoài, cước bộ trầm ổn kiên định. Sư phụ, ngươi không thể làm như thế. Ta thế nhưng là ngươi duy nhất đồ đệ. Đụng, Tà Vô Nguyệt vội vã giống to, nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời, viên lão đã là không chút do dự mở ra cánh cửa đi ra ngoài, sau đó nặng nề mà đóng lại, chỉ lưu cho hắn một cái trống trơn bóng lưng. Sư phụ, ngươi lại tuyệt tình như thế. Trong mắt hung hăng rung động, Tà Vô Nguyệt nhìn qua cái kia đóng chặt cửa phòng, gắt gao cắn chặt hàm răng, song quyền móng tay đều nhanh đập đến trong thịt, trong lòng tức giận dị thường. Lão tử đến tột cùng có một điểm nào so ra kém tiểu tử kia, thậm chí ngay cả chính mình sư phụ đều từ bỏ chính mình. Thật dài phun ra một cỗ bốc lên nóng rực khẩu khí, Tà Vô Nguyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, trong hai con ngươi đã là lộ ra tránh thức sát ý. Mà một phương diện khác, viên lão đi ra căn phòng kia về sau, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là vô tận thất lạc cùng nhói nhói. Lúc trước cái kia cùng hắn đồng dạng, giấu trong lòng vì tông môn dốc hết toàn lực đệ tử. Bây giờ đã thân hãm danh lợi vòng xoáy bên trong, không còn năm đó, điều này không khỏi làm hắn một trận tiếc hận cùng thất vọng. Chờ ở bên ngoài Trác Phàm hai người gặp, lại là vội vàng đứng lên, tiến ra đón, khom người cúi đầu, sư phụ. Ngươi lập tức cũng là tông chủ, gọi ta đại cung phụng liền tốt, mà sách tông công và tư rõ ràng, không nói tư tình.
chậm rãi khoát khoát tay, Viên lão cười khẽ một tiếng, nhưng giọng điệu cùng năm đó dạy bảo Tà Vô Nguyệt là không khác nhau chút nào. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến cười nói, sư phụ lời ấy sai rồi, công và tư rõ ràng tự nhiên như thế, nhưng bây giờ ta vẫn chưa giải hành tông chủ quyền hạn, đã nhận ngài vi sư, tại trước mặt ngài cũng là đồ đệ của ngài, đệ tử cho sư phụ chào, thiên kinh địa nghĩa, có gì không ổn. Không khỏi sững sờ, Viên lão thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, thở dài, thì ra là thế, tại công tắc công, tại tư thì tư, hỗn độn sơ khai, thiên địa vốn là một thể, nhưng thanh trọc nhị khí, thiên địa rõ ràng. Nguyên lai công và tư có thể chuyển hóa, là lão phu ngu dốt, đem hắn đẩy đến chỉ có quyền thế, không có người tình địa phương, mấy trăm năm qua mới sẽ tạo thành bây giờ kết quả, đây đều là lão phu sai a. Ách, sư phụ, ngài nói cái gì? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm dò hỏi. Bất giác bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, Viên lão thật sâu nhìn về phía hắn nói, không có gì, chỉ là lão phu có một thỉnh cầu, Tà Vô Nguyệt một hồi đi ra, chắc hẳn sẽ tự mình thoái vị. Vì tông môn an ổn, cũng không cần lại liên lụy hắn cùng nhiều người hơn. Tuy nói quan mới đến đốt ba đống lửa, tân hoàng đăng cơ chu cửu tộc, nhưng ma sách tông thế nhỏ, nhưng là chịu không được lớn như vậy dày vò. Tốt a, nếu là sư phụ yêu cầu, đại cung phụng đề nghị, Trác Phàm tự nhiên tòng mệnh. Nếu không mình bị đuổi xuống đài, phủi mông một cái đi chính là, dù sao cái này tông chủ vị trí ta cũng không hiếm có, ha ha ha. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Sở Khuynh Thành cười to lên. Sở Khuynh Thành cũng là khẽ vuốt cằm, không chút phật lòng. Viên lão gặp, hết sức vui mừng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là cười khổ không thôi. Tuy nhiên Trác Phàm nói chỉ cần hắn tại Ma Sách Tông, liền sẽ coi Ma Sách Tông là chính mình hang ổ, nhưng theo đáy lòng tới nói, hắn vẫn là không có coi tông môn là một chuyện. Không phải vậy, cũng sẽ không coi thường như vậy tông chủ vị trí. Đến tột cùng dùng phương pháp gì, để hắn đối tông môn có lòng trung thành, có thể tận tâm ra sức đâu. Nếu không mà nói, tiểu tử này tâm không chừng, thế nhưng là rất dễ dàng bị nảy ra đi a. Con người hai bên đong đưa, Viên lão trong lòng suy nghĩ biện pháp. Kẹt kẹt. Bỗng nhiên, đúng lúc này, cái kia thiên phòng cánh cửa mở ra, Tà Vô Nguyệt một mặt âm trầm từ bên trong đi tới. Tuy nhiên nhìn về phía Trác Phàm hai người thần sắc vẫn như cũ không tốt, nhưng là đã không có lúc trước điên cuồng như vậy bất thường. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Viên lão lạnh lùng nói, như thế nào, nghĩ thông suốt sao? Mười phần không tình nguyện, Tà Vô Nguyệt miễn cưỡng gật gật đầu. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Viên lão không có lại nhìn hắn một cái, mà chính là nhìn về phía Trác Phàm hai người, thản nhiên nói, các ngươi ba cái cùng lão phu ra ngoài đi, là nên cho bọn họ một cái công đạo thời điểm. Vừa dứt lời, Viên lão đã là dẫn đầu đi ra ngoài, Trác Phàm, Sở Khuynh Thành cùng Tà Vô Nguyệt ba người, thì là theo thật sát đi. Ầm ầm, một tiếng cẩn trọng cánh cửa vang lên, tông chủ đại điện cái kia cự môn lần nữa bị mở ra, bốn người chậm rãi đi tới. Mà ngoài cửa mọi người, vừa nghe đến cái này động tĩnh, cũng cùng nhau quay đầu hướng chỗ đó nhìn qua. Riêng là Bạch Cung Phụng bọn họ, một mực tại nơm nấp lo sợ, cái này chắc quản gia có hay không bị Đại Cung Phụng cho bắt rùa trong hũ xử lý. Nếu là nói như vậy, quần long vô thủ, bọn họ thật không biết làm như thế nào phản. May mắn, tại cái này cửa lớn mở ra về sau, bọn họ lại nhìn đến Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành hai người bình yên vô sự đi ra. Mới cuối cùng thở dài một hơi, yên lòng. Ngay sau đó, mọi người sáng rực ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Viên lão chỗ đó, muốn hiểu rõ bọn họ ở bên trong đến tột cùng làm cái quỷ gì. Biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, Viên lão không khỏi vội ho một tiếng, quát to, Ma Sách Tông tất cả mọi người nghe kỹ, xét thấy Ma Sách Tông đệ tử Trác Phàm, phẩm hạnh ưu dị, song long hội dũng đoạt giải nhất bài, vì tông môn dương oai, chỉ huy tông môn cao thủ, đánh bại Huyền Thiên Chính Đạo. Thụ vạn chúng tin cậy, công huân trói lọi, quả thật trị tông đại tài. Cho nên kinh qua cung phụng cùng tông chủ thương nghị quyết định, tông chủ nguyện thối vị nhường chức, từ Trác Phàm tiếp nhận Ma Sách Tông tông chủ vị trí, mục đích chung, kế nhiệm đại điển, ngày mai cử hành. Cái gì? Bất giác trong lòng cả kinh, tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là Thạch cung phụng, cho dù là tạp dịch phòng Bạch cung phụng bọn họ, cũng là vạn vạn không nghĩ đến lại là kết quả này. Đại cung phụng thế mà buộc tông chủ thoái vị, thành toàn Trác Phàm đăng vị tiến hành.
Không sai, bọn họ đã đoán được, bằng Tà Vô Nguyệt cái kia tính xấu, cho dù chết cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện thoái vị. Duy nhất giải thích, cũng là đại cung phụng ra mặt bức. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Viên lão phương hướng, đều là một mặt kinh dị, còn có cũng là thật sâu mê hoặc. Nơi này một ít lão nhân, đều là rõ ràng đại cung phụng cùng tông chủ quan hệ, nhưng không ai từng nghĩ tới, lần này đại cung phụng tâm thế mà lại đến Trác Phàm nơi này. Đã không có trấn áp trận này bạo động, cũng vô dụng hoãn binh chi kế, mà chính là thành toàn. Phần này quyết định biện pháp, để tại chỗ tất cả mọi người đều có chút xem không hiểu, cho dù là Thạch cung phụng, cũng là ngưng lông mày nhíu chặt, tỉ mỉ suy nghĩ lấy bên trong mở ám. Vô Nguyệt vừa dứt lời, đại cung phụng dương mắt nhìn về phía một bên Tà Vô Nguyệt. Hung hăng khẽ cắn môi, Tà Vô Nguyệt không có cách nào, cũng chỉ có thể tiến lên một bước, vạn phần không cam lòng hét to nói, tông chủ vị trí, có người tài mới có. Lần này Trác Phàm công huân che trời, bản tông nguyện ý thối vị nhượng chức, vì tông môn đại hưng làm ra sau cùng sức mọn. Sau cùng câu nói này, Tà Vô Nguyệt trên cơ bản là cắn căn bản nói ra. Để hắn đường đường một cái tông chủ, như thế tự ngạo người, thừa nhận không bằng một cái khác hắn kiếm về đệ tử, cái này với hắn mà nói là như thế nào khuất nhục cùng không cam lòng. Thế nhưng là Viên lão nhìn lấy, lại là rất hài lòng cười cười, tiếp lấy vừa nhìn về phía tất cả mọi người nói, rõ ràng Thiên Tông chủ kế nhiệm đại điển về sau, còn có một cái việc vui, chính là chúng ta muốn cho chúng ta tân tông chủ, làm một trận long trọng tiệc cưới, lấy khánh tông chủ và tông chủ phu nhân vui kết lương duyên. Kít! Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa thân thể trì trệ, trong nháy mắt yên lặng. Cái gì, làm tiệc cưới? Không khỏi sững sờ, mọi người toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía đại cung phụng chỗ đó, cho dù là Trác Phàm hai người cũng là trong lòng cả kinh, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Ma đạo vô tình, không là không cho phép có tình yêu nam nữ à, sao có thể như thế công nhiên tại tông môn làm tiệc cưới đâu? Phải biết, tiệc cưới cũng là giữa nam nữ hứa hẹn, cũng là một cái chữ tình. Đi theo liền lung tung chơi đùa cũng không đồng dạng. Như thế trắng trợn làm trái tông môn mấy ngàn năm môn quy, cho dù đây là đại cung phụng cùng hạ nhậm tông chủ mệnh lệnh, nhưng dạng này thật tốt sao? Khởi bẩm đại cung phụng, tông chủ chịu thối vị nhường chức tất nhiên là lợi cho tông môn đời đời đa tạ phẩm chất tốt, để đời đời ghi khắc. Nhưng là mới nhậm tông chủ vừa lên đến thì như thế quang minh chính đại phá hư môn quy, có phải hay không quá có chút cái kia? Rất nhanh. Thạch cung phụng liền một bộ ma đạo biện sĩ bộ dáng, vội vàng đứng ra thân thể đến, khom người hướng đại cung phụng bẩm báo nói, trong lòng một trận mắng to. Trác Phàm, người nhà coi như thắng, cũng không thể phách lối như vậy a, công nhiên đưa tông môn quy củ tại không có gì. Làm cái gì tiệc cưới, đây không phải hung hăng quất chúng ta ma sách tông mặt sao? Người có nữ nhân thì có nữ nhân a, chúng ta mở một mắt, nhắm một mắt, coi như ngươi chơi đùa, không so đo. Thế nhưng là ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng cũng là không nể mặt chúng ta, làm chúng ta là chết người sao? Vốn là loại thời điểm này, Bạch cung phụng những thứ này Trác Phàm người của mình chắc là đi ra thẳng hắn mới đúng, thế nhưng là cái này tựa hồ thật phạm mọi người kiêng kỵ, mà ngay cả bọn họ đều khàn giọng, không biết nên nói như thế nào tốt. Lạnh lùng nhìn Thạch cung phụng mọi người liếc một chút, Viên lão bất giác suy cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, nhìn đến a, những lão gia hỏa này phản đối thanh âm đều đặt ở ngươi đại hôn phía trên, căn bản không quan tâm ai làm tông chủ, ta nói không sai đi. Ngài nói là không sai, bất quá cái này mấy ngàn năm quy củ, ta mới vừa lên đài thì phá hư, liền Bạch cung phụng bọn họ cũng không dám thế ta nói chuyện, ta cảm thấy có phải hay không quá phách lối, dù sao chúng ta là ma đạo. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý vì sợ cô nương làm chàng quang minh chính đại tiệc cưới sao? Lông mày nhíu lại. Trác Phàm còn chưa nói xong, Viên lão đã là khẽ cười một tiếng dừng lại. Quay đầu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, nhìn nàng kia rõ ràng mắt sáng, Trác Phàm bất giác cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta là người trong ma đạo, biết ma đạo kiêng kỵ, tuy nhiên ta so sánh ngoại lệ, nhưng cũng không thể phá hư tất cả ma đạo người. Không phải vậy, Trác Phàm, người còn nhớ rõ lão phu đã nói với ngươi, ma đạo nhập tình điều kiện sao? Đương nhiên. Đó là cao giai người chơi trò chơi, tâm cảnh nhất định phải vượt qua kiểm tra. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Viên lão tiện hóa nói, không tệ, trong lòng người có đạo, mới có thể tại tình dục bên trong cầm giữ được. Trước kia lão phu tổng cảm thán,
ta Ma Sách Tông nhập ma người nhiều, nhập đạo người thiếu. Tông môn quy củ, xác thực là bảo vệ bọn hắn tu hành một loại phương thức. Bất quá, từ khi ngươi đến, lão phu liền phát hiện, theo ngươi tiếp xúc tu giả, dần dần đến cũng có trong lòng mình nói. Ma Sách tứ quỷ thu liễm sát tâm, quỷ hổ tiêu tan sát khí, từng cái trưởng lão cung phụng đạo tâm dần dần xuất hiện. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Lão phu tin tưởng, về sau ngươi làm tông chủ, Ma Sách Tông sẽ trở thành chính thức ma đạo tông môn, mà không chỉ là có ma vô đạo chi địa, rơi vào cửu lưu phía dưới. Theo tông môn từng bước một phát triển, tình dục cửa này, cuối cùng cần tu giả bước qua một bước. Không thể bởi vì mấy ngàn năm trước cổ xưa quy củ, thì lầm tông môn sau này phát triển, đúng không, ha ha ha. Viên lão nhìn xa hiểu rộng, không bám vào một khuôn mẫu, thật là đại trí người. Mí mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn viên lão liếc một chút, một mặt kính trọng ôm một cái quyền. Không khỏi bật cười khoát khoát tay, viên lão từ chối cho ý kiến, ha ha ha. Lão phu làm như thế, tuy là vì tông môn về sau phát triển cân nhắc, dù sao vô đạo người, càng hướng lên tu hành, thực lực càng khó tinh tiến, nhưng cũng là cái đánh cược. Dù sao về sau có bao nhiêu người có thể qua tình này quan, cũng không tiện nói. Nếu là một nhóm lớn đệ tử chết tại tình dục phía trên, vậy lão phu nhưng chính là thiên cổ tội nhân. Bất quá ngược lại cũng giống vậy, chỉ cần cửa này có thể qua, như vậy đối Ma Sách Tông tới nói, chính là chất bay vọt. Liên tục gật đầu xưng phải, Trác Phàm trong lòng một trận bội phục, viên lão thật sự là khí phách thật lớn a. Mà lại, ngay sau đó, viên lão nhìn về phía Trác Phàm, không khỏi tà cười một tiếng nói, tại Ma Sách Tông đại hôn, ngươi còn có thể không đem nơi này làm ngươi thuộc về sao? Ha ha ha, không khỏi sững sờ, Trác Phàm ngơ ngác nhìn viên lão một hồi, cũng là nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Hắn cùng Khuynh Thành đại hôn chi địa, ngày sau nhất định là hắn cả một đời khó có thể quên địa phương, mặc kệ đi đến chân trời góc biển, đều là như thế. Viên lão một chiêu này, thật sự là đem hắn tâm đều bắt ở chỗ này a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi thở sâu, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người quát to, tất cả mọi người nghe lệnh, từ nay về sau, Ma Sách Tông không còn cấm đoán nam nữ tư tình đầu này phá quy củ. Bản tông nhậm chức chuyện thứ nhất, cũng là đem quy củ này phế bỏ. T. Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người tất cả đều ngốc ngơ ngác nhìn Trác Phàm chỗ đó, tất cả đều chấn kinh đến tột đỉnh. Một cái vừa nhậm chức tông chủ, hai mồm mép một xoạch, liền đem một đầu mấy ngàn năm cổ lão tông quy phế bỏ, quả thực trước đó chưa từng có a. Trải qua nhậm tông chủ, làm ra dạng này sự tình, nhất định sẽ lọt vào tất cả cung phụng trưởng lão phản đối, cái này căn bản là khi sư diệt tổ, quên nguồn quên gốc hành trình. Tổ tông quy củ, sao có thể nói phế thì phế. Thế nhưng là lần này lại có chút kỳ hoa, bởi vì là thứ nhất cái nói phế đầu quy củ này không là người khác, mà chính là đại cung phụng thì ở bên cạnh chống đỡ. Mặt khác bạch cung phụng bọn họ nhưng là theo chân Trác Phàm cùng một chỗ tạo phản, hiện tại làm sao có thể không nhất tâm đồng thể, coi như tâm lý phản đối cũng không thể nói ra được, đó là cái vấn đề lập trường. Nếu không, người dựa vào cái gì để cử hắn làm tông chủ? Cho nên, cứ như vậy, tông môn 2/3 trở lên cao tầng xem như im lặng triệt để thông qua, chỉ có thạch cung phụng bọn họ, kẹp ở cái này xó xỉnh kẽ hở ở giữa, không biết nên nói như thế nào. Bọn họ lúc này vị trí, cũng rất xấu hổ. Vốn là Trác Phàm bọn họ là tạo phản phái, mà thạch cung phụng bọn họ tuy là cỏ đầu tường, nhưng nói cho cùng vẫn là bảo hoàng phái. Hiện tại Tà Vô Nguyệt thoái vị, Trác Phàm lên sân khấu, chính là muốn đại lực chỉnh đốn cao tầng thời điểm. Bình thường hắn phản đối một tiếng không có gì, dù sao hắn có cung phụng thân phận, còn có đằng sau hơn 100 kẻ ủng hộ, thực lực hùng hậu. Quá bình thiên hạ, người cũng không thể đại đồ sát a. Không phải vậy tông bên trong lòng người bàng hoàng, chính ngươi cũng ngồi không lâu cao vị. Nhưng là bây giờ không giống nhau, tạo phản thời kỳ, giết ai đều là bình thường, ai để ngươi phản đối ta đây. Cho nên, ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, Trác Phàm mặc kệ đưa ra cái gì mục đích, hắn cũng không tốt phản đối, nếu không thì cho đối phương có giết hắn mượn cớ. Phải biết, nhìn chung lịch sử, lúc nào chết người bị chết nhiều nhất, cũng là vương triều giao thế thời điểm. Một phần là chết tại chiến loạn, một bộ phận cũng là chết tại một cái miệng phía trên. Cái này nguy cơ thời điểm, hắn tự nhiên là có thể im miệng thì im miệng, có thể nói ít liền thiếu đi nói. Thạch cung phụng, tiểu tử này quá đại nghịch bất đạo a,
lại muốn phế lão tổ tông quy củ, ngài cũng mặc kệ quản. Một tên trưởng lão, rất rõ ràng rất đái manh, rất hồn nhiên, nhìn về phía Thạch Cung Phụng nói khẽ. Hung hăng nguyết hắn một cái, Thạch Cung Phụng có loại muốn bóp chết hắn xúc động, thấp giọng quát mắng, im miệng, người muốn hại chết lão phu. Tà Vô Nguyệt cùng Trác Phàm thật vất vả hòa bình nhường ngôi, hắn chính không có mượn cớ nội bộ thanh tẩy đây, hiện tại ngươi để lão phu đi đụng hắn chói mắt như sao? Hừ, còn không lui xuống. Bất giác co rụt đầu lại, người trưởng lão kia một mặt buồn bực lui xuống đi. Thạch Cung Phụng thì là tròng mắt hơi híp, thật sâu liếc hắn một cái, khóe miệng lại là không lý do lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trác Phàm, hừ hừ, rất tốt, ngươi thì phách lối nữa mấy ngày a, đắc tội nhiều người như vậy, rất nhanh ngươi liền muốn có báo ứng, hắc hắc hắc. Trác tông chủ vạn tuổi. Tính, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh, không nói một chữ một câu. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp đây không phải là người khác, lại chính là Khuê Lang không thể nghi ngờ. Mà hắn một hò hét, hắn nhi tử Khuê Cương cũng theo A quát lên, ngay sau đó tất cả Trác Phàm cái này phe nhân mã cũng toàn đều đi theo A quát lên, núi kêu biển gầm, một mảnh tán tụng thanh âm, lại không có người có bất kỳ chỉ trích. Trác Phàm gặp này, bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói, xem ra trừ Khuê Lang tiểu tử kia là thật tâm, người khác bất quá phụ họa theo đuôi thôi. Ai bảo hắn cùng mình đồng bệnh tương liên đây, ha ha ha. Lão cha, nghe nói có cái lão đầu tử đối ngươi có uy hiếp, hắn ở đâu? Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng non nớt đồng âm phát ra, cổ Tam Thông một cái lắc mình liền tới đến trước mặt mọi người, Lạc Gia mọi người cũng theo chui vào, một mặt hung thần ác sát, lại là đột nhiên phát hiện nơi này căn bản không có đại chiến, mà chính là một đám sơn hô biển bái, không khỏi nhất thời sửng sốt. Viên lão nhìn thấy, tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn giống như, không khỏi cười nhẹ lắc đầu, nhìn về phía Trác Phàm nói, đây là ngươi tại bên ngoài tông bố đến viện binh a, ha ha ha. Ngươi làm việc còn thật cẩn thận, có cái này hơn phân nửa tông môn cao tầng chống đỡ vẫn chưa yên tâm, còn ở bên ngoài chuẩn bị như thế một chi cường lực nhân mã. Đoán chừng không cần người khác ra sân, người quái vật kia nhi tử xuất thủ, liền đã đầy đủ nghiền ép toàn tông, thì cùng nghiền ép Huyền Thiên Tông một dạng. Viên lão, người biết tiểu tam tử bọn họ, chố mắt nhìn, Trác Phàm kỳ dị nói. Hơi hơi gật gật đầu, viên lão cười khẽ một tiếng, đúng vậy a, ngươi cho rằng ngươi một hơi mang đi tông môn nhiều cao thủ như vậy, lão phu thân là đại cung phụng thật yên tâm như thế. Ngươi một đường lên sở tác sở vi, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Đây cũng chính là vì cái gì, lão phu không muốn động võ chân áp bên trong một nguyên nhân. Bởi vì nhi tử kia của ngươi thực sự quá biến thái. Lão phu sợ không phải là đối thủ a, ha ha ha. Trác Phàm thấy một lần, không khỏi cũng là mi đầu lắc một cái, cười ha ha. Lại sau đó, Trác Phàm liền đem Lạc Vân Hải cùng tiểu tam tử bọn người gọi vào trước người, lắng lại cái này một cỗ hung thần ác sát thế lực, cùng bọn hắn đem hết thảy đều giảng minh bạch. Khi biết Trác Phàm được đến đại cung phụng chống đỡ, thuận lợi lên làm Ma Sách Tông tông chủ lúc, Lạc Vân Hải bọn người là vừa vui lại buồn bã. Vui đương nhiên là Trác Phàm leo lên cao vị, thuận lợi lắng lại cái này một phân tranh. Nhưng buồn bã lại là, Trác Phàm lưu tại Ma Sách Tông làm tông chủ, liền không thể lại hồi Lạc Gia, tối thiểu trong thời gian ngắn không thể quay về. Bất quá, biết Trác Phàm không ngại, còn muốn cùng Sở Khuynh thành đại hôn, tất cả mọi người vẫn là một trận mừng rỡ chúc phúc. Kết quả là, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại Ma Sách Tông các vị cấp cao chứng kiến phía dưới, Tà Vô Nguyệt cử hành nhường ngôi đại điển. Đem tông chủ vị trí chuyển cho Trác Phàm, tới ban đêm, chính là Trác Phàm đại hôn chi yến. Một ngày này, âm trầm lạnh lùng Ma Sách Tông, ít có phát lên một bộ đầy nhiệt tình hoan hỉ bầu không khí. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này hoan hỉ phía dưới, lại là sóng ngầm phun trào, từng trận nguy cơ chính hướng Trác Phàm bọn họ tới gần. Đụng, vui mừng trên yến tiệc, tất cả trước bàn khách mời đều là một trận cao hứng bừng bừng, dường như chính mình cưới vợ một dạng cao hứng. Duy chỉ có một cái bàn phía trên, chỉ có một người ở nơi đó uống vào rượu buồn, tản ra từng trận mù mịt, lại chính là Tà Vô Nguyệt không thể nghi ngờ. Nhưng ngôi về sau, hắn đến cái nhàn không thể lại nhàn cung phụng chức vụ, bình thường gặp hắn còn kiêng kỵ ba phần trưởng lão cung phụng nhóm, bây giờ lại là không có một người cầm mở mắt nhìn hắn, chỉ là phối hợp đến cao hứng bừng bừng đến uống rượu đánh cái rắm. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, từ xưa đến nay, Ma Sách Tông tông chủ vị trí liền không có nhường ngôi đạo lý,
tất cả đều là lão tông chủ Lâm Trung trước đó chỉ định kế thừa, hoặc là tông chủ gặp nạn, không có lưu lại lời nói, mọi người đẩy nâng kế thừa. Giống Tả Vô Nguyệt dạng này ví dụ, nói dễ nghe một chút là nhường ngôi, không dễ nghe điểm cũng là bị người đuổi xuống đài, chó nhà có tang một dạng đồ vật, ai sẽ để ý đến hắn. Mọi người hiện tại thế nhưng là tránh chi chỉ sợ không kịp đâu. Đây chính là người đi trà lạnh, nhạc hết người đi a. Năm đó cao cao tại thượng Tà tông chủ, lúc này đã là vạn người ngại, không hề bị mọi người truy phủng, phong cảnh một đi không trở lại. Đáng chết Trác Phàm, ta Tà Vô Nguyệt thề, đời này nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hãy đợi đấy. Lạch cạch một tiếng, cầm lấy một cái bạch ngọc bầu rượu, Tà Vô Nguyệt trong mắt tràn đầy phẫn hận ánh sáng, hơi ngửa đầu liền đem chỉnh bầu rượu đi đến rót, không nói ra phiền muộn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào trước mặt hắn, nhìn lấy hắn bộ này bẩn thỉu bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, Vô Nguyệt, không phải liền là cái tông chủ a, có gì to tát, thực làm cung phụng rất tốt, tự tại cực kỳ. Ngươi, Dương Bàn Tử, ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt đem rượu ấm cầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, lại chính gặp Dương Sát một mặt ai thán mà nhìn xem hắn, không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, ngươi tới đây làm gì? Ngươi không phải cũng là Trác Phàm người bên kia à, cùng đám kia cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu lão tử người một dạng, ngươi chạy tới đây làm gì? Cười nhạo ta đúng hay không? Không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Dương Sát bất đắc dĩ lắc đầu, Vô Nguyệt, chúng ta ca mấy cái làm huynh đệ cũng mấy trăm năm, năm đó song long hội ta nhưng là quá mệnh giao tình, ta có thể giúp người khác hại ngươi sao? Bất quá nói thật, ngươi thật sự là đại thế đã mất, bình thường không nghĩ lôi kéo người tâm. Làm ai ai cảm thấy bất an, nếu không Trác Phàm cũng không có khả năng thừa cơ bức thoái vị. Tựa như hôm qua, ta một mực cho các ngươi kiến tạo hòa giải cơ hội, người nhà cũng là không lĩnh tình, sau cùng Trác Phàm đều nguyện ý cùng giải, người vẫn là tính bướng bỉnh. Sau cùng không muốn nhất hòa giải là ai, Bạch Cung Phụng bọn họ đám người này a? Vì cái gì, sợ ngươi thu được về tính sổ sách a? Điểm này, người quả thật nên nghĩ lại. Hừ, lão tử sự tình. Không cần đến ngươi để ý tới. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Tà Vô Nguyệt lần nữa tố một ngụm rượu, trong mắt tản ra khiếp người tinh quang. Thực về sau hắn sau khi bình tĩnh lại, hồi tưởng đến lúc trước tình cảnh, xác thực dĩ nhiên minh bạch, Dương Sát lúc đó xác thực vì hắn làm rất nhiều xuống thang sự tình, là hắn trong cơn giận dữ không có lĩnh hội. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dương Sát quả nhiên là đầy đủ huynh đệ. Khi đó cùng một đám nghĩ đến để hắn xuống đài tạp dịch phòng cao tầng pha trộn cùng một chỗ, không có bò bò giữ mình, phàm là giúp hắn hộ vị. Có thể tưởng tượng, về sau Dương Sát sẽ gặp phải những người kia như thế nào cô lập. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là nguyện ý giúp trợ lúc đó ở vào yếu thế chính mình, Tà Vô Nguyệt trong lòng đã nhận Dương Sát tình, chỉ là mạnh miệng không nói mà thôi. Ghê tởm nhất, cũng là Trác Phàm cùng tạp dịch phòng đám người kia. Tiểu tử kia là ta mang vào tông. Tạp dịch phòng cao tầng cũng là lão tử giúp bọn hắn ngồi phía trên, thăng bằng Thạch Cung Phụng đám người kia quyền thế. Kết quả bọn hắn đắc thế, thế mà ngược lại trả đũa, lấy oán báo ân. Hừ hừ, thật là ma đạo cao thủ a, thật sự là một chút thể diện đều không nói. Tà dị cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt phát ra điên cuồng thanh âm, lại uống một ngụm rượu buồn, dường như nói một mình, lại như nói là cho Dương Sát, giải quyết trong lòng phiền muộn. Dương Sát nghe. Bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai hắn nói, huynh đệ, nghĩ thoáng điểm a, lần này Đại Cung Phụng ra mặt bảo vệ ngươi nhất mệnh, ngươi đã kiếm lời. Ngươi xem một chút cái này tiệc cưới phía trên một đám giúp đều là ai, cái kia Lạc gia cũng không phải dễ trêu, còn có một cái quái vật tiểu tử thời khắc chuẩn bị, nếu thật đánh lên, 10 đầu mệnh đều không đủ ngươi ném. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Dương Sát lại vỗ vỗ hắn đầu vai, không thể làm gì khác hơn đi. Tiếp lấy hướng một bàn khác. Cười đùa tí từng mời rượu. Thế nhưng là mọi người thấy hắn đến, lại là biểu hiện được rất lạnh lùng, tựa hồ còn đang trách hắn hôm qua đứng tại Tà Vô Nguyệt một bên, muốn thay hắn giải vây giống như. Như là trừ bát giới soi gương, Dương Sát hiện tại trong ngoài không phải người. Tà Vô Nguyệt trong mắt mang theo phẫn hận, trong tay bóp, nhất thời đem một bầu rượu tan thành phấn vụn. U, tông chủ, làm gì cùng một bầu rượu tức giận? Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, chẳng biết lúc nào, Thạch Cung Phụng mang theo 4-5 cái tùy tùng trưởng lão, thảnh thơi ngồi đến hắn cái này trên bàn, ta cười một tiếng nói, đấu thua, sẽ chỉ mượn rượu giải sầu, không dám đối mặt, bất quá kẻ hèn nhát mà thôi.
Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Tà Vô Nguyệt hung hăng gõ một chút cái bàn, hung tợn nhìn về phía hắn nói, ngươi có ý tứ gì? Hừ, Thạch Cung Phụng, khác lấy vì bản tông hiện tại thất thế, ngươi liền có thể nói móc ta. Ngươi đừng quên, ngươi không phải Trác Phàm người, hắn hiện tại bất động ngươi, chờ hắn đứng vững gót chân về sau, sớm muộn sẽ động ngươi. Bất quá đến lúc đó, chỉ sợ ngươi không có bản tông lần này vận khí, có thể giữ được toàn thân trở ra. Toàn thân trở ra, ha ha ha, bị bức lui vị, tông chủ coi là toàn thân trở ra. Nghĩ không ra tông chủ chí hướng chỉ có ngần ấy a, lừa mình dối người. Gương mặt nhịn không được co lại, Tà Vô Nguyệt hung hăng khẽ cắn môi, song quyền hung hăng nắm lại đến, Thạch Cung Phụng, nếu như ngươi lại tại bản tông trước mặt như thế nói huyên thuyên lời nói, vậy liền đừng trách bản tông vô lễ. Thế nào, muốn động thủ sao? Hừ hừ hừ. Bất giác cười lạnh, Thạch Cung Phụng châm chọc nói, thoái vị lúc không thấy ngài động thủ, hiện tại Nhàn Vân Giã Hạc một cái, lại ở chỗ này trang bức xung đại gia, ngài cuối cùng chỉ có ngần ấy bản sự a. Thạch Cung Phụng. Tà Vô Nguyệt. Tà Vô Nguyệt kêu to một tiếng, nhất thời đứng dậy, thế nhưng là còn không đợi hắn thả ra toàn thân khí thế, Thạch Cung Phụng đã là một chảo hắn cánh tay, đồng dạng hét lớn lên tiếng, cảnh cáo nói. Hiện tại toàn tông một nửa trở lên đều là Trác Phàm người, ngươi muốn xoay người, liền phải dựa vào lão phu. Chẳng lẽ ngươi muốn liền cái này một điểm cuối cùng thể diện, cũng xé rách hay sao? Thân thể nhịn không được chấn động, Tà Vô Nguyệt thật sâu nhìn lấy hắn, ánh mắt híp lại là trong lòng phát lên một chút hy vọng, ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi có biện pháp để bản tông Đông Sơn tái khởi? Đương nhiên, Trác Phàm làm người tông chủ này đối ngươi ta đều không chỗ tốt. Không sai gật đầu, Thạch Cung Phụng khẽ vuốt chòm râu, sâu xa nói, người nói rất đúng, cái này toàn tông phía trên phía dưới một nửa trở lên là người khác, ta người lập tức trong mắt hắn đều là cái gai trong thịt, sớm muộn sẽ bị hắn từng cái thanh trừ, người ta hiện tại mới là lớn nhất cái kia hợp tác người. Mí mắt nhỏ khẽ run run, Tà Vô Nguyệt bình tĩnh lại tâm tình, lại chậm rãi ngồi xuống, thở dài, người ta hiện tại hợp tác có làm được cái gì? Ta đã mất thế. Người điểm này thế lực cũng sớm muộn là Trác Phàm trong miệng chi thịt. Tiểu tử này không đơn giản, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Ha ha ha, ta đương nhiên biết hắn không đơn giản, nếu không làm sao có thể lấy một ngoại nhân thân phận, tiến tông bất quá 5 năm, liền đem hai người chúng ta cùng nhau đấu ngã. Không khỏi suy cười một tiếng, Thạch Cung Phụng cười thần bí, nhìn về phía Tà Vô Nguyệt mật ngữ nói, tông chủ, người biết Đại Cung Phụng vì sao không đọc tình thầy trò. Cũng nhất định muốn đứng tại Trác Phàm bên kia sao? Trong lòng một nắm chặt, Tà Vô Nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đây coi như là hắn cả đời đau, chính mình sư phụ không giúp mình, thế mà giúp ngoại nhân, chẳng lẽ mình thật như vậy không chịu nổi, để hắn không có nửa phần kỳ vọng, muốn phế chính mình. Hưu, một đạo lưu quang lóe qua, Thạch Cung Phụng trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa lên, ha ha ha. Nhìn qua cái này, ngươi liền biết đáp án. Trong mắt mang theo vẻ ngờ vực, Tà Vô Nguyệt thân thủ kết quả, ngưng thần trầm tư một chút, lại là chợt vừa mở mắt, cả kinh nói, đây là... Không tệ, đây chính là lần này lọt vào Song Long Viện bồi dưỡng người bảng danh sách. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thạch Cung Phụng khẽ cười một tiếng nói, Trác Phàm, Sở Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa, còn có Đan Nhi chờ nữ, đều là ở phía trên. Đại Cung Phụng, là tại hạ một bàn đại cờ A. Người cũng biết. Có thể làm chủ Song Long Viện, bị hai vị trí tôn điều giáo mấy năm, có thể tiết kiệm đi mấy trăm năm phấn đấu không nói, càng có thể cho tông môn mang đến to lớn lợi ích. Trác Phàm phản nghịch, Đại Cung Phụng như trấn áp lời nói, thắng thua không nói trước, cho dù thắng, vậy thì tương đương với mất đi Trác Phàm, Sở Khuynh Thành những thứ này tương lai tông môn cao thủ. Chỉ sợ những người này về sau mỗi người thành tựu, đều không kém Đại Cung Phụng há có thể để những người này thu hút trí thức. Thế nhưng là đem bọn hắn thu nạp vào đến thì không giống nhau, đối với tông môn tương lai thế nhưng là chỗ tốt cực lớn a. Trác Phàm không những mình tiến Song Long Viện, còn liền mang theo đem Huyền Thiên Tông tiến vào Song Long Viện đệ tử cũng vượt qua đến, Đại Cung Phụng đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Hừ hừ, cầm một cái bảo bối đồ đệ tiền đồ, đổi tông môn tương lai 5-6 cái tuyệt thế cao thủ, cái này mua bán không cần nói quá có lời. Coi như ta là Đại Cung Phụng. Đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu ý cười, Thạch Cung Phụng thăm thẳm lên tiếng, bất quá trong này có một vấn đề, cũng là trợ giúp kẻ phản loạn ngồi phía trên, chính mình mặt mũi vấn đề. Phàm là cao thủ, đều sẽ chú trọng điểm này.
Nếu là lão phu lời nói, đoán chừng không qua cửa này, nhưng đại cung phụng không giống nhau, hắn thật đúng là công chính liêm minh, vì tông môn cái gì đều bỏ qua, coi là thật thế ngoại cao nhân, không phải ta tục nhân có thể so sánh, lão phu cũng không thể không khâm phục a. Trong tay bất giác chăm chú, Tà Vô Nguyệt hung hăng nắm lấy khối kia ngọc giản, ánh mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi, nói cách khác, hiện tại đại cung phụng tâm lý, Trác Phàm bọn họ vị trí đã hoàn toàn siêu việt ta, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thế lớn, đại cung phụng không thể không khuất phục đi. Đó là đương nhiên, giống đại cung phụng dạng này thế ngoại cao nhân, khi nào hướng cường thế khuất phục qua. Truyền thuyết năm đó Huyền Thiên Tông Tứ Long chém giết ta tông 10 tên trưởng lão, đại cung phụng biết rõ không địch lại, cũng mang theo Khô Vinh Ngũ Lão tiến lên khiêu chiến. Tuy nhiên sau cùng bại lui, nhưng cũng tại Tứ Long dưới mí mắt giết Huyền Thiên Tông ngũ đại trưởng lão, để bọn hắn trả giá đắt, đến tận đây Huyền Thiên Tông không còn dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Chậm rãi vuốt ve chòm râu, Thạch Cung Phụng một mặt tán thưởng, đại cung phụng chính là như vậy người, người đối với hắn càng dùng sức mạnh, hắn càng không khuất phục, hắn suy nghĩ cũng là tông môn tương lai a. Trong mắt hơi hơi run run, Tà Vô Nguyệt trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đạm mạc mở miệng, như vậy Thạch Cung Phụng, người danh sách này là từ đâu tới đây? Một tháng trước đó, Song Long Viện liền đem phần này chúng tuyển bảng danh sách phát hướng các tông. Tông chủ không có tiếp vào, nghĩ đến là đại cung phụng nửa đường chặn đứng. Xem ra đại cung phụng rất hiểu tông chủ, đố kỵ người tài, cho nên căn bản không cho ngươi xem a. Ha ha ha. Không có để ý hắn chế giễu, Tà Vô Nguyệt chỉ là lạnh lùng nói, Song Long Viện phát cho tông chủ các tông chúng tuyển bảng danh sách, vì sao ngươi sẽ biết được? Chẳng lẽ, ngươi thông đồng ngoại tông? Thế nào, tông chủ muốn bắt ta sao? Nhếch miệng lên, Thạch Cung Phụng tà cười ra tiếng. Chậm rãi lắc đầu, Tà Vô Nguyệt cũng là mỉm cười, ánh mắt lộ ra khiếp người tinh mang, không, ta hiện tại biết ngươi muốn thế nào giúp ta lật bàn. Tốt, ta đáp ứng, ha ha ha. Đêm động phòng hoa trúc, nhân sinh tiểu đăng khoa. Đi qua một đêm ồn ào về sau, Trác Phàm thân mang đỏ thẫm lang la gấm, chân đạp lên cao thanh vân dày, một tiếng cọt kẹt, đẩy ra cái kia phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh vui mừng đỏ thẫm phòng cưới, chậm chậm tiến vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này, lại nhìn về phía cách đó không xa giường cưới chỗ đó, trong lòng người ngọc sớm đã ngồi ngay ngắn mép giường, che đầu đỏ đắp, chờ lấy hắn đi bóc. Hơi nhếch khóe môi lên lên một cái vui vẻ đường cong, Trác Phàm trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, tiếp lấy chậm rãi đi vào trước giường ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng đem cái kia đỏ đắp bóc, lại chính gặp một đạo mỹ không gì sánh được khuôn mặt đập vào mi mắt, kiều diễm muốn, đúng là so với tầm thường đến càng hơn ba phần. Cho dù là Trác Phàm như thế tâm tính người, cũng không khỏi đến ngốc ngẩn ngơ, để lộ khăn cô dâu hai tay ngừng trên không trung trệ ở, quên để xuống. Ngươi, nhìn cái gì đấy? Nhìn đến cái này khăn cô dâu chậm chạp không có gỡ xuống, Sở Khuynh Thành không khỏi dương mắt khẽ liếc hướng về phía trước, lại đối diện phía trên Trác Phàm cái kia ngốc trệ ánh mắt, không khỏi gương mặt một đỏ, lườm hắn một cái, suy cười ra tiếng. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm cái này mới phản ứng được, rực rỡ cười một tiếng, đem cái kia đỏ đắp cầm xuống, tiếp lấy nắm lên Sở Khuynh Thành hai tay, tỉ mỉ dò xét cái này dung nhan tuyệt mỹ, say mê nói, ha ha ha. Vi phu đương nhiên là đang thưởng thức phu nhân tuyệt thế phương dung. Ai ra, phu nhân dung nhan coi là thật trên trời dưới đất không người có thể so a. Vi phu nhất định là đời trước cứu vãn thế giới, đời này mới có thể có phu người làm bạn cả đời, thật sự là đời này không tiếc. Xú Mỹ, người cái đại ma đầu có thể cứu vãn cái gì thế giới? Không đem cái này thái bình thế giới hủy, thế là tốt rồi. Vũ Mị lườm hắn một cái, Sở Khuynh Thành bất giác cười mắng lên tiếng. Nhưng trong lòng lại là trước đó chưa từng có ngọt ngào. Cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, Trác Phàm liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy a, ta làm sao có thể cứu vãn thế giới. Chắc là đời trước ta hủy một cái thế giới, cho nên đời này ông trời đem phu nhân đưa đến bên cạnh ta buộc chặt ta, không cho ta lại ở cái thế giới này tác nghiệt a, ha ha ha. Xem ra lão thiên cũng sợ ta, cho ta thì mỹ nhân kế. Cái gì mỹ nhân kế? Thật giống như ta đang câu dẫn ngươi một dạng. Thế nào, ngươi không muốn câu dẫn vi phu sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm xấu cười một tiếng. Sở Khuynh Thành song đồng chừng một cái, lại là bỗng dưng nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn, nhưng khóe miệng lại là xẹt qua một đạo dí dỏm nụ cười. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt trải qua một tia tà dị, hắc hắc hắc.
Đã ngươi không muốn cầu dẫn vi phu lời nói, cái kia vi phu nhưng là muốn mạnh hơn. Vừa dứt lời, Trác Phàm nhất thời một cái bay người, đem Sở Khuynh Thành phốc ngã xuống giường, ngón tay hướng về sau nhẹ nhàng bắn ra, ánh nến lúc này toàn bộ dập tắt, toàn bộ phòng cưới tiến vào đen kịt một màu. A, à, ngươi dám! Sở Khuynh Thành một tiếng kinh hô, hét to lớn tiếng. Trác Phàm cười quái dị liên tục, không nói ra tà ác, làm sao không dám, dù sao ngươi đánh không lại ta. Ngươi, vô lại. Đúng vậy a, ta chính là vô lại, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết ta. Ta cười một tiếng, trong bóng tối truyền ra Trác Phàm kêu gào âm thanh, bất quá ngươi bây giờ là vô lại thê tử, về sau liền muốn mỗi ngày bị khi phụ, hối hận cũng muộn, ha ha ha. Ngô ngô ngô. Đột nhiên, Sở Khuynh Thành một trận nghẹn ngào, đã là không có tiếng vang, Trác Phàm cũng không nói chuyện, chỉ có trong phòng ầm ầm vang động, đang không ngừng truyền ra. Phòng cưới bên ngoài, Khuê Lang nhìn lấy cái kia đã tắt đèn phòng ốc, bất giác lộ ra một trận thoải mái nụ cười, hắc hắc hắc. Trác quản gia cũng là Trác quản gia, tân hôn yến ngươi thế mà cũng như vậy bá đạo, chúng ta mẫu mực a. Đức Hạnh, lại không học tốt, Hàn Thiên Ảnh ở bên hung hăng nguýt hắn một cái. Tiếp lấy bất giác cười khẽ một tiếng. Khuê Lang gãi đầu một cái, nhìn lấy bên cạnh người yêu, cười ngây ngô nói, phu nhân, nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta là không phải cũng nên. Cha! Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, Khuê Cương tiểu tử này mười phần không biết thời thế đi tới gần, chỉ phòng trước nói tiệc rượu tán, những trưởng lão kia cung phụng đều đã đưa đi. Ai nhà má ơi, nhưng là mệt chết ta. Mệt mỏi thì nhanh đi nghỉ ngơi. Ta và ngươi nương cũng muốn đi đi ngủ. Vội vã khoát khoát tay, Khuê Lang vội vàng đại phát nói. Thế nhưng là Khuê Cương nghe đến, lại là trong mắt chừng một cái, đính đính lồng ngực, nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh nói, cái này sao có thể được, mẹ con chúng ta vừa mới đoàn tụ, Hải Nhi lúc đang tận hiếu thời điểm. Vô luận như thế nào, tối nay Hải Nhi cũng muốn làm bạn mẫu thân, đền bù những năm này chưa hết hiếu đạo. Hảo hài tử, ngoan, Hàn Thiên Ảnh nghe xong. Không kìm được vui mừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn. Khuê Lang lại là tròng mắt chừng một cái, hận đến cắn răng, một chân đem hắn đá văng, lăn, ngươi về sau tận hiếu thời gian nhiều nữa đây, tối nay lão tử ngươi tới trước tận hiếu. Ách, cha, ngài cũng tận hiếu. Không khỏi sững sờ, Khuê Cương ra mặt nhịn không được co lại, trong lòng không còn gì để nói. Có điều hắn im lặng, Khuê Lang càng im lặng, đứa nhỏ này dù nói thế nào cũng là ma đạo tu giả. Làm sao thành thục muộn như vậy, đầu óc chậm chạp đây, tiểu biệt thắng tân hôn không biết sao. Huống chi, ta theo ngươi nương đều khác 20 năm. Tiểu tử thúi, để ngươi cút thì cút, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, tin hay không lão tử quất ngươi. Ách được được được, ngày trước tận hiếu a, Hải Nhi không quấy dày. Bất giác cổ co rụt lại, Khuê Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh, cung kính nói, nương. Cái kia Hải Nhi sáng mai lại cho ngài thỉnh an. Nói xong, Khuê Cương liền gãi cái đầu, đần độn u mê rời đi, trong lòng oán thầm không thôi. Làm sao, lão công còn muốn hướng lão bà tận hiếu sao? Ai, hoặc là nói làm nam nhân mệt mỏi đây, hiếu kính lão mụ lại hiếu kính lão bà, về sau ta có phải hay không cũng là như thế thảm cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Khuê Cương thân thể nhìn không được đánh cái giật mình, thở dài một tiếng đi. Nhìn lấy cái kia mê mang bóng người, càng không ngừng dao động cái đầu, Hàn Thiên Ảnh bất giác phốc một tiếng bật cười, sau đó hung tợn chừng Khuê Lang liếc một chút, mắng chửi nói, tại sao đối hài tử hạ như vậy nặng tay, nhìn ngươi một cước kia đá. Hắc hắc hắc, ai bảo tiểu tử này không có ánh mắt đây, tối nay bồi phu nhân, đương nhiên là lão tử. Khuê Lang liếm láp mặt, cười khẽ một tiếng, thỉnh thoảng còn nhíu nhíu mày ra hiệu. Hàn Thiên Ảnh hai gò má bất giác một đỏ. Liền cùng hắn tay nắm tay rời đi nơi này. Bất quá bên này từng cái thành đôi nhập đúng, bên kia lại là một đám nhóm cô đơn chiếc bóng. Thủy Nhược Hoa, Vân Sương, Vĩnh Ninh chờ nữ nhìn lấy cái kia phòng cưới ánh đèn dập tắt một khắc, chẳng biết tại sao, trong lòng tổng là có chút thất lạc, dường như thứ gì giống như mất đi. Sương Nhi, người nói Trác Phàm tiểu tử này có Khuynh Thành tỷ về sau sẽ còn muốn chúng ta sao? Vĩnh Ninh bĩu môi. Nhìn về phía một bên Sương Nhi. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Sương Nhi lại là chậm rãi lắc đầu, khác ý nghĩ, ta nhưng không biết. Bất quá cái kia có quan hệ gì, Khuynh Thành tỷ không phải nói a, chỉ cần hắn tốt liền tốt. Đúng vậy a, Khuynh Thành tỷ kiên trì như vậy xuống tới,
rốt cục mở ra cái này nhẫn tâm nam nhân trái tim. Vậy nếu là chúng ta cũng làm như thế, có thể hay không? Ngưng lông mày trầm tư, Vĩnh Ninh hai con ngươi càng không ngừng chuyển động. Bất giác bật cười một tiếng, Lạc Vân Hải tại các nàng bên người, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, Vĩnh Ninh công chúa, bằng ngươi cái này đầu cơ trục lợi chi tâm, là không đánh nổi Trác đại ca. Cái gì đầu cơ trục lợi, Lạc Vân Hải, ngươi đừng nói lung tung, bản công chúa cũng là một tấm chân tình tốt ha. Vâng vâng vâng, công chúa xác thực một tấm chân tình, bất quá các ngươi tâm cùng ta chị gái không sai biệt lắm, tổng có một phần ý muốn sở hữu ở bên trong. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Vân Hải thật sâu nhìn căn phòng kia liếc một chút, cười khẽ một tiếng, nhưng là huynh thành tỷ đối Trác đại ca, lại là thiếu phần này tư dục, đây đại khái là sau cùng Trác đại ca tiếp nhận huynh thành tỷ nguyên nhân đi. Thân thể hơi chấn động một chút, chúng nữ liếc nhìn nhau, đều là không sai mà cúi thấp đầu. Đúng vậy a, cùng Sở Khuynh Thành so ra, các nàng luôn có như vậy một chút bụng dạ hẹp hòi, muốn đem Trác Phàm chiếm thành của mình ý tứ. Trác Phàm là ma đạo cao thủ, lại là tính kế người trong nghề, đối mỗi người tư dục mẫn cảm nhất, lại làm sao có thể nhìn không ra các nàng tâm tư. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Trác Phàm không muốn tiếp nhận những nữ nhân này, tuy nhiên hắn hiểu được, tất cả những cô gái này đối với hắn đều là chân tâm thực ý. Ai, cứ như vậy, ta chị gái chỗ ấy nên như thế nào hồi báo đâu? Lại là thở dài một tiếng, Lạc Vân Hải bất giác khẽ vỗ cái trán, đầy mặt sầu khổ. Sáng sớm ngày thứ hai, một tia nhu hòa ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ khe hở vẩy hướng cái kia hoa lệ phòng cưới, Trác Phàm mí mắt hơi hơi run run, hơi khép lấy mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, tay phải ở bên cạnh vạch một cái, lại là rỗng tuếch. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu xem xét. Đã thấy bên cạnh người ngọc sớm đã không còn, lại ngẩng đầu nhìn qua, mới cuối cùng nhìn thấy, Sở Khuynh Thành sớm đã bắt đầu rửa mặt trang điểm lên. Yểu điệu bóng người, tại Trác Phàm cái kia mông lung trong đôi mắt, lộ ra là hết sức tịnh lệ. Mà nhìn đến Trác Phàm tỉnh lại, Sở Khuynh Thành bất giác khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, Trác quản gia luôn luôn chú ý cẩn thận, tối hôm qua lại ngủ được cùng chết như heo, cũng không sợ có người đánh lén. Không có cách. Ai bảo tối hôm qua là đi cùng với ngươi đâu? Bất giác bật cười lắc đầu, Trác Phàm lần nữa té nằm giường, một trận lười biếng nhìn lấy trên đầu cái kia trần nhà, khóe miệng xẹt qua ấm áp nụ cười, ôn nhu hương, mộ anh hùng, câu nói này thật sự là một có điểm không tệ. Khuynh Thành, tối hôm qua đưa ngươi ôm vào lòng ngủ thời điểm, nhưng ta nhớ tới ban đầu ở Hoa Vũ Thành đống kia phá trong phòng tình cảnh, một dạng bình tĩnh như thủy, không muốn lại tiến vào thế gian này phong ba bên trong. Thân thể hơi chấn động một chút, Sở Khuynh Thành trầm ngâm một chút, cũng là cười nói, bất quá khi đó chúng ta chỉ là hữu danh vô thực, hiện tại ta là người chính thức thê tử. Đúng vậy a, có lẽ chính là bởi vì này, ta tâm hiện tại càng hướng tới bình tĩnh. Chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm phiêu hốt đi vào Sở Khuynh Thành sau lưng, đem nàng chậm rãi ôm vào lòng, trong mắt mang theo giật mình lo lắng chi sắc, Khuynh Thành, người biết không, từ khi theo ngươi tại cái kia Hoa Vũ Thành ở chung sau 3 ngày. Ta là đã hướng tới, lại hoảng sợ. Bởi vì ta phát hiện, đi cùng với ngươi, ta tranh hùng chi tâm cũng làm hao mòn hầu như không còn. Cho nên về sau, ta một mực bài xích ngươi. Bất quá kết quả là, ta vẫn là bị ngươi buộc nhà tù, cái gì cũng không muốn lại đi làm, liền muốn như thế theo ngươi tướng mạo tư thủ đi xuống. Trác Phàm đem chọn cái đầu vùi sâu vào Sở Khuynh Thành trong mái tóc, phát ra như nói mê thanh âm, Sở Khuynh Thành thì là cảm giác gáy ngứa. Nhưng trong lòng là một trận ngọt ngào, khiêu mi nói ta cũng không muốn buộc nhà tù ngươi, chỉ là muốn để ngươi tiếp tục hoàn thành chính ngươi mục tiêu. Vô dụng, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi đến già đầu bạc, không nghĩ nữa hắn. Như cùng một con tiểu trư giống như, đem đầu chôn ở Sở Khuynh Thành trong mái tóc một mực ủi lấy, Trác Phàm đúng là bình sinh lần đầu làm nũng, Khuynh Thành, viên lão nói đúng, tình quan khổ sở a, xem ra ta muốn luân hãm. Đây đều là ngươi hại, ngươi phải chịu trách nhiệm ta một đời một kiếp a. Phốc, Sở Khuynh Thành nhìn không được cười khẽ một tiếng, giận dữ run run thân thể, cười mắng, ngươi làm sao giống như tiểu hài tử, ưa thích dính người. Đúng, ta thì là tiểu hài tử, ta chính là muốn kề cận ngươi, dính ngươi một đời một kiếp. Ta dựa vào. Thế mà, còn không đợi Trác Phàm tiếp tục nũng nịu đi xuống, đã là một đầu theo cái kia hương thơm trong mái tóc nâng lên. Một mặt kinh dị hét to lớn tiếng, cái này. Đây cũng quá thần kỳ đi. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành xoay người lại, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn, thế nào, Trác Phàm,
xảy ra chuyện gì sao? Ta lại đột phá, thần chiếu ngũ trọng cảnh, vẫn chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Không khỏi chấn động, Trác Phàm ngơ ngác giật mình một hồi, tiếp lấy liền một mặt kinh dị nhìn về phía Sở Khuynh Thành, thở dài, Khuynh Thành, người không linh thể chất quả nhiên danh bất hư truyền, thần trợ công a, mới xong tu một đêm, thì trợ phu quân lại đột phá. Tới tới tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lại đến xong tu. Gương mặt nhịn không được một đỏ, Sở Khuynh Thành hung hăng khoét hắn liếc một chút, mắng, giữa ban ngày, xong cái gì tu, cũng không sợ người chê cười. Chuyện cười cái gì, mình là xong tu, chuyện đứng đắn. Tới tới tới, ta đã chờ không nổi, xúc tiến phu thê thực lực thời điểm, thuận tiện xúc tiến tình cảm vợ chồng, ha ha ha. Trác Phàm một trận rực rỡ cười, sớm đã ngồi ở mép giường, lộ ra sắc sắc ánh mắt. Sở Khuynh Thành hơi hơi ngẩng đầu lên, lại là khóe miệng hơi vểnh, ỡm ở xuống tới đến bên giường. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ tiếp tục củi khô lửa mạnh, xong tu luyện công, từng trận gấp rút tiếng đập cửa đã là đột nhiên truyền vào bọn họ trong tai, đồng thời ngoài cửa một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên, khụ khụ khụ. Trác tông chủ a, người muốn là bình thường tu giả cũng coi như, lúc nào xong tu đều là chính ngươi sự tình. Nhưng là bây giờ ngươi là nhất tông chi chủ a, bạch nhật tuyên dâm cũng không phải cái thói quen tốt. Viên lão, lông mày nhíu lại, Trác Phàm kêu lên sợ hãi, Sở Khuynh Thành cũng là hai gò má một đỏ, biết hai người vừa mới đối thoại bị lão nhân này nghe qua, bất giác oán trách chừng Trác Phàm liếc một chút về sau, liền đuổi vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra, Sở Khuynh Thành đỏ phốc lấy khuôn mặt nhỏ, hướng viên lão hơi hơi cúi người hành lễ, Trác Phàm lại là một mặt tức giận đi tới, bất đắc dĩ nói, sư phụ, ta cho là ta làm tông chủ. Toàn tông ta lớn nhất, cũng không có cái kia đuôi mù đồ vật dám nghe ta phòng căn, liền không có bố trí kết giới. Làm sao ngài cao tuổi rồi, còn có loại này đặc thù đam mê đâu. Gương mặt nhìn không được co lại, viên lão rìa mép khẽ nhúc nhích, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân đi tới, lúc này ngồi tại một cái bàn trước nói, lão phu không có như thế nhất cả chứng yêu thích, chỉ là cố ý đến thông báo các ngươi một tiếng, các ngươi cái kia lên đường. Lên đường. Không khỏi sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, đều là một mặt kinh dị, riêng là Trác Phàm, càng là khó hiểu nói, mở cái gì trình. Ta mới vừa vặn lên làm tông chủ, liền muốn rời khỏi tông môn sao. Rìa mép bất giác run run, viên lão khẽ cười một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một khối ngọc giản, đưa lên, chính mình nhìn xem đi, chúc mừng hai vị, đi qua song long viện hai vị trí tôn cùng chư vị trưởng lão nhất trí hiệp thương. Các ngươi đều bị chọn làm song long viện đến tiếp xuống bồi dưỡng đệ tử. Đây chính là cái cơ hội tốt ra, 20-30 năm sau, các ngươi theo song long viện đi ra, đem xưa đâu bằng nay, trở thành Tây Châu cường giả chân chính. Khi đó, cũng là chúng ta Ma Sách Tông chính thức tiến vào Trung Tam Tông, bay lên thời điểm. Trong mắt tinh mang lóe lên, viên trong đôi mắt già nua tràn đầy kỳ vọng, Trác Phàm tại xem một phen ngọc giản về sau, lại là nhướng mày, lẩm bẩm nói, thế nào? Các tông danh sách nhân viên đều cùng một chỗ tuyên bố sao. Kiếm thần tông Ôn Đào, Tạ Thiên Thương, Ma Viêm tông Viêm Ma, Thái Thanh tông Diệp Lân, Vũ Thanh Thu đều ở nơi này. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Bất giác khẽ cười một tiếng, viên lão thản nhiên nói, những người này các ngươi tại song long hội lên đều quen biết, dù sao sau này hơn 20 năm bên trong, các ngươi muốn tướng ở vào cùng một chỗ, sớm biết, cũng sớm có cái chuẩn bị. Mặc kệ tại song long hội phía trên các ngươi có cái gì ân oán, nhưng sau này cùng một chỗ tu hành, sẽ phải hòa hợp ở chung, vậy đại khái cũng là song long viện ý tứ đi. Lạch cạch một tiếng, đem ngọc giản ném tới trên bàn, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cái kia Diệp Lân. Cuồng ngạo cực kỳ, cùng hắn hòa hợp ở chung mấy chục năm, hừ hừ. Cái kia Diệp Lân lão phu đã nghe qua, theo ngươi không sai biệt lắm, không phải lương thiện. Cho nên, ngươi cũng liền khắc khét bỏ hắn. Các ngươi hai cái cũng là tám lạng nửa cân mặt hàng. Bất giác khẽ cười một tiếng, viên lão phất phất ống tay áo, đứng dậy tốt, lập tức lên đường đi, thủy nhược hoa các đệ tử đã chuẩn bị tốt, thì chờ các ngươi. Nhanh như vậy, không khỏi giật mình, Trác Phàm kêu lên. Thật sâu liếc hắn một cái, viên lão không khỏi suy cười ra tiếng, lão phu biết ngươi tân hồn yến ngươi, không nhịn được nghĩ ba ba ba, nhưng là ngọc giản này đã phát đến lão phu trên tay thật lâu. Tông khác đệ tử đoán chừng sớm đã xuất phát, các ngươi lại không xuất phát thì không đuổi kịp, dù sao đến song long viện, có là địa phương để cho các ngươi ba ba ba. Ách!
hai gò má bất giác một đỏ, Sở Khuynh Thành ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, Trác Phàm cũng là không còn gì để nói mà nhìn xem lão nhân này. Lúc nào lão gia hỏa này như thế dâm đáng, há miệng ngậm miệng ba ba ba, không để ý chút nào lo người khác cảm thụ. Kết quả là, hai người đơn giản thu thập một chút, liền theo viên lão đi vào tông môn kết giới chỗ. Mà chỗ đó, sớm đã có ma sách tông tất cả cao tầng ở nơi đó tiễn đưa, đồng thời Lạc gia mọi người cũng chuẩn bị muốn trở về. Ông một tiếng, kết giới mở ra, Trác Phàm bọn người đi ra kết giới, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng tiến lên một bước, cung kính ôm một cái quyền, nghiêm túc nói, tông chủ yên tâm, tại tông chủ Song Long Viện bồi dưỡng trong lúc đó, tông môn hết thảy lớn nhỏ sự vật do ta chờ cùng Đại Cung Phụng chăm sóc, không có việc gì, tông chủ hết thảy an tâm cũng là. Mẹ nó, nói cái gì ngươi cùng Đại Cung Phụng cùng một chỗ chăm sóc? Rõ ràng là đem mình làm nhị cung phụng. Lão tử còn không cho ngươi nhóm sách vị đây, các ngươi ngã tự hiểu là rất, chính mình đem Thạch Cung Phụng đạp đến một bên, chính mình ngồi phía trên, quả nhiên dã tâm cũng không nhỏ. Bất quá tính toán, ai bảo các ngươi là người một nhà đây, nhị cung phụng quyền hạn không giao cho các ngươi giao cho người nào. Trong lòng bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm vỗ vỗ hai người bả vai, đạm mạc gật đầu, làm phiền, bất quá tông môn nếu có cái gì trọng đại sự vụ, hết thảy lấy Đại Cung Phụng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vâng. Trong lòng không khỏi nhất động, hai người ngầm hiểu. Trác Phàm ý tứ rất rõ ràng, tránh thức đại quyền giao cho Đại Cung Phụng, cảnh cáo bọn họ không thể vượt quyền. Biết Trác Phàm cùng Đại Cung Phụng quan hệ thân mật, hai người cũng liền thoải mái. Lúc này, viên lão trầm ngâm một trận, tiến lên dặn dò, Trác Phàm, người bây giờ đã là ma sách tông tông chủ, cùng còn lại bồi dưỡng đệ tử lại là khác biệt. Chờ Song Long Viện về sau, nhất định muốn lấy tông chủ chi lễ gặp hai vị chí tôn, chắc hẳn Song Long Viện cũng sẽ lấy tông chủ chi lễ đãi chi, cắt không thể giống thường ngày tùy tính, đây là lễ nghĩa. Ta minh bạch, Đại Cung Phụng yên tâm, mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc gật gật đầu. Viên lão gặp này, cũng là yên lòng gật đầu cười khẽ. Ngay sau đó, lại là một trận không gian ba động vang lên, tông môn kết giới đóng lại, Trác Phàm cùng Lạc gia mọi người cũng tất cả đều đi xa. Tiễn đưa tông môn cao tầng ai đi đường nấy, các tổ chức, chỉ có Đại Cung Phụng đứng tại kết giới miệng, khẽ vuốt chòm râu, tự lẩm bẩm, hy vọng hai vị chí tôn gặp tình hình này, có thể lý giải chúng ta ý tứ, biết khó mà lui đi. Đại Cung Phụng, hai vị chí tôn cái kia truyền tin trong ngọc giản ý tứ, rõ ràng cũng là hướng chúng ta muốn Trác Phàm người, chúng ta làm như thế, có thể hay không triệt để đắc tội hai vị chí tôn đại nhân. Chợt đến một đạo nhẹ tiếng vang lên. Khô Vinh Ngũ lão bên trong lưỡi trưởng lão chẳng biết lúc nào, xuất hiện sau lưng viên lão. Bất đắc dĩ lắc đầu, viên lão than nhẹ một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, không ngờ xuất hiện một đạo ngọc giản, đây là hai vị chí tôn đơn độc phát cho lão phu, hy vọng có thể tận tâm bồi dưỡng Trác Phàm cái này một kỳ tài, ý tất nhiên là muốn cùng chúng ta cướp người. Ai, nhưng bọn hắn coi trọng Trác Phàm, chúng ta sao lại không phải? Bây giờ, lão phu ra roi thúc ngựa viện Trác Phàm ngồi phía trên. Hai vị trí tôn thân là Tây Châu thủ lĩnh, cũng không thể kiên quyết nhà khác tông chủ trắng trợn cướp đoạt đi qua đi. Hy vọng Trác Phàm lấy tông chủ chi lễ thấy ở hai vị trí tôn về sau, bọn họ có thể minh bạch lão phu ý tứ, sau này đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Bằng không bọn hắn muốn thật dùng sức mạnh, chúng ta cũng không có cách nào. Ha ha ha, Đại Cung Phụng yên tâm, Song Long trí tôn cũng là có mặt mũi người, sẽ không như vậy dã man, nếu không dùng cái gì thống lĩnh Tây Châu quần hùng. Bất giác khẽ cười một tiếng, lưỡi trưởng lão Trần An nói, bây giờ Trác Phàm đã là ta tông tông chủ, chắc chắn, cho dù là hai vị kia tôn giả muốn người cũng không thể tránh được, Đại Cung Phụng chiêu này thật sự là cao minh. Chậm rãi khoát khoát tay, viên lão từ chối cho ý kiến, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Ngươi cũng đừng lấy lòng ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không mà nói, Trác Phàm dẫn người tấn công Huyền Thiên Tông lúc, chỉ cần lão phu sớm ra mặt. Lấy Đại Cung Phụng danh nghĩa hiệu lệnh tông môn cao tầng, Trác Phàm cái này một tạo phản tội danh cũng không thành lập, tự nhiên cũng không có đằng sau bức thoái vị. Thực kết quả là, Vô Nguyệt đứa nhỏ này mới thật sự là vật hy sinh. Vì bảo trụ Trác Phàm cái này một kỳ tài, bất đắc dĩ đến thừa cơ để hắn thoái vị, ai? Trong mắt tinh quang lấp lóe, Đại Cung Phụng lắc đầu, ánh mắt lộ ra thâm thúy ánh sáng. Nguyên lai cái này tất cả mọi thứ, đều tại Đại Cung Phụng mưu đồ bên trong. Thực tránh thức muốn bức Tả Vô Nguyệt thoái vị, là Đại Cung Phụng, mà cũng không phải là tình thế bắt buộc. Không biết cái này chân tướng bị Tả Vô Nguyệt cùng Trác Phàm biết,
bọn họ lại là loại nào cảm thụ. Hai cái khôn khéo tiểu tử, cuối cùng vẫn bị cái lão hồ ly này sử dụng, tuy nói lão hồ ly này làm ra hết thảy, đều là vì cái này cái tông môn tương lai. Phát truyền tin ngọc giản, con thỏ đã ra ổ, chuẩn bị động thủ đi. Một tòa núi cao đỉnh núi chỗ, Tà Vô Nguyệt nhìn xuống phía dưới hết thảy, nhìn lấy viên lão cái kia còng lưng lưng dần dần hướng về đi bóng người, không khỏi thở sâu, thở dài lên tiếng, sư phụ, là ngươi trước vứt bỏ đồ nhi, cũng đừng trách đồ nhi lần này hạ thủ không lưu tình. Thạch Cung Phụng ở một bên nhìn lấy, lộ ra xem thường nụ cười, tông chủ, vô độc bất trượng phu, đã ngài muốn cầm hồi ngài mất đi hết thảy, vậy cũng chớ giả bộ thành bộ này bất đắc dĩ chi tướng, quá dối trá. Dù nói thế nào, đây cũng là chính ngài ý tứ, ai cũng không có bức ngài hướng mình sư phụ ra tay a. Đúng vậy a, không có người bức ta, là chính ta đang buộc ta chính mình mà thôi. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo tinh quang, Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cắn môi, kiên định nói, bởi vì ta nhất định phải cầm lại ta chỗ mất đi tất cả mọi thứ, ai dám ngăn cản ta, ta đều chắc chắn đem hắn trừ rơi. Trác đại ca, chúng ta xin từ biệt, chờ ngươi nhàn rỗi về sau, nhất định muốn hồi Lạc Gia nhìn xem. Cha mẹ, ta cũng muốn trở về, chờ các ngươi lại gặp đến phiền toái gì, muốn làm khung lời nói, tuyệt đối đừng quên mình tiểu tam tử. Rời đi Ma Sách Tông, ba cỗ nhân mã, mỗi người tách rời. Lạc Vân Hải mang theo người Lạc Gia muốn về gia tộc, thuận tiện đem Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi hai nữ mang về, tiểu tam tử muốn về Vạn Thú Sơn Mạch, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành chờ nữ thì là muốn đi trước Song Long Viện bồi dưỡng. Tuy nhiên Trác Phàm khinh thường tiến đến, nhưng làm Ma Sách Tông tông chủ, hắn vẫn là muốn đi thực hiện hắn chức trách, dù sao tại Tây Châu một đoạn thời gian rất dài, Ma Sách Tông đều được dựa vào Song Long Viện bảo bọc. Hắn không thể không cấp mặt mũi. Nặng nề mà ôm một cái quyền, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh gật đầu, lần này đa tạ chư vị tương trợ, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Trác quản gia. Lệ Kinh Thiên, Cửu Viêm Hải chờ tất cả Lạc Gia mọi người, cùng nhau ôm quyền đáp, tiếp lấy liền tại Lạc Vân Hải chỉ huy phía dưới bay đi, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Sương Nhi cùng Vĩnh Ninh hai nữ nhìn về phía Trác Phàm, đầy mắt không muốn. Nhưng là lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, đều là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không hề nói gì, quay người đi. Tính toán, đã Trác Phàm đã cùng Khuynh Thành tỷ bạch thủ bất tương ly, các nàng làm sao cho nên lại đi quấy nhiễu hai người sinh hoạt đâu. Tựa như Khuynh Thành tỷ lúc trước chỗ nói, chỉ cần hắn hết thảy mạnh khỏe, vậy là tốt rồi. Nhìn lấy mọi người từng cái đi xa bóng lưng dần dần biến mất, Trác Phàm trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Kiếp trước hắn tuy nhiên là cao quý ma hoàng, nhưng là chết thì chết, không có ở thế gian lưu phía dưới bất kỳ vật gì. Nhưng là hiện tại, hắn bất quá nhất phàm giai người tu bình thường, cũng đã nắm giữ quá nhiều. Nghĩ tới đây, Trác Phàm ngửa đầu nhìn về phía không trung, khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo vui vẻ nụ cười. Sở Khuynh Thành gặp này, không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tiếp lấy tựa như cùng bị cảm nhiễm một dạng, cũng là lộ ra một đạo không hiểu mỉm cười. Giờ này khắc này, hai người trong lòng đúng là trước đó chưa từng có thỏa mãn. Một tháng sau, Lạc Vân Hải mang theo một đám cao thủ rốt cục trở lại Lạc Gia đại bản doanh, Hắc Phong Sơn. So với lúc trước kéo ra ngoài tất cả chiến lực, lần này trở về lại có thể nói là tổn thất nặng nề, 1/3 chiến lực bị hao tổn, còn lại 2/3 cũng là trọng thương rất nhiều. Vừa thấy như thế chẳng diện, một mực bởi vì Lạc Vân Hải tự tiện hành động mà khẩn trương vạn phần Lạc Minh cao tầng lại là bỗng dưng giật nảy cả mình. Thân là liên minh trưởng lão Mỗ Mỗ, đầu tiên đứng ra, chất vấn, Lạc gia chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, người đem Lạc Minh tất cả chiến lực đều mang đi ra ngoài, làm sao trở về thì bộ này đức hạnh, thương vong thảm trọng a. Đúng vậy a, người cái này cần cho chúng ta nói rõ, dù sao chúng ta thế nhưng là đem tất cả người ta làm đều ném đến Lạc Minh, coi như ngươi là Lạc Minh minh chủ, nhưng không rên một tiếng thì mang tất cả gia sản ra ngoài liều mạng, bồi tính toán người nào. Tạ Khiếu Phong cũng là vội vã tiến lên, một trận quở trách. Chậm rãi khoát khoát tay, Long Giật Phi ngược lại là rất bình tĩnh, bất quá nhìn hắn trên trán cái kia mảnh ẩm ướt, liền đã minh bạch, hắn lúc trước cũng là một bộ lo lắng bộ dáng, chỉ có nhìn đến cái này chiến lực chưa toàn quân bị diệt, mới bình tĩnh xuống tới, mọi người không nên gấp, bây giờ Lạc Minh phát triển hưng thịnh, đã thẩm thấu xung quanh mấy chục tiểu quốc, thực lực chúng ta cũng đang không ngừng tăng cường, vốn là Lạc gia cái này băng cột đầu tốt. Chúng ta không thể bởi vì Lạc gia chủ một lần sơ hở, thì nắm lấy không thả,
tối thiểu nhất lần này cũng không có liều sạch nha, so với chúng ta trước kia mỗi người vì trận phải tốt hơn nhiều. Long các chủ, đa tạ, không hổ là chúng ta trước kia cái thứ nhất hợp tác gia tộc, như vậy tin mặc chúng ta, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Lạc Vân Hải nhìn về phía Long Giật Phi luôn miệng nói tạ. Hơi hơi gật gật đầu, Long Giật Phi nhẹ nhàng sờ sờ khóe miệng hai liếc rìa mép, nói tiếp, Lạc gia chủ khách khí, chỉ là ngài lần này lớn như vậy cử động, thậm chí ngay cả thông báo đều không cho chúng ta biết một tiếng, trở về có phải hay không cái kia thật tốt giải thích một chút. Bọn người người nghe, cũng là liên tục không ngừng gật đầu, hung hăng chừng lấy Lạc Vân Hải, chờ hắn thuyết pháp. Xin lỗi, chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp cùng các vị thương thảo thì xuất binh, đây là ta khuyết điểm, thực sự tình là như vậy. Thật sâu hít một hơi, Lạc Vân Hải nhìn về phía mọi người, đem tiền căn hậu quả êm tai nói. Chờ tất cả mọi chuyện đều rõ ràng về sau, mọi người toàn đều khẽ gật đầu giải hết thảy, thế nhưng là đúng lúc này, một đạo hừ nhẹ lại là đột nhiên vang lên, hừ, vì một cái gia tộc trước quản gia, thì hưng sư động chúng như vậy, hãm Lạc Minh tại nguy hiểm chi cảnh, đây không phải đem chúng ta tất cả gia tộc lợi ích đều làm trò đùa à. Lúc trước chúng ta Lý gia thêm vào Lạc Minh, cũng không biết đây là một cái như thế ấu trí tổ chức. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn qua, lại chính gặp đó là một cái nam nhân râu quai nón, trong đôi mắt tràn đầy ngạo khí. Lý gia chủ, các ngươi Lý gia tại Vân Sơn nước tuy nhiên có chút danh vọng, nhưng không có đạt đến có thể tại Lạc Minh kêu gào cấp độ, hừ. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Long Giật Phi liếc mắt liếc một cái hắn, lạnh lùng nói, hạt vừng quốc gia xuất gia tộc, quả nhiên không quen mặt. Ngươi nói cái gì, người kia giận dữ, hét lớn, Long Giật Phi, cái này Lạc Minh thành lập không đến 5 năm. Coi như ngươi là nơi này tư cách già nhất trưởng lão một trong, cũng không có so với chúng ta những thứ này mới lên cấp gia tộc lão bao nhiêu. Tại Lạc Minh đầu nhập binh lực tư nguyên, cũng có chúng ta phần, minh chủ một mình xuất binh, chẳng lẽ chúng ta không nên hỏi đến sao? Cười lạnh, Long Giật Phi sâu xa nói, đương nhiên, chúng ta đây không phải ngay tại hỏi đến A, thế nhưng là hỏi đến kết quả lại là, minh chủ như thế cách làm, chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên. Vì một cái lúc trước gia nô. Đúng, chính là vì một cái lúc trước quản gia, Lạc Minh vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều là đáng giá. Khẽ cười một tiếng, Long Giật Phi một mặt khinh thường bĩu môi, quốc gia nhỏ bé gia tộc, tự nhiên không biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi. Trác Phàm người này, giá trị tuyệt đối cho chúng ta ở trên người hắn dốc hết vốn liếng. Người cũng đã biết, Lạc Minh bao quát cái này thiên vũ đế quốc quyền sở hữu thế, đều là hắn một người đánh xuống. Không có hắn, thì không có hiện tại uy chấn xung quanh bang Lạc Minh. Lúc trước ta cùng hắn một tờ kết minh, bây giờ trở thành quản lý mấy chục quốc gia buôn bán Lạc Minh ban đầu đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn người. Mà bây giờ hắn cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta cầu còn không được, bởi vì lúc này báo thế nhưng là rất cao. Huống hồ, người vừa mới không nghe thấy à, hắn hiện tại đã là Ma Sách Tông tông chủ. Sau này có Tây Châu Chín Tông một trong chỗ dựa. Chúng ta Lạc Minh phát triển lại đều sẽ như thế nào cấp tốc, người biết không? Ách! Trong lòng bất giác trì trệ, người kia mi đầu khẽ run, trong lòng trầm ngâm, đã là có chút lui e sợ, nhưng vẫn là nói, thế nhưng là đây cũng quá mạo hiểm, vạn nhất hắn thất bại, chúng ta chẳng phải mất hết vốn liếng. Không có khả năng thất bại. Không khỏi suy cười một tiếng, Long Giật Phi một mặt tự tin, tiểu tử kia làm việc cẩn thận rất, đã làm, thì nhất định sẽ thành công, ta quá giải hắn. Ha ha ha. Nghe lấy cái này rong chơi tiếng cười to thật lâu bồi hồi tại bên tai, người kia trầm ngâm một chút, lại là không phản bác được, không cần phải nhiều lời nữa. Thế nhưng là Lạc Vân Hải lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, Long các chủ, tuy nhiên ngươi là thương nhân xuất thân, cái kia phiên ngôn luận cũng không tệ, nhưng lại tha thứ tại hạ không dám gật bừa. Kít. Bất giác trì trệ, Long Giật Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lại chính gặp Lạc Vân Hải một mặt vẻ chính trọng. Ta Lạc gia chính là nhân nghĩa nhà, Lạc Minh cũng là nhân nghĩa chi sư. Phàm là tiến vào ta Lạc Minh người, mỗi người ta đều coi hắn là người nhà đối đãi. Người nhà gặp nạn, ta ổn thỏa xông pha khói lửa, không chối từ. Thật sâu nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người, Lạc Vân Hải nói năng có khí phách, hôm nay ta xuất Lạc Minh tất cả chiến lực tiến đến viện trợ Trác đại ca. Không phải là bởi vì hắn lớn bao nhiêu tiềm lực có thể trở về báo, mà là bởi vì hắn là ta đại ca, cứu vớt chúng ta Lạc gia, một tay thành lập Lạc Minh nam nhân.
không có hắn, thì không có chúng ta hôm nay. Đối đãi người nhà, cũng muốn tính toán chi ly sao? Coi như hôm nay hắn cho dù phế, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, ta Lạc Minh cũng đem hết toàn lực chống đỡ hắn, đây là ta Lạc Minh đạo nghĩa chỗ. Nếu là các vị cùng ta Lạc gia lý niệm không gặp nhau, một vị tính được mất, cái kia kính thỉnh lui ra liền tốt, ta Lạc Vân Hải tuyệt không ép ở lại. Lời nói xong, Lạc Vân Hải hất lên ống tay áo uy phong lẫm lẫm rời đi, chỉ để lại một đám lão gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt hiện hổ thẹn cúi thấp đầu. Ai, cái này tiểu gia chủ, thật sự là Trác Phàm tiểu tử kia mang theo tới sao? Tiểu tử kia so đo, thế nhưng là mỗi cái châm đều tính toán ở bên trong a, nhưng là cái này tiểu gia chủ. Ha ha ha, Trác Phàm, người quả nhiên là cho Lạc gia lưu lại rất đại không gian phát triển a. Thật sâu nhìn về phía Lạc Vân Hải dần dần đi xa bóng người, Long Giật Phi bọn người lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra vui vẻ nụ cười. Trên đời không có việc gì, có thể so sánh ngộ lên một cái nặng như thế nghĩa lão đại, càng tốt hơn. Trở lại Lạc gia đại sảnh, Lạc Vân Hải còn chưa ngồi xuống, Lạc Vân Thường sớm đã vội vã đi tới, mắng to, Vân Hải, người đến tột cùng đem người đều mang đi nơi nào. Người có biết hay không? Mấy ngày nay những cái kia Lạc Minh trưởng lão đều nhanh đem chúng ta cánh cửa đạp hỏng, giống như chúng ta quyển bọn họ bao nhiêu người giống như. Tỷ, người yên tâm, không có tổn thất bao nhiêu. Bất giác rực rỡ cười một tiếng, Lạc Vân Hải vừa muốn giải thích, cười to một tiếng lại là nhất thời từ bên ngoài vang lên, ha ha ha. Đại tiểu thư, làm cho gia chủ không để ý đại cục, đem hết toàn lực xuất binh, trên đời này đoán chừng chỉ có một người đi. Hai người khẽ giật mình. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một cái lão đầu thảnh thơi đi tới, lại chính là thần toán tử Lãnh Vô Thường là. Lãnh tiên sinh, ngươi nói là, không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Thường tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lãnh Vô Thường mỉm cười gật đầu, Lạc Vân Thường liền lập tức nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, Lãnh tiên sinh hắn nói thế nhưng là thật. Ngươi nhìn thấy hắn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Lạc Vân Hải thở dài một tiếng, liền đem sự tình chân tướng lại giảng một lần. Sau khi nghe xong sau đó, Lạc Vân Thường thần sắc một suy, thì thào lên tiếng, thì ra là thế, hắn đã cùng Sở Lâu chủ. Nói, liền đỏ bừng hai mắt rời đi nơi này, Lạc Vân Hải muốn lên trước an ủi, cũng là bị Lãnh Vô Thường khoát tay chặn lại ngăn cản, gia chủ, đại tiểu thư bây giờ nghĩ yên tĩnh, ngươi thì đừng quấy rầy hắn. Ngược lại là Trác quản gia, lão phu lo lắng hắn gặp nạn a. Thế nào, Lãnh tiên sinh ngươi cái này là ý gì? Không khỏi giật mình, Lạc Vân Hải vội vàng nói. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Lãnh Vô Thường thở dài một tiếng, ôn nhu hương, mộ anh hùng, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Trác quản gia cùng Sở Lâu chủ kết thành vợ chồng, tuy là chuyện tốt, nhưng cũng để cho lòng hắn mềm rất nhiều. Giống Tả Vô Nguyệt, Tuyên Tông chủ dạng này người không thể tới lúc trừ bỏ, hoặc tiến hành hạn chế, cuối cùng rồi sẽ cho mình đưa tới họa sát thân a. Điểm này, Trác quản gia chưa hẳn không biết. Chỉ là hắn hiện tại cả trái tim đều đặt ở Sở Lâu chủ trên thân, chắc là tình nguyện chính mình gánh chịu cái này mạo hiểm. Trong mắt nhịn không được co lại, Lạc Vân Hải mi đầu lắc một cái, song quyền chăm chú nắm lại tới. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió lên, từng đạo lưu quang xẹt qua, ở một tòa ồn ào tiểu trấn trước, bốn bóng người nhất thời từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Thả mắt nhìn đi, lại chính là Trác Phàm, Sở Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi tứ nữ. Đi qua một tháng lên đường, bốn người tiến về Song Long Viện cũng được tiến hơn phân nửa lộ trình. A, à, một đường lên đều là dã ngoại hoang vu, khó được nơi này lại có một cái như thế phồn hoa tiểu trấn, chúng ta vừa vặn tiến đi nghỉ đi chân, nghỉ ngơi một ngày như thế nào? Trác Phàm nhất chỉ tiểu trấn, đề nghị. Hơi hơi gật gật đầu, chúng nữ đều là cười khẽ hẳn là, Đan Nhi càng là một mặt cười xấu xa xem Trác Phàm liếc một chút. Hì hì nói, Trác đại ca, một đường lên dã ngoại hoang vu không tiện a, tối nay đoán chừng ngươi cùng Khuynh Thành tỷ muốn tiểu biệt thắng tân hôn. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám nói. Hai gò má bất giác một đỏ, Sở Khuynh Thành giận dữ chừng nàng liếc một chút, hung hăng đập nàng cánh tay một chút, Trác Phàm lại là không chút phật lòng, cười to lên, ha ha ha. Đan Nhi, ngươi nhà đầu này thật khéo hiểu lòng người a, đã mọi người đều biết ta kế hoạch, vậy tối nay chúng ta thì tự thân bận bịu a. Ai cũng đừng quấy rầy ai. Ngươi cũng cùng với nàng cùng một chỗ hồ nháo. Hai gò má bất giác đỏ đến càng sâu, Sở Khuynh Thành hung hăng khoét hắn liếc một chút, lại là ngượng ngùng cúi đầu.
Trác Phàm tà dị cười một tiếng, chẳng hề để ý, dẫn đầu sải bước đi vào trong, đi, chúng ta trước tìm một nhà trà quán nghỉ ngơi. Thật sâu nhìn hắn cái kia đạp lên nhẹ nhàng cước bộ bóng lưng liếc một chút, chúng nữ liếc nhìn nhau, đều là vui vẻ cười cười, theo tiến lên. Tự Thành cưới về sau, Trác Phàm tính tình biến rất nhiều a, chí ít không còn như trước kia một dạng băng lãnh. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, Thủy Nhược Hoa đạm mạc lên tiếng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, nhìn hắn hiện tại cả người sức sống tỏa sáng, trong lòng đã không còn bất luận cái gì gánh vác bộ dáng, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý, chỉ là không biết. Đây là hắn muốn kết quả sao? Mặc kệ hắn trước kia muốn là cái gì, nhưng chung quy hiện tại hắn chỉ muốn ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, Thủy Nhược Hoa nói khẽ. Đan Nhi cũng là bỗng dưng lại gần. Hì hì cười một tiếng, đúng vậy a, dù sao hắn như bây giờ rất tốt, không giống như trước một dạng dữ dằn. Hoặc là nói nữ nhân cải biến nam nhân đâu, Khuynh Thành tỷ, người châu bỏ nhất. Không khỏi cười một tiếng, lắc đầu, Sở Khuynh Thành thật sâu hít một hơi, nhìn hai nữ liếc một chút, lại nhìn về phía Trác Phàm cái kia một bộ thảnh thơi vui sướng bộ dáng, trong lòng cũng là để xuống quanh quẩn trong lòng thật lâu bao phục. Vốn là nàng cảm thấy mình tồn tại. Có phải hay không tại làm hao mòn nam nhân này ý chí, nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, hắn lại có cái gì trọng yếu đâu. Khuynh Thành, chúng ta ngay tại căn này trà lâu nghỉ ngơi đi. Đột nhiên, Trác Phàm tại một gian 10 phần hoa lệ trà lâu bên cạnh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành bọn người, ít có lộ ra ánh sáng mặt trời giống như nụ cười. Mỉm cười, Sở Khuynh Thành thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng bỗng dưng phát lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, bình tĩnh gật đầu một cái, liền theo hai nữ cùng Trác Phàm cùng đi vào. Đi vào một chương trước bàn ngồi xuống, lập tức liền có tiểu nhị ân cần chiêu đãi, cho bốn người đầu dâng trà thơm, bốn phía là khách nhân ồn ào tiếng ồn ào. Cảm thụ lấy loại này phố phường ồn ào, Trác Phàm dương mắt nhìn Sở Khuynh Thành cái kia nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt liếc một chút, khẽ nhắm hai con ngươi, đúng là có loại khó được bình tĩnh cảm giác. Đây chính là thường người sinh sống a, so với những cái kia ngươi lừa ta gạt, chém chém giết giết thời gian muốn nhẹ nhõm nhiều. Há, đúng, Khuynh Thành tỷ, chúng ta lần này tiến về Song Long Viện, đến tột cùng là tính toán Huyền Thiên Tông, vẫn là Ma Sách Tông a. Hẳn là Ma Sách Tông a, dù sao chúng ta tính toán Huyền Thiên Tông phản đồ, đã bị tông môn xóa tên. Đan Nhi hét lớn một tiếng, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, liền hỏi ra. Sở Khuynh Thành vẫn chưa trả lời, Thủy Nhược Hoa đã cười khổ một tiếng nói. Trừng mắt hạnh, Đan Nhi không hiểu, thế nhưng là chúng ta là chính đạo tu giả, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải nhập ma đạo sao? Thế nhưng là chúng ta lại không tu hành qua ma đạo công pháp. Đồ đần, từ khi phản tông một khắc kia trở đi, chúng ta sớm đã bị chính đạo xóa tên. Mặc kệ chúng ta có hay không nhập ma, đều tính toán ma đạo. À, đây cũng quá tùy tiện đi. Ngươi cho rằng đây chính là chính đạo, mảy may quy củ cũng không thể phá, nếu không cũng là dị loại. Đan Nhi cùng Thủy Nhược Hoa hai nữ kỳ cha cha thảo luận chính ma phân chia, Trác Phàm lại là một mực nhắm chặt hai mắt, thỉnh thoảng đưa tay nhẹ túm một miệng trà thơm, khoan thai cười. Chính ma, thiên hạ lại có ai có thể chân chính phân rõ, như thế nào chính, như thế nào ma đâu. Chỉ là mọi người chính mình sở định a. Cuối cùng vẫn Viên lão nói đúng. Chính ma trăm sông đổ về một biển, còn không đều là thiên địa đại đạo bên trong nhất hoàn à, ha ha ha. Chỉ có người ngu, mới có thể đi cãi chảy cãi cối chính ma phân chia, xa vào bên trong, khó thành đại đạo. Ngu ngốc, đần độn. Cửu u. Chợt, Trác Phàm khẽ cau mày, tựa hồ nghe được có người đang kêu lấy cửu u tên, muốn tính mắt nhìn đi, lại là đột nhiên phát hiện, mình lúc này giờ phút này đúng là toàn thân bất lực, liền ánh mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể im ắng hò hét, người nào, người biết cửu u ma đế tục danh. Cửu u, chúng ta đang chờ ngươi, ngươi nhất định muốn trở về, được thành đại đạo sau trở về. Người nào? Bỗng nhiên, Trác Phàm mở hai mắt ra, hét lớn lên tiếng, đầu đầy đều là mồ hôi, lại là chợt sững sờ, nhìn về phía chung quanh. Chỉ thấy lúc này, Sở Khuynh Thành chờ nữ đều một mặt lo âu nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị. Trác Phàm. Ngươi làm sao? Ta làm sao? Nhíu mày, Trác Phàm cũng là không rõ ràng cho lắm, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, chỉ có một quả trái tim tại bịch bịch nhảy lên,
nhanh chóng mà vội vàng. Chậm rãi xoa trái tim, Trác Phàm trong lòng ngưng trọng, dường như ngay tại vừa mới, lòng hắn phía trên lại nhiều một phần chịu nặng đồ vật, không biết là cái gì. Xuất ra khăn thơm tại Trác Phàm cái chán chà chà, Sở Khuynh Thành đầy mắt thần sắc lo lắng, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, vừa mới ngươi ngủ, gọi thế nào đều gọi không dậy, đều nhanh một canh giờ. Cái gì, ta vậy mà ngủ say một canh giờ? Không khỏi giật mình, Trác Phàm trong lòng hoảng sợ, lấy hắn cái này cẩn thận tính tình, làm sao có thể nặng ngủ không tỉnh, đây không phải lấy chính mình mệnh đùa giỡn hay sao? Đồng thời, trong đầu hắn cũng đang hồi tưởng lấy vừa mới cái kia từng tiếng kêu gọi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tựa hồ đem hắn đưa đến một lĩnh vực khác đồng dạng, vậy đại khái cũng là hắn không cách nào hoàn hồn nguyên nhân. Đúng lúc này, Đan Nhi thật sâu liếc hắn một cái, hai mắt trâu loạn chuyển, lại là đùa cười ra tiếng, khiêu mi nói, Trác đại ca, gần nhất quá vất vả, thận hư đi. Nhất thời một cái liếc mắt Nhi lật qua, Trác Phàm thật nghĩ một cái đem tiểu nha đầu này miệng xé nát, lão tử như thế cường hãn một người, làm sao có thể dễ dàng như vậy thận hư. Mà lại, nha đầu này tuổi còn nhỏ, với ai không học tốt, học thận hư cái từ này. Sở Khuynh Thành nghe xong cũng là một mặt đại quính, hung hăng khoét nàng liếc một chút, đầy mặt đỏ bừng. Thủy Nhược Hoa càng là hung hăng tại nàng đầu vai nắm một chút, một mặt nộ khí mà nhìn xem nàng, tiểu nha đầu phiến tử, đến tột cùng với ai học được hạ lưu như vậy. Chờ một chút. Thế mà, còn không đợi Thủy Nhược Hoa tiếp tục mắng to, Trác Phàm dĩ nhiên đã chợt khoát tay trưởng, giống to lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đan Nhi gặp này, bất giác hai mắt tỏa sáng, tiến đến trước mặt trêu đùa, thế nào, người thật thận hư. Im miệng, hung hăng chừng nàng liếc một chút, Trác Phàm ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt híp lại, thì thào lên tiếng, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác, cái chấn nhỏ này đột nhiên biến đến quạnh quẽ sao? Thân thể bất giác chấn động, ba nữ quay đầu nhìn qua, lại là mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong tử lâu ồn ào tiếng người không có, tất cả mọi người không thấy, thậm chí ngay cả điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều biến mất tung ảnh. Mà tại ngoại môn, vừa mới còn một mảnh rộn ràng đám người, hiện tại đồng dạng không thấy bóng dáng, điều hưu gió mát thổi lất phất trên đường bụi đất, ngăn không được đánh lấy xoáy, không nói ra thê lương. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Sở Khuynh Thành cũng là một trái tim nhấc lên, ngưng trọng nói, đúng vậy a, một cái chấn đột nhiên hư không, quá kỳ quặc, thì như lần trước viêm ma xuất hiện lúc một dạng. Cái gì, lại là viêm ma? Hai nữ nghe xong, quá sợ hãi. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng trầm hơn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, lần này so với lần trước còn hỏng bét. Lần trước viêm ma là buổi tối động thủ, ngẫu nhiên gặp gỡ. Nhưng bây giờ là dưới ban ngày ban mặt, tất cả mọi người liền tất cả đều kỳ quặc biến mất. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chút, cái này mẹ hắn cũng là một bẫy dập. Vừa dứt lời, hô một tiếng cuồng phong nổ vang, một cỗ trước đó chưa từng có uy áp mạnh mẽ hung hăng hướng đỉnh đầu bọn họ đè xuống. Răng rắc, gian kia hoa lệ trà lâu, theo lầu giường cột bắt đầu, đang không ngừng vỡ vụn cắt ra, từng đạo mảnh gỗ vụn giống như mưa giống như tại đùng đùng, sao không dứt hướng hạ lạc lấy. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, lôi kéo ba nữ liền vội gấp hướng ra phía ngoài chạy đi, cẩn thận. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra, toàn bộ trà lâu, hơn 10 trượng cao, lại là trong chớp mắt bị san thành bình địa, cuồn cuộn huyên náo bay cuộn trên không, hình thành một cỗ cường hãn thổ long quyển. Chờ cái kia khói bụi tán đi, thu vào mọi người tầm mắt, lại là cái kia đầy đất mảnh vụn. Còn có trên mặt đất in cái kia rộng mấy chục trượng cự đại thủ ấn. Mà tại trà lâu phía trên không trung chỗ, một cái đầu đầy đều là lão giả tóc bạc, chính là một mặt lạnh lùng nhìn về phía dưới, phát ra trận trận cười lạnh, hừ hừ hừ. Không hổ là tại Song Long hội phía trên một lần hành động đoạt giải nhất, Tây Châu khiến người chú mục nhất ma đạo nhân tài mới xuất hiện, thân thủ quả nhiên đến, vậy mà sớm phát giác lão phu một trưởng này, tránh thoát đi. Ngươi là ai? Dám ám toán lão tử. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm lôi kéo Sở Khuynh Thành ba nữ đứng dậy, trên mặt một trận lạnh lùng, nhưng là trong lòng lại là không khỏi gấp lên, bởi vì lúc trước một trưởng kia chỉ uy dưới, hắn đã nhìn ra lão giả này thực lực, tuyệt không phải hóa hư cao thủ có thể so sánh, mà là chân chính. Dung hồn cảnh cường giả. Mà dạng này cao thủ, Hạ Tam Tông hiển nhiên là không có một cái nào tông môn có thể phái ra, như vậy đối phương địa vị. Liền để hắn một trái tim nhịn không được chìm xuống.
Bố hạ lớn như vậy một cái bẫy dập, không có khả năng đối phương chỉ có một người tới a, như vậy chung quanh nơi này có phải hay không đã không có đường có thể trốn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm song quyền liền nhìn không được chăm chú nắm lại đến, trong đầu bắt đầu cực nhanh nghĩ đến đối sách. Ha ha ha, Trác Phàm, chúng ta lại gặp mặt, bất quá lần này, người cái này ma đạo tiêu tiểu thế nhưng là mọc cánh khó thoát. Chợt, một đạo quen thuộc quát kêu âm thanh vang lên. Trác Phàm nghe đến, bất giác trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn lớn nhất không nghĩ tới, cũng lo lắng nhất đụng tới kẻ thù, cuối cùng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Triệu Đức Trụ. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm chậm rãi quay đầu, lại chính là nhìn đến tấm kia làm cho người chán ghét khuôn mặt, Sở Khuynh Thành bọn người cũng là cả kinh, sắc mặt theo ngưng trọng xuống tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, mỗi lần xuất thủ phục kích bọn họ, đúng là ban đầu Thượng Tam Tông Chi Mạt, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Khó trách bọn hắn hội tùy tiện xuất động dung hồn cảnh cao thủ, lấy Thượng Tam Tông nội tình, thật có thực lực này. Nghênh ngang đi lên phía trước, đằng sau theo mấy chục cái tản ra cường hãn khí tức hóa hư cao thủ, Triệu Đức Trụ không khỏi tà cười một tiếng nói, thế nào Trác Phàm, không nghĩ tới chúng ta hội ở chỗ này chờ các ngươi đi. Đúng vậy a, xác thực không nghĩ tới. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm sắc mặt lạnh lùng, thăm thẳm lên tiếng, ta biết ta gây không ít kẻ thù, nhưng là gần đây hội đụng tới, vạn vạn không nghĩ đến sẽ là các ngươi. Vốn là theo lý thuyết, hận chúng ta nhất là Huyền Thiên Tông. Nhưng hiện tại bọn hắn đã bị ta đánh cho tàn phế, không có năng lực này trả thù, kế tiếp là Thạch Cung Phụng bọn họ, nhưng có Đại Cung Phụng nhìn lấy, bọn họ không có khả năng tùy tiện rời đi tông môn đánh lén chúng ta, ngay sau đó, hẳn là Thiên Hành Tông, bất quá một cái Trung Tam Tông Chi Mạt, tức liền hành động, ta vẫn là có biện pháp ứng đối. Nhưng chính là không nghĩ tới, lần này trên đường gặp phải, sẽ là các ngươi Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Ha ha ha, theo lý thuyết. Chúng ta xuất phát thời gian cùng đường đi đều là lâm thời quyết định, người tông cùng ta Ma Sách Tông cách nhau rất xa, bình thường lại không có liên hệ, sao sẽ như thế rõ ràng chúng ta hàng đường. Chỉ có thể là đến một lần các ngươi đã sớm chuẩn bị, ở đây phục kích, thứ hai, tại Ma Sách Tông bên trong, có trong các ngươi nên. Thế nhưng là ta cùng tông môn những tên kia trở mặt, cũng là gần nhất sự tình, các ngươi lúc nào cấu kết lại đâu. Mi đầu thật sâu nhíu lại, Trác Phàm trầm ngâm một chút. Cuối cùng nghĩ đến cái gì, bật cười ra tiếng, đúng, Song Long Hội, Lục Hạt, Thạch Cung Phụng, các ngươi vào lúc đó thì lui người cùng sở thích đi. Trong lòng bất giác run lên, Triệu Đức Trụ thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là đột nhiên cười to lên, ha ha ha. Người người đều nói người gian trá giảo hoạt, khó đối phó, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Giống ngươi như vậy ma đầu, nếu là không sớm làm trừ bỏ lời nói, sớm muộn là thiên hạ đại hại. Hôm nay ta Thiên Địa Chính Nghĩa Tông liền muốn trảm yêu trừ ma, thế thiên hành đạo. Ai, tính sai tính sai. Ba ba vỗ đầu một cái, Trác Phàm tựa hồ hoàn toàn không có nghe Triệu Đức Trụ nói nhảm, mà chính là một trận ảo não, thở dài lên tiếng, thoạt đầu ta đối cái này Ma Sách Tông thật là quá không lên tâm, không giống kinh doanh lạc gia như thế, thận trọng từng bước. Nhiều như vậy tai họa ngầm, đều chí chi không để ý. Vốn là nghĩ đến làm xong vụ này thì hồi lạc gia. Không tại vị không mưu chính nha. Nhưng ai biết, cuối cùng cái này ân oán vẫn là muốn chính mình đến giải quyết. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm nhất chỉ Sở Khuynh Thành các nàng, nhìn về phía Triệu Đức Trụ, nghiêm túc nói, lão huynh, người muốn trừ ma vệ đạo, tìm ta liền tốt, các nàng đều là chính đạo tông môn, có thể cho các nàng rời đi trước đi. Trong lòng bất giác siết chặt, Sở Khuynh Thành nắm thật chặt Trác Phàm tay, trong mắt một mảnh chân thành tha thiết, hơi hơi lắc lắc đầu, Thủy Nhược Hoa. Đan Nhi hai nữ cũng là đầy mắt kiên định, thể sống chết không rời biểu lộ, nhưng Trác Phàm lại căn bản không nhìn các nàng liếc một chút, chỉ là chăm chú nhìn Triệu Đức Trụ không thả, sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Hừ hừ hừ, theo người cái này đại ma đầu pha trộn cùng một chỗ người, đâu còn có hạng người lương thiện, toàn mẹ hắn là ma đạo, đều muốn chết không có chỗ chôn. Hiu, Triệu Đức Trụ cười lạnh, điên cuồng kêu gào, thế nhưng là không đợi hắn nói xong. Một đạo vô hình ba động đã là đột nhiên hướng hắn mặt phóng tới. Thân thể bất giác lắc một cái, Triệu Đức Trụ trong lòng cả kinh, vô ý thức đầu lệch ra, tránh thoát đi. Bạch! Cái kia đạo vô hình ba động theo hắn bên mặt xẹt qua, mạnh đại không gian chấn động, đâm thẳng đến hắn mỗi cái lông tơ đều thấu xương đau đớn. Thế nhưng là tiếp đó, nhưng nghe từng tiếng kêu gào vang lên, phía sau hắn đã là một mảnh huyết ảnh bay tán loạn, ba năm tên hóa hư cao thủ,
chỉ là trong chớp mắt liền tất cả đều không có đầu, lắc lắc thân thể, ngã xuống. Chỉ có bọn họ thần hồn, không ra một lát, theo bọn họ cái kia trong nhục thể bay ra, nhìn lấy mình bị hủy đi thân thể, một trận phẫn nộ kêu gào. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không? Trác Phàm, gương mặt nhìn không được co lại, Triệu Đức Trụ trong lòng giận dữ, kéo lớn gan hô lên âm thanh. Hắn thực sự không nghĩ tới, Trác Phàm lại tàn nhẫn như vậy quả quyết, không nói hai lời thì động thủ, nhất thời liền xử lý hắn 4-5 cái huynh đệ, liền hắn cũng thiếu chút tại chỗ đi tiên phong, cái này khiến hắn một cái gương mặt không có vị trí đặt. Ngay tại lúc hắn quay đầu trợn mắt hướng Trác Phàm lúc, Trác Phàm lại sớm đã kéo một phát Sở Khuynh Thành chờ nữ tay ngọc, tuyển chuẩn một cái phương hướng, 10 phần thoải mái vắt chân lên cổ mà chạy, căn bản sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Không nhìn, trần trụi không nhìn. Triệu Đức Trụ tức giận đến toàn thân run rẩy, nộ hống lên tiếng, người tới, mở kết giới. Vâng. Hét lớn một tiếng, bốn phía đột nhiên như sóng biển đồng dạng hiện ra vô hình gợn sóng, bốn phương tám hướng đều như một cái lưới lớn một dạng, đem chọn cái thôn trấn bao phủ ở bên trong. Mà tại chung quanh nơi này bên bờ phía trên, Trác Phàm bọn họ có thể thấy rõ, có tới hơn 500 hóa hư cao thủ, chính khoanh chân tại đất, trong tay bấm niệm pháp quyết, duy trì lấy kết giới lực lượng. Mí mắt nhìn không được run run, Thủy Nhược Hoa bất giác kinh hãi, 500 hóa hư cường giả xuất động, không hổ là thiên địa chính nghĩa tông, có thể xuất ra chiến lực như vậy, cái này nhưng là tương đương với hạ tam tông toàn tông chiến lực a. Hừ hừ, cho nên ta mới nói, gặp phải thiên địa chính nghĩa tông là lớn nhất phiền phức lớn. Trừ chấn tông cao thủ một tấc cũng không rời tông môn bên ngoài, bọn họ tùy tiện phái ra chiến lực, đều có thể tùy tiện nghiền ép hạ tam tông bất kỳ một cái nào tông môn. Chúng ta bốn người hiện tại, quả nhiên là cùng đối mặt cả cái tông môn chiến lực truy sát không khác. Trong mắt hung hăng ngưng tụ, Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi, song quyền bất giác hung hăng nắm lại, trên đầu đã là chảy ra tỉ mỉ mồ hôi. Đan Nhi nghe đến, trên mặt một trận sợ hãi, cái kia Trác đại ca, ta. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Yên tâm đi, có ca tại, các ngươi nhất định không có việc gì. Khóe miệng tận lực xẹt qua một đạo an tâm nụ cười, Trác Phàm trong mắt chừng một cái, phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng thoáng hiện, hét lớn lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không? Ông! Lại là một nói không gian ba động phát ra, giống như một đạo sao chổi giống như, thẳng tắp hướng về phía trước kết giới, phạch một cái liền xuyên qua. Phốc phốc phốc, chỉ một thoáng, từng đạo thổ huyết âm thanh liên tiếp, mấy chục cái hóa hư cao thủ đã sắc mặt tái nhợt, uể oải ngã xuống, rất hiển nhiên là bị thương nặng. Đúng vào lúc này, Trác Phàm cũng làm tức đi vào kết giới kia chỗ, nhìn phía trên đã bị đánh ra một cái vết nứt, nhất thời vung lên cánh tay phải, lóe bạo ngược hồng mang, hung hăng đục đi lên. Oanh, chỉ là trong tích tắc công phu, tại cái này kỳ lân tí cường đại trùng kích dưới. Kết giới kia răng rắc xuất hiện rạn nứt đường vân, tiếp lấy một tiếng ầm vang nổ tung một đầu lỗ hổng, sau đó lại có mấy mười tên hóa hư cao thủ ngút trời phun ra máu tươi, theo tiếng mà đổ. Còn lại một mực tại duy trì kết giới tu giả, cũng là nhịn không được hung hăng run run thân thể, sắc mặt nặng nề cực kỳ, nhưng thủ hạ ấn quyết không thay đổi chút nào. Đáng tiếc, đã không có gì chứng dùng, Trác Phàm lần này, đã vì mọi người mở ra một đầu trốn hướng đất tự do đường ra. Đi mau. Kéo Sở Khuynh Thành, Trác Phàm hét lớn một tiếng, bốn người vội vã thông qua cái này lỗ hổng, hướng ra phía ngoài bay đi. Triệu Đức Trụ gặp này, bất giác tức giận tới mức giơ chân, mắng to, đáng chết, tiểu tử này thế mà nắm giữ đặc biệt nhằm vào kết giới thần thông, kết giới này vậy mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mấy người các ngươi ngu ngốc à, người ta đều chạy, còn duy trì kết giới làm gì, còn không mau triệt tiêu, đuổi theo cho ta. Nghe được lời này, những người kia dường như mới phản ứng được, vội vàng vừa rút lui kết giới, bỗng nhiên hướng Trác Phàm bốn người đuổi theo. Bỗng dưng, gần 500 hóa hư cao thủ che già măng mọc truy tại bốn người sau lưng, cái kia cường đại uy thế dường như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng, hung hăng đánh thẳng vào phía trước bốn người, làm bọn hắn trong lòng ngăn không được lo sợ lên. Trác đại ca, bọn họ nhanh muốn đuổi tới, làm sao bây giờ a? Đan Nhi nhìn một chút đằng sau. Nhìn phía sau cái kia hung thần ác sát từng khuôn mặt, gấp đến độ sắp khóc đi ra. Trác Phàm sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, một mực hướng về phía trước chạy, không nên quay đầu lại, chỉ cần ngươi hơi chậm một chút, ngươi thì xong. Nhớ kỹ, cái này là sinh tử vận tốc, không nên quay đầu lại.
cuống họng nghẹn ngào, Đan Nhi sợ đến phát run, nhưng vẫn là nâng lên tinh thần, nỗ lực bay về phía trước lấy. Sở Khuynh Thành cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, một bên lôi kéo Đan Nhi, một bên lôi kéo Trác Phàm, toàn lực gia tốc. Thế nhưng là chợt, trong tay nàng lại là không còn, Trác Phàm bóng người nhất thời biến mất tại trước mắt nàng. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn qua, lại là đột nhiên nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đã là dừng thân, rơi xuống các nàng sau lưng rất xa chỗ. Trác Phàm, ngươi! Trong mắt nhìn không được co lại, Sở Khuynh Thành thân thể trì trệ, hét to lớn tiếng. Thế nhưng là còn không đợi nàng dừng thân lại, Trác Phàm hét lớn nhưng lại tiếng vọng tại các nàng bên tai, nhớ kỹ, không nên quay đầu lại, toàn lực gia tốc, bay ra ngoài. Khuynh Thành, hắn, Thủy Nhược Hoa cũng là cả kinh, hướng về sau nhìn xem, tựa hồ đã biết hắn dự định. Trong mắt ngậm lấy nước mắt, Sở Khuynh Thành lại thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, nhìn lấy cái kia kiên định ánh mắt, cuối cùng trong lòng hung ác, khẽ cắn môi, lôi kéo Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi tay, liền tốc độ không giảm chút nào địa phi đi, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Thủy Nhược Hoa giật mình, hét lớn, Khuynh Thành, người thật mặc kệ hắn sao? Hắn nhưng là muốn đối mặt 500 hóa hư cao thủ, còn có dung hồn cao thủ a. Ta muốn quản, nhưng là ta không quản được. Trong mắt phụ khí mông lung, Sở Khuynh Thành đã là hai mắt đỏ bừng, khóc không thành tiếng nói, ta quá yếu, lưu lại sẽ chỉ là hắn vướng víu. Cùng như thế, ta chỉ có thể tận lực chạy trốn, xa cách bọn họ truy sát. Dạng này, hắn có thể đầy đủ có cơ hội thoát đi chỗ đó. Ta tin tưởng, liền xem như thế hiểm cảnh, hắn cũng nhất định có thể yên ổn thoát thân, nhất định. Sở Khuynh Thành phảng phất là đối Thủy Nhược Hoa hai người nói, lại phảng phất là tự nhủ, chỉ để lại chính mình một chút lòng tin, cho Trác Phàm một chút lòng tin. Thế nhưng là trong lòng các nàng cũng tất cả đều rõ ràng, lần này Thiên Địa Chính Nghĩa Tông xuất động chiến lực, đã có thể san bằng bất luận cái gì một nhà hạ tam tông, Trác Phàm sinh tồn tỷ lệ 10 phần xa vời, các nàng chỉ là đang cầu khẩn kỳ tích mà thôi. Lôi kéo hai nữ tay không chỗ ở run rẩy, Sở Khuynh Thành cúi đầu, bay thật nhanh. Thế nhưng hàm răng trắng noãn chăm chú cắn môi, cũng đã cắn chảy ra máu. Thủy Nhược Hoa nhìn đến trong lòng đau xót, lôi kéo Sở Khuynh Thành tay bất giác càng chăm chú hơn, kiên định nói, yên tâm đi, hắn nhất định không có việc gì. Đúng vậy a, Trác đại ca nhất định không có việc gì, hắn thông minh như vậy, lại mạnh như vậy. Đan Nhi cũng tiến lên trước, an ủi. Thật sâu cúi đầu, Sở Khuynh Thành không nói gì, chỉ là tại một vị phi hành. Nàng cũng hy vọng Trác Phàm không có việc gì, nhưng chỉ có trong lòng chính nàng minh bạch, Trác Phàm sau cùng câu kia không cho mọi người quay đầu căn dặn, có lẽ thì đại biểu, vĩnh biệt. Người ta sinh ly tử biệt, đều hy vọng lại thấy đối phương một lần cuối cùng, vì sao ta thì không muốn để cho nàng lại quay đầu, sau cùng một lần nhìn nàng phương dung đâu. Yên lặng đứng ở hư không, xa nhìn Sở Khuynh Thành bọn người biến mất phương hướng, Trác Phàm trong mắt có chút mông lung, không khỏi bật cười một tiếng, có lẽ. Là ta không muốn nàng nhìn thấy ta bộ này hai mắt đẫm lệ bộ dáng a, ha ha ha. Hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, thật sâu uy áp dần dần trở nên nặng nề, phô thiên cái địa hướng hắn đè xuống. Cuồng mãnh kình phong, thẳng thổi đến áo quần hắn kêu phần phật. Một cái lắc mình, Triệu Đức Trụ đi vào trước mặt hắn, nhìn lấy hắn cao ngất kia bóng lưng, không khỏi càn rỡ cười ha ha, ha ha ha. Ngươi ngược lại là chạy a. Coi như ngươi xông phá kết giới lại như thế nào, có thể thoát khỏi chúng ta cái này 500 hóa hư cường giả truy sát sao? Kết quả là, ngươi còn không phải muốn tang sinh tại đây. Hơi hơi nhắm lại mắt, Trác Phàm cố thu hồi trong mắt mông lung, lạnh lùng lên tiếng, đã trốn không, cái kia cũng chỉ phải nhất chiến. 500 hóa hư cao thủ đối phó một mình ta, hừ hừ, các ngươi thật là dốc hết vốn liếng a. Hắc hắc hắc, cái này cũng không có cách, ai để ngươi quỷ dị như vậy. Thủ đoạn hay thay đổi, không làm đủ sung túc chuẩn bị, làm sao tốt không có sơ hở nào cầm xuống người cái này đại ma đầu đâu. Bất giác suy cười một tiếng, Triệu Đức Trụ hướng bên cạnh hơn 20 người đánh cái ánh mắt, thản nhiên nói, các ngươi đuổi theo ba cái kia nữ, còn lại người cùng ta lưu lại, cùng một chỗ đối phó cái này đại ma đầu. Vâng, cái kia 20 người khom người liền ôm quyền, liền đạp chân xuống, trong nháy mắt lách qua Trác Phàm, hướng xa đuổi theo. Thế mà, liền tại bọn hắn đi ngang qua Trác Phàm chỗ đứng lúc, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh một tiếng bạo hưởng, một đạo đỏ tươi huyết mang đột nhiên thoáng hiện, tiếp lấy liền nghe từng đạo tiếng hét thảm vang lên,
cái kia hơn 20 người lại như bóng bản giống như, từng cái bị đánh trở về, mặt mũi bầm dập, một miệng đỏ thẫm máu tươi nhịn không được cùng nhau phun ra. Ngay sau đó lại hướng nhìn đằng trước, tất cả mọi người lại là nhất thời trong mắt ngưng tụ, chỉ thấy giờ này khắc này, Trác Phàm trước người đứng thẳng một đầu chiều cao 100 trượng, toàn thân đỏ thẫm cự long, thân thể bãi xuống, liền đem bọn hắn đường đi tới trước hoàn toàn đỡ được. Khóe miệng lộ ra tinh hồng răng nanh, cái kia xích long một mặt hung ác nhìn lấy mọi người, toàn thân cao thấp tản ra bạo ngược chi khí. Ánh mắt khẽ híp một cái, Triệu Đức Trụ cười lạnh một tiếng, dị biến thiên long hồn, đại lực xích long vương. Hừ hừ, Trác Phàm, nhanh như vậy liền đem thần hồn phóng xuất, người nhà muốn liều mạng a. Xem ra mấy cái kia nữ nhân, đối ngươi nhưng thật ra vô cùng trọng yếu. Chẳng qua là một số không biết sâu cạn tiểu nữ tử mà thôi. Không có gì quan trọng. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, Triệu Đức Trụ, ngươi chỉ là muốn ta đầu mà thôi, lão tử ở chỗ này chờ lấy, đừng đem không liên quan người liên lụy vào. Nhếch miệng cười một tiếng, Triệu Đức Trụ tà dị nói, không liên quan. Ha ha ha, theo ngươi cái này đại ma đầu có quan hệ người, há có không liên quan đạo lý. Chúng ta Thiên Địa Chính Nghĩa Tông trừ ma vệ đạo, chính là muốn diệt cỏ tận gốc. Cái kia ba nữ nhân, chúng ta sớm muộn cũng muốn diệt trừ sạch sẽ. Oanh! Thế mà, còn không đợi hắn nói hết lời, một đạo nổ đùng hô vang lên, cuồn cuộn liệt phong như dao cắt giống như bao phủ ra, đâm vào tất cả mọi người mặt mũi đau nhức. Cái kia đại lực xích long vương hất lên long đuôi, như điều rãnh trời đồng dạng, đem phía trước tiến lên đường hoàn toàn phủ kín, Trác Phàm chậm rãi xoay người lại, trong mắt là vô tận sát ý, lạnh lùng nói, có ta ở đây nơi này. Hôm nay người nào cũng đừng hòng vượt qua cái này đường nét một bước. Hừ, khoác lác không làm bản nháp. Khinh thường bĩu môi, Triệu Đức Trụ cười lạnh, ngươi một người đối với chúng ta 500 cao thủ, thế mà còn muốn ngăn cản chúng ta. Hiện tại lão tử sẽ xuyên qua ngươi cái này đường nét, lại không giết ngươi. Đi đem cái kia ba nữ nhân bắt trở lại về sau, lại ở trước mặt ngươi đưa các nàng chém thành muôn mảnh. Để ngươi biết, theo ngươi ma đầu kia pha trộn cùng một chỗ người. Tuyệt không có kết cục tốt, ha ha ha. Cười to một tiếng, Triệu Đức Trụ lại vung tay lên, lại là 30 hóa hư cao thủ liền cùng nhau tiến lên, hô một chút, thần hồn đều là thả ra. Trong chốc lát, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đủ loại thần hồn lăng không hiển lộ lấy chính mình bá khí, tiếp lấy cùng nhau hướng Trác Phàm đập tới. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm tâm niệm nhất động, cái kia đại lực xích long vương liền trong mắt chừng một cái, vung lấy to lớn long đuôi. Hô đến một chút hướng chúng thần hồn vỗ qua. Rầm rầm rầm, từng tiếng kinh thiên động địa nổ tung vang vọng khắp nơi, khói lửa nhất thời tràn ngập không gian, rung động mạnh mẽ sóng, đem vây quanh Trác Phàm cái kia mấy trăm hóa hư cao thủ, cũng ngăn không được bước lui xuống đi. Đợi khói lửa tán đi, thu vào mọi người tầm mắt lại là Thiên Địa Chính Nghĩa Tông 20 tên hóa hư cao thủ phủ phục ngã xuống đất, máu me đầy mặt, 10 tên hóa hư cao thủ hơi thở dồn dập, khóe môi nhếch lên một tia đỏ tươi. Một mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Mà bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là một đầu đã toàn thân bị thương, có chút uể oải màu đỏ cự long, nhưng là con rồng kia dù vậy, lại vẫn không có di động mảy may kịch liệt, vẫn vững vàng cố định ở trong hư không. Vừa mới cái kia 30 đạo hóa hư cao thủ thần hồn lực lượng toàn lực nhất kích, vậy mà hoàn toàn không để cho đầu này cự long chuyển động một cái. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy mọi người, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên thân thể lắc một cái. Phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ tươi. Thế nhưng là hắn lung lay thân thể, lại là lại định trụ, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý vệt một thanh khóe miệng tơ máu về sau, nhìn về phía Triệu Đức Trụ, khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo khinh miệt nụ cười. Quái vật! Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, mọi người tại đây nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều là khó có thể tin. Lấy lực lượng một người, đồng thời ngăn cản 30 tên ngang nhau tu vi cao thủ. Thế mà có thể tại một chiêu phía dưới, trọng thương 20, đánh lui 10 tên, chính mình vẫn như cũ sừng sững không ngã đứng ở chỗ này, thực lực như thế, quả thực hoảng sợ. Thật không hổ là song long hội bằng sức một mình, quét ngang thượng tam tông nam nhân, lúc trước Triệu Đức Trụ hồi tông nói lên, chúng ta còn không tin. Hiện tại xem ra, quả nhiên là truyền ngôn không giả a. Trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai, tất tất dẫn dẫn. Trong giọng nói đều là tán thưởng cùng kinh dị. Triệu Đức Trụ ở một bên nghe lấy, một trái tim sớm đã mau tức nổ, song quyền nhìn không được nắm lại. Hắn hôm nay dẫn người đến đây vây quét Trác Phàm,
là muốn giết chết hắn, không phải cho hắn bảy cái sân khấu, trang bức kéo phen. Nhưng là bây giờ, tông môn đám gia hỏa này thực sự thật không có lập trường, sao có thể đối với địch nhân như thế tán phục đây, còn mẹ hắn là cái ma đạo tiểu tử. Mấy người các ngươi đầy đủ, chính ma bất lưỡng lập, bày chính vị trí của mình. Hét lớn một tiếng, Triệu Đức Trụ nổi giận đùng đùng chỉ hướng Trác Phàm, cắn răng nói, tất cả mọi người cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này đầu, thế thiên hành đạo. Không khỏi sững sờ, chúng người lập tức liền khôi phục bản tính, hét lớn một tiếng, hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi. Toàn thân chính khí lẫm nhiên, không sợ sinh tử dũng giả. Cười lạnh, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, lại là cũng không e ngại, thăm thẳm lên tiếng, đúng vậy a, cầm xuống ta đầu, thật là thế thiên hành đạo. Nhưng là đồng dạng là thế thiên hành đạo, hướng ở phía trước nhưng muốn so núp ở phía sau mặt ăn thiệt thòi nhiều. Thì như lúc trước, trọng thương cái kia 20 người toàn mẹ hắn là hung hãn không sợ chết, xông vào trước nhất. Nhưng sau cùng lĩnh công lúc, còn không phải người sống hưởng thụ. Các ngươi phải thật tốt cân nhắc một chút mới là, muốn làm bia đỡ đạn, vẫn là làm công thần, chính mình kiềm chế một chút a. Kít! Đột nhiên, chúng người thân thể trì trệ, toàn đều dừng lại. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không có một cái nào xông về phía trước nữa. Huynh đệ, ngươi xung phong, ta đằng sau cho ngươi đệm lên. Ngươi thế nào không hướng, muốn cho lão tử cho ngươi làm pháo hôi. Hừ, không có cửa đâu. Trải qua Trác Phàm đề điểm, mọi người lẫn nhau nhìn lấy, trong mắt đều có loại không hiểu ý vị, trong lòng tất cả đều không tự chủ được đánh tới chính mình tính toán nhỏ nhặt, lại không như lúc trước như thế hung hãn không sợ chết, không não xông loạn. Chớ nhìn bọn họ cái này có mấy trăm người chúng, tựa như ba tên hòa thượng không có nước ăn một dạng, một khi mọi người trong lòng tư dục bị bốc lên, cái kia lại nhiều người cũng là năm bè bảy mảng, không có cái gì chứng dùng. Trác Phàm khóe miệng xẹt qua khinh miệt ý cười, nhìn về phía tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng là thỉnh thoảng lại, hắn vẫn là một cái tay không tự chủ được che lên bụng dưới ở giữa, khóe miệng xẹt qua một đạo đỏ tươi vết máu, sắc mặt hơi hơi thảm trắng một chút. Thực vừa mới hắn đã trọng thương, nếu là nhiều người như vậy lại cùng nhau tiến lên, đừng nói mấy trăm, lại đến 10 cái, hắn đoán chừng cũng khó có thể gánh vác. Bất quá dựa vào cái này châm ngòi ly gián kế sách, câu lên đáy lòng của mọi người tư dục, Trác Phàm cũng là như con cọp giấy giống như, giật mình cái này mấy trăm cao thủ không dám di động mảy may. Cái này nếu để cho người khác nhìn đến, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Đường đường một cái tông môn mấy trăm cao thủ, vậy mà cầm một cái trọng thương người vô kế khả thi, cũng thật xem như kỳ tích. Triệu Đức Trụ nhìn lấy đây hết thảy, lại sớm đã là tức bực dậm chân, mắng to lên tiếng, các người đám này không có tiền đồ đồ vật, sợ cái gì sợ, hắn đã không được, nhanh lên a. Cầm hắn đầu người, lão tử bẩm báo tông chủ, cho hắn thỉnh công. Vậy sao ngươi không lên? Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, có cái thiên địa chính nghĩa tông đệ tử liền liếc xéo hắn liếc một chút, thăm thẳm xuất khẩu. Ách! Bất giác trì trệ, Triệu Đức Trụ bờ môi hơi hơi run run, cũng là bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Ta phía trên, Trác Phàm tiểu tử này thần thông quảng đại, quỷ kế đa đoan, coi như hắn hiện tại đã uể oải, nhưng người nào biết rõ còn có hậu chiêu gì, lão tử cũng không phải là chưa có xem hắn động thủ. Riêng là cùng Diệp Lân nhất chiến, đem đối phương đùa bỡn sửng sốt một chút. Lão tử muốn lên lời nói, khó mà nói trúng kế, mạng nhỏ liền không có, làm sao có thể ta phía trên. Lão tử vẫn chưa muốn chết đâu. Kéo các ngươi nhiều người như vậy tới, không phải liền là để cho các ngươi phía trên sao? Không phải vậy muốn các ngươi có làm được cái gì? Thế nhưng là, mọi người thấy hắn người cầm đầu này đều không lên, trong lòng không khỏi càng là không chắc. Cũng liền lại không người nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn. Kết quả là, thiên địa chính nghĩa tông 500 cao thủ, giống như ngu ngốc, cùng một cái trọng thương người rằng co cùng một chỗ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại là không có bất kỳ cái gì cử động. Triệu Đức Trụ tức giận đến thân thể run rẩy, Trác Phàm lại là nở nụ cười hớn hở, thật dài nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cũng không cầu có thể từ nơi này thoát thân, hoặc là một hơi đánh bại cái này 500 cao thủ, cái kia là không thể nào. Hắn chỉ hy vọng, lấy hắn lực lượng một người đem cái này 500 người ngăn chặn, cho Sở Khuynh Thành bọn họ tranh thủ thời gian đào tẩu là được. Nghĩ như vậy, Trác Phàm tuy nhiên nội tạng như hỏa diễm đốt cháy, đau đớn khó nhịn, một miệng tụ huyết kẻ tại ở ngực, khiến hô hấp không thông. Nhưng là hắn nhưng như cũ cố đứng tại hư không,
trang lấy giống như không có gì đáng ngại giống như, trấn nhiếp nơi này tất cả mọi người. Ba ba ba. Bỗng nhiên, một chuỗi dài tiếng vỗ tay vang lên, một đạo cười khẽ chợt truyền ra, ha ha ha. Mặc dù là chỉ bị thương nặng con cọp giấy, nhưng là chỉ dựa vào một câu liền đem ta Thiên Địa Chính Nghĩa Tông 500 tu giả trấn nhiếp tại chỗ, cũng quả nhiên là đáng quý. Khó trách Triệu Đức Trụ Hồi Tông nói tương lai ngươi hẳn là ta chính đạo họa lớn, xem ra hắn lời nói không ngoa a. Nghi đầu bỗng nhiên lắc một cái, Trác Phàm hơi hơi quay đầu đi, một trái tim dần dần chìm xuống. Chỉ thấy giờ này khắc này, chẳng biết lúc nào, tại hắn cách đó không xa một bụi rừng cây ở giữa, phiêu hốt đi ra một cái vóc người gầy gò, một thân trắng phục trung niên nhân tới. Nhìn qua ngược lại là ôn tồn lễ độ, nhưng một đôi sắc bén ánh mắt, lại là để Trác Phàm trong lòng không sai, người này tuyệt không phải thiện nam tín nữ chi đồ. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn vẫn là một cái dung hồn cảnh cường giả. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhìn đến Thiên Địa Chính Nghĩa Tông giấu giếm cao thủ, bắt đầu tránh thức muốn hiển lộ ra. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió lên, chỉ là trong nháy mắt, lại là thất đạo lưu quang xẹt qua, bao quát lúc trước cái kia tại tiểu trấn phía trên hướng bọn họ xuất thủ lão giả tóc bạc bên ngoài, đúng là lại tới 6 đại cao thủ, đều là dung hồn cảnh tu giả. Gặp trận này cho, Trác Phàm trong lòng bất đắc dĩ than thở, cái này 500 hóa hư cảnh tu giả hắn còn có thể đe dọa một chút, ngăn trở nhất thời. Nhưng là một chút xuất hiện 8 tên dung hồn cao thủ, hắn lại là có chút khó làm. Muốn ngăn lại cái này 8 tên dung hồn cường giả, phòng ngừa bọn họ tiếp tục truy kích Sở Khuynh Thành các nàng, hắn lại là phải thật tốt suy nghĩ một phen. Lúc này, Trác Phàm đã đem chính mình sinh tử không để ý, chỉ muốn làm sao có thể tận lực trì hoãn thời gian. Đệ tử Triệu Đức Trụ, cung nghênh 8 vị trưởng lão. Mà nhìn thấy 8 người này xuất hiện, chính tâm bên trong nộ khí, lại không biết nên đi nơi nào Triệu Đức Trụ, lúc này lại dường như tìm tới dựa vào giống như, vội vàng bái hạ, dư hóa hư tu giả cũng căn chấn đủ tề bái hạ. Không có xem bọn hắn liếc một chút, cái kia lão già tóc bạc chỉ là mi đầu sâu nhăn, chăm chú nhìn đối diện Trác Phàm, còn có cái kia cường đại long hồn, trong lòng tức giận, trách mắng, nhiều người như vậy. Thời gian dài như vậy thế mà đều bắt không được tên tiểu quỷ này. Lão Phu coi là, đám người Lão Phu chạy đến về sau, lần này Chu Tà Chi chiến đại thể đã kết thúc, người nào từng muốn. Hừ, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông mặt mũi, thật sự là bị các ngươi mất hết. Trong lòng bất giác run lên, tất cả mọi người một trận hổ thẹn, thật sâu cúi thấp đầu. Đúng, không phải có 4 người à, làm sao hiện tại chỉ còn tên tiểu tử này. Cái kia 3 nữ nhân đây. Cho dù chết cũng nên có cái thi thể đi. Ngay sau đó, lão giả tóc bạc kia lại là sững sờ, chất vấn lên tiếng. Trong lòng một trận lo sợ, Triệu Đức Trụ trầm ngâm một chút, mới một mặt lập lòe khom người nói, khởi bẩm trưởng lão, cái kia 3 tên nữ tử đã chạy, tiểu tử này cản ở chỗ này cản trở chúng ta. Chúng ta đang muốn đem hắn cầm xuống, sau đó tiếp tục truy kích. Cái gì, người ta một người ngăn lại các ngươi 500 người. Nghi đầu bất giác lắc một cái, lão giả tóc bạc kia giận quá thành cười, hừ hừ, rất tốt a. Mấy người các ngươi còn thật cho chúng ta những lão gia hỏa này tăng thể diện, mấy trăm người đồng loạt xuất động, không thể mau chóng bắt lấy bọn hắn 4 cái cũng liền thôi, thế mà còn bị người ta một người đã đủ giữ quan ải cho cản lại. Có phải là thật hay không muốn lão phu tự mình xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, cho các ngươi ra mặt a? Cái này nếu là truyền sắp xuất hiện đi. Mình Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thật muốn danh tiếng vang xa a, ha ha ha. Triệu Đức Trụ, người lúc trước hướng tông môn thỉnh nguyện, điều động nhiều nhân mã như vậy giúp ngươi, ta còn coi ngươi là ổn thỏa là lớn, nhưng không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một phế vật, nhiều nhân mã như vậy đều không đủ ngươi bắt 4 người. Có phải hay không lại đến 500 cao thủ trợ trận, ngươi mới có thể bắt đến thuận buồm xuôi gió a. Đầu bất giác co rụt lại, Triệu Đức Trụ bị đổ ập xuống mắng lấy, gương mặt đỏ bừng. Một trận xấu hổ, nhưng cũng vạn phần ủy khuất. Trưởng lão a, cái này không phải tay người vấn đề, mà chính là tiểu tử này thực sự quá mẹ hắn giảo hoạt, bàn lộng thị phi, miệng lưỡi dẻo quẹo, dăm ba câu liền đem đám người kia mê đến sợ hãi rụt rè, không có một cái tránh thức xuất lực. Ngài đừng nói lại điều 500 cao thủ, coi như lại điều 1000, vậy cũng không có gì chứng dùng a. Nhân tâm tán, lại nhiều người cũng là 5 bè 7 mảng. Huống hồ cái này cũng không thể toàn trách chúng ta a, trước đó không phải đã xin nhờ qua các ngươi muốn chặn bọn họ con đường sau này a, nhưng là bây giờ.
Nghĩ như vậy, Triệu Đức Trụ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía dưới cái kia khoan thai tự đắc trắng phục trưởng lão liếc một chút, nhưng cũng không dám nói chuyện, đắc tội trưởng lão. Theo hắn ánh mắt nhìn, cái kia trưởng lão tóc bạch kim đã minh bạch hắn ý tứ, bất giác thở dài một hơi, một mặt âm trầm nhìn sang, chất vấn, Trắng Hạc trưởng lão, trước đó chúng ta chắc là đã đánh dễ thương lượng, hai người tổ một, tại bọn họ khả năng thoát đi tứ phương chờ đợi, chặn đường lui. Vì sao mấy cái kia nữ oa thoát đi thời điểm, người không có ra mặt ngăn cản đâu? Ha ha ha, người đây là trách ta rồi. Bất giác khẽ cười một tiếng, cái kia trắng phục trưởng lão khoan thai tự đắc dao động cái đầu, cười nhạo nói, Ngân Trùy trưởng lão, người vốn là cùng ta một đường tại cái này chờ đợi, lại vẫn cứ muốn đi tự mình xuất thủ, bắt lấy bọn hắn. Này cũng tốt, một cái dung hồn cảnh cao thủ, thêm 500 hóa hư cường giả, cầm 4 cái tất cả đều chưa tới hóa hư người, không phải 100% chắc thắng A, một bữa ăn sáng A. Cho nên lão phu cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cảm thấy cái này hậu chiêu không có gì chứng dùng, liền đi bốn phía đi dạo một chút, nhưng ai biết các ngươi mẹ hắn còn thật để bọn hắn chạy. Hừ hừ, chờ lão phu sau khi trở về, việc vui càng lớn, đường đường 500 cao thủ, bị một tên tiểu tử thúi sững sờ cản ở phía trước, nửa bước không thể được. Ha ha ha, làm trò cười cho thiên hạ A, Ngân Trùy trưởng lão, đây là ngươi ở một bên giúp đỡ tới. Bằng không lời nói, cái này 500 tông môn tử đệ. Có phải hay không còn cũng bị người nhà toàn diệt đâu. Ai, lão phu đối với các ngươi năng lực, thế nhưng là lại có một cái mới cảm quan a. Theo trưởng lão đến chấp sự, lại đến đệ tử, không có một cái thành khí, hừ. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, Ngân Trùy trưởng lão đầy mặt đỏ bừng, tiếp lấy hung tợn trừng Triệu Đức Trụ liếc một chút, hận không thể lập tức đem tiểu tử này cho bóp chết. Vốn là hắn gặp Trác Phàm bọn họ chạy, Triệu Đức Trụ mang theo 500 cao thủ đuổi theo. Trong lòng cũng không có nhiều như vậy tính toán. Bởi vì cái này lấy cỡ nào áp thiếu, vốn là chắc thắng A. Cho nên hắn thì thảnh thơi đi theo sau, cũng không có vội vã đuổi đi hỗ trợ, hắn thật đúng là sợ rơi cái lấy lớn hiếp nhỏ tội danh, tuy là vì tông môn xuất lực, nhưng dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng ai biết cái này Triệu Đức Trụ uất ức như thế, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn liên lụy hắn cũng theo danh dự mất hết, bị người chế giễu. Nếu không phải tiểu tử này là tông chủ đệ tử, về sau tông môn trụ cột lời nói, không thể nói được hắn hiện tại liền muốn nhất trưởng kết quả hắn. Hô xích thở hổn hển, Ngân Trùy lớn lên trong đôi mắt già nua tràn đầy lãnh mang. Triệu Đức Trụ không dám nhìn ánh mắt hắn, chỉ có thể cúi đầu, bất đắc dĩ sờ lấy cái mũi, trong lòng đem Trác Phàm chửi mắng ngàn vạn lần. Nếu không phải tiểu tử này, hắn làm sao có thể tại trước mặt trưởng lão như thế mất mặt.